Chân Long Chí Tôn Đô Thị, Vương Nhất. Tập 11. Vương Nhất cười nhạt nói, trước tiên không cần động tới nhà họ Thẩm, ngược lại, nếu nhà họ Thẩm đã mong muốn tôi ra tay với nhà họ Lương thì cứ giúp Lương Nhật Tân một tay đã, giết chết Lương Ý Hành. Vậy nhà họ Thẩm thì sao? Vương Nhất dừng lại, anh cười cười, lãnh nhan, xem ra cô đã theo ta quá lâu nên quên mất thân phận ban đầu của mình rồi. Thân phận ban đầu của tôi? Lãnh Nhan sửng sốt một chút. Đúng vậy, trước khi gặp tôi, cô là ám dạ quân mẫu nữ hoàng bóng đêm khiến cả thế giới phải rùng mình. Trong mắt Vương Nhất lóe lên một tia sắc bén, cho dù đã rửa tay gác kiếm, nhưng truyền thuyết về cô vẫn còn lưu truyền trong giới sát thủ, hàng vạn tên sát thủ muốn đi theo cô. Ở đầu bên kia điện thoại, Lãnh Nhan thở dốc, thiếu chủ, ngài có ý gì? Quay trở về thân phận lúc trước đi. Vương Nhất cười nói. Vì Thẩm Tử Kiện có quyền thao túng web đen, nên tôi cần cô quay về làm nữ hoàng bóng đêm, hạ lệnh sát thủ trong thiên hạ, vây kích nhà họ Thẩm. Đoàng. Lời vừa dứt, toàn thân Lãnh Nhan chấn động kịch liệt, một cỗ sát khí nhàn nhạt dần dần nở rộ trong đôi mắt đỏ tươi. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài tung bay, cô ta kích động nói, vâng, thiếu chủ. Buổi tối. Vầng trăng lặng im, mây đen bao trùm. Đêm nay, đối với nhiều người. Chỉ là một đêm bình thường, nhưng đối với web đen nằm ngoài vòng xã hội, đêm nay lại trở nên phi thường. Sát thủ trên toàn thế giới đang sôi sục, và những kẻ giết người với nhiều mật danh khác nhau đang hoạt động trong web đen. Không vì cái gì khác, sát thủ số một thế giới tái xuất giang hồ. Cô ta mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, đôi mắt đỏ như máu, trong chớp mắt, một biển xác chết nổi lên trong mắt cô. Cô ta là biểu tượng của giới sát thủ và là một cơn ác mộng kéo dài khắp thế giới. Nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành lệnh ban thưởng nếu bắt được cô. Số tiền thưởng lên tới hơn 10 tỷ đô la Mỹ, nhưng cô ta vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật. Ám dạ quân mẫu là mật danh của cô. Nữ hoàng bóng đêm là địa vị của cô. Mỗi khi màn đêm buông xuống, màn đêm lại trở thành thiên đường săn bắn của cô. Có ai ngờ rằng một sát thủ mạnh mẽ như vậy lại sẵn sàng trở thành cái bóng và là người bảo vệ trung thành nhất của một người đàn ông. Bây giờ, sau 5 năm, người phụ nữ đó đã trở lại. Tất cả những sát thủ đều mong chờ nhiệm vụ đầu tiên sau khi ám dạ quân mẫu trở về. Nhưng ám dạ quân mẫu đã không nhận nhiệm vụ mà tự mình đưa ra một nhiệm vụ. Ám sát Thẩm Tử Kiện. Vị trí, nước Hát, Thiên An. Danh tính, thiếu gia nhà họ Thẩm ở Thiên An. Tiền thưởng, không. Nốt, những người thành công có thể gặp trực tiếp với quân mẫu bóng đêm. Khi lệnh ban thưởng vừa được phát hành, số lượt xem đã vượt quá 100 triệu chỉ trong một giờ ngắn ngủi. Tất cả những kẻ giết người đều sửng sốt, không ngờ ám dạ quân mẫu lại dùng thân phận người đi thuê để quay trở về giới sát thủ. Sau đó, càng lúc càng có tên sát thủ bắt đầu tự hỏi Thẩm Tử Kiện này là ai mà có thể khiến ám dạ quân mẫu tự mình ra lệnh treo thưởng. Đó có phải là một cường giả nào đó trên thế giới không? Nhưng nếu đã là cường giả thì tại sao tiền thưởng lại là không? Tuy nhiên, điều mọi người quan tâm hơn là mục cuối cùng của lệnh thưởng, bạn có thể gặp mặt trực tiếp ám dạ quân mẫu. Ngay lập tức, những tên sát thủ liền trở nên điên cuồng, họ lần lượt chấp nhận lệnh ban thưởng. Nhưng lệnh ban thưởng chỉ tồn tại 5 phút thì bị người phát hành xóa rồi. Trong 5 phút này, hơn 3.000 tên sát thủ đã nhận nhiệm vụ. Không ai biết rằng hơn 3.000 tên sát thủ từ khắp nơi trên thế giới đã đến Thiên An để ám sát Thẩm Tử Kiện. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Nhan mặc đồ ra bó sát, đứng ở cửa tử viên. Thiếu chủ, đã công bố treo tiền thưởng rồi, trong mấy ngày tới, sẽ có 3.061 sát thủ lục tục đến Thiên An, ám sát Thẩm Tử Kiện. Không tệ. Vương Nhất híp mắt gật đầu, công bố 50 phút đã có hơn 3.000 sát thủ nhận nhiệm vụ, đây đã là một con số rất đáng sợ rồi. Thử nghĩ xem, một thành phố, ẩn nấp hơn 3.000 sát thủ, ngụy trang thành đủ loại người chờ cơ hội hành động, nếu truyền ra ngoài, cả thành phố đều sẽ chìm vào khủng hoảng. Bỗng nhiên, Vương Nhất cười với Lãnh Nhan, không nghĩ tới thanh danh, ám dạ quân mẫu, này của cô còn rất có ích đấy. Sắc mặt Lãnh Nhan lập tức đỏ bừng, hiếm khi xấu hổ, dù thanh danh tôi có lớn, còn không phải bị thiếu chủ chế phục, cam tâm tình nguyện theo thiếu chủ. Vương Nhất cười to ha hả. 5 năm trước, cô muốn đến giết tôi đó. Lời này vừa nói ra, mặt Lãnh Nhan càng đỏ, như sắp rỉ máu. Tuy nhiên, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới trước đây,
bất giác nhìn nhau một cái, hiểu ý cười. Duyên phận thật sự là một thứ kỳ diệu, ai có thể nghĩ tới, Lãnh Nhan ở trước mặt Vương Nhất nhu thuận như một chú mèo con, vào lần đầu tiên gặp mặt, lại đao to múa lớn muốn ám sát anh. Lãnh Nhan lúc đó còn chưa phải sát thủ đứng đầu danh chấn thiên hạ, chỉ là một sát thủ nhất lưu mà thôi, sát thủ như vậy, phất tay bắt được bó to. Ám sát Vương Nhất đương nhiên là thất bại, nhưng Vương Nhất không làm gì cô ta, ngược lại thả cô ta đi. Nhiệm vụ thất bại, Lãnh Nhan khó thoát tội, xém chút mất mạng dưới hình phạt tàn khốc của tổ chức sát thủ, cuối cùng lại bị Vương Nhất theo dõi ngược lại cứu. Tổ chức sát thủ của Lãnh Nhan bị hủy diệt, không nhà để về, lại thêm trong lòng cảm kích, Lãnh Nhan bèn đi theo Vương Nhất, chứng kiến quá trình Vương Nhất quật khởi. Đây chính là câu chuyện của Vương Nhất và Lãnh Nhan. Đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, vậy thì đi thôi, đến nhà họ Lương. Ánh mắt Vương Nhất sắc bén, phất tay, cùng Lãnh Nhan đến nhà họ Lương. Cùng lúc này, nhà họ Thẩm. Thẩm Tử Kiện đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện là ông lão mũi ưng tóc bạc phơ, chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Sơn. Trước mặt họ là một người phụ nữ đang nằm, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, vóc dáng mảnh mai. Chỉ là, ánh mắt cô ta nhìn sang hai ông cháu Thẩm Tử Kiện ngập tràn sợ hãi. Vì trên người cô ta đặt đủ loại thức ăn mỹ vị, phục vụ người khác ăn uống. Ở nơi này, cô ta không có nhân quyền, chỉ là dụng cụ đựng thức ăn mà thôi. Ông, vừa rồi nhận được tin tức, tối qua Vương Nhất và Lý Khinh Hồng gặp tập kích của sát thủ Lương Ý Hành phái ra, hiện tại, Vương Nhất đã biết là do nhà họ Lương làm, đang hướng về phía nhà họ Lương. Thẩm Tử Kiện dùng đũa gắp một miếng sashimi trên người người phụ nữ, vừa ăn vừa nói. Tốt! Thẩm Thiên Sơn đập tay, cười to nói, thật không hổ là Tử Kiện, cháu ngoan của ông, như vậy nhà họ Thẩm chúng ta không cần gì cả đã có thể ngồi ngư ông đắc lợi rồi. Được ông nội khen ngợi, Thẩm Tử Kiện cũng vui mừng trong lòng, lại nói, hơn nữa, cháu còn nhận được một tin tức. Ả tiện nhân Lý Khinh Hồng kia đã công khai mối quan hệ vợ chồng với Vương Nhất trên hôn lễ nhà họ Văn, hai người con đại náo hôn lễ của nhà họ Văn, cướp đi cô dâu. Cái gì? Ánh mắt Thẩm Thiên Sơn ngưng lại, tin tức này có thật không? Hoàn toàn chính xác, Thẩm Tử Kiện cười âm trầm. Thật là trời cũng giúp nhà họ Thẩm ta. Thẩm Thiên Sơn điên cuồng cười to, hai kẻ ngu xuẩn, nếu không công khai, sống bình đạm qua ngày, thì chả sao, lại dám công khai. Như vậy càng có nhiều thế lực muốn đối địch Vương Nhất. Như vậy, nhà họ Lương vong, Vương Nhất cũng vong. Nụ cười trên mặt Thẩm Tử Kiện càng sâu, nhà họ Kim chỉ có một mình Kim Thúy Như, dù có yêu nghiệt, cũng khó mà thành tựu, đợi nhà họ Thẩm ta nuốt nhà họ Lương, nhà họ Nhan cũng không cách nào đối chọi với chúng ta, tới đó, Thiên An chỉ có một hào môn, chính là nhà họ Thẩm ta. Ha ha ha, Thẩm Thiên Sơn bị những lời này nói đó mặt mày hồng hào, cười to nói. Tử Kiện à, xem ra ông hứa truyền vị trí gia chủ cho cháu là lựa chọn chính xác. Cảm ơn ông nội. Thẩm Tử Kiện mừng rỡ, đời thứ hai nhà họ Thẩm tầm thường, chức vị gia chủ cũng rơi tới người kiệt xuất nhất đời thứ ba, trên người Thẩm Tử Kiện. Thẩm Thiên Sơn lại nói, Tử Kiện, Vương Nhất đã ra tay với nhà họ Lương, bất kể ai thắng ai thua, cháu đều nên đến nhà họ Lương một chuyến, ra mặt điều đình. Vâng. Thẩm Tử Kiện đáp một tiếng. Nhanh chóng rời đi nhà họ Thẩm. Có người vui có người sầu. Khác với nhà họ Thẩm vui vẻ phồn thịnh, nhà họ Lương lại ngập tràn hơi thở chết chóc. Chuyện Vương Nhất và Lý Khinh Hồng tối qua gặp sát thủ cũng truyền vào tai Lương Ý Hành, lúc này anh ta đang thấp thỏm bất an ngồi trên sofa, sắc mặt tái nhợt. Trong phòng, chỉ có anh ta và Lương Nhật Tân. Anh họ, anh chắc chắn lệnh treo thưởng của anh đã bị chặn sao? Sắc mặt Lương Nhật Tân ngưng trọng. Trầm giọng hỏi. Chắc chắn. Lương Ý Hành cắn răng nói, ngay cả lệnh treo thưởng còn chưa phát ra, đã bị hệ thống tự động chặn rồi, làm sao mời sát thủ đến giết Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Mà sự thật lại là đã xuất hiện sát thủ giữa đường chặn lại Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, tương đương với Lương Ý Hành đang cõng nồi cho người khác. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì, dù sao Lương Ý Hành chính là muốn Vương Nhất chết, nhưng sát thủ mời tới lại thực lực không đủ, bị Vương Nhất giết ngược lại. Vậy thì rất ngu xuẩn rồi. Anh ta đã bại lộ dưới ánh mặt trời, lúc nào cũng có thể nhận báo thù điên cuồng của Vương Nhất. Bỗng nhiên, phía ngoài nhà họ Lương lại truyền tới tiếng vang đinh tai nhức óc, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển. Lương Ý Hành vốn đang tức giận, lúc này càng thêm bạo nộ, ầm ĩ chuyện gì,
gia chủ, không hay rồi, Vương Nhất lại quay lại rồi, lần này dẫn theo một người phụ nữ khác, hủy cổng lớn nhà họ Lương rồi. Ngoài cửa xông vào một tiểu bối nhà họ Lương, mặt đầy kinh hoàng bối rối, kinh sợ kêu lên. Cái gì, Vương Nhất quay lại rồi. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Lương Ý Hành lập tức trở nên tái nhợt, nhắc Tào Tháo tới. Lương Nhật Tân không nói chuyện, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh. Anh ta không tin Vương Nhất nhìn không ra vấn đề bên trong, tuy nhiên, lại vẫn xông tới, chứng minh anh cũng muốn mượn chuyện này khai đao với nhà họ Lương. Lương Ý Hành và Lương Nhật Tân vội vàng chạy ra ngoài, cảnh tượng trước mắt lại khiến họ ngây người, trái tim xém chút nhảy ra khỏi cuống họng. Cổng lớn vòng sắt đầu lân sừng sững mười mấy năm của nhà họ Lương lại sụp đổ, bụi đất mù mịt. Đợi khói bụi tản đi, mơ hồ nhìn thấy hai người kiêu ngạo đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn xung quanh. Chính là Vương Nhất và Lãnh Nhan. Đập nát tấm biển kia cho tôi. Vương Nhất chỉ vào phía trên nhà họ Lương, bảng hiệu dãi nắng dầm mưa tồn tại nửa thế kỷ, lạnh giọng nói. Lãnh Nhan giơ tay, khẽ vạch tấm biển phía trên. Răng rắc. Tám chữ to rồng bay phượng múa trong tấm biển, Lương Thị Trường Tồn, Vạn Thọ Vô Cương, bị Lãnh Nhan chém thành đôi, rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy một màn này, trái tim Lương Ý Hành đau đớn, bảng hiệu nhà họ Lương như chân bảo trong mắt anh ta, tượng trưng cho thể diện lại bị Vương Nhất khinh thường hủy hoại như vậy. Vương Nhất, anh đến nhà họ Lương tôi, rốt cuộc muốn làm gì? Anh ta tức giận hét lên. Ánh mặt Vương Nhất lạnh lùng nhìn sang, thản nhiên nói ra ba chữ. Diệt nhà họ Lương. Anh là ai, lại dám xông vào nhà họ Lương? Còn dám phá hủy bảng hiệu nhà họ Lương, dù có 10 cái mạng cũng không đủ cho anh sống. Mau quỳ xuống, tự chặt tứ chi, còn có thể tha cho anh một mạng. Vệ sĩ nhà họ Lương nghe tiếng ùn ùn xông tới, tức giận nhìn về phía Vương Nhất và Lãnh Nhan. Lương Ý Hành thấy vậy, sắc mặt cũng biến đổi, tức giận hét lên một tiếng, dừng tay hết cho tôi. Trận trước khi Lương Nam Lĩnh còn khỏe mạnh, vệ sĩ nhà họ Lương bị Khương Nhã Mi phế sạch sẽ, sau khi Lương Ý Hành thượng vị, lại lập tức thuê một đám. Do tổ chức gấp gáp, cho nên không ai biết Vương Nhất và Lãnh Nhan, hơn nữa, bất kể là tố chất tổng hợp hay thực lực, đều thua xa trước đây. Vệ sĩ trước đây đều bị Vương Nhất và Khương Nhã Mi đo ván sạch sẽ, càng đừng nói tới đám ô hợp này. Tuy nhiên, đã muộn rồi. Đám vệ sĩ vừa mời tới nôn nóng thể hiện trước mặt Lương Ý Hành, căn bản không để Vương Nhất vào mắt, ai nấy mặt đầy phẫn nộ xông về phía Vương Nhất, chớp mắt bao vây anh và Lãnh Nhan. Ầm ầm ầm. Tuy nhiên, những người này còn chưa đụng tới góc áo Vương Nhất thì đã bị một cỗ sức mạnh vô hình đánh bay. Cái gì? Lập tức, tất cả vệ sĩ nhà họ Lương đều nhìn Vương Nhất như quái vật, trước nay chưa từng thấy loại sức mạnh này. Phía Lãnh Nhan, tay cầm chùy thủ sắc nhọn, hễ ai tới gần, cắt đứt gân tay gân chân, vô cùng tàn nhẫn. Không bao lâu sau, phần lớn vệ sĩ đều không dám tiến về phía trước nữa, ánh mắt kinh sợ nhìn Vương Nhất. Hôm nay, tôi chỉ muốn lấy tính mạng Lương Ý Hành, những người không liên quan, đều lùi xuống. Ánh mắt Vương Nhất nhìn sang Lương Ý Hành, giọng nói vang dội, khiến lòng người chấn động. Vương Nhất, anh đừng hiếp người quá đáng. Lương Ý Hành từ nhà họ Lương bước xuống. Ánh mắt âm u nhìn Vương Nhất. Hiếp bức anh. Mặt Vương Nhất lạnh lùng, căn bản không bận tâm, vốn nể tình Lương Nam Lĩnh thông tuệ, tha cho nhà họ Lương anh một mạng, không nghĩ tới, anh lại giết Lương Nam Lĩnh, còn vu oan cho tôi, lại sai khiến sát thủ tấn công gia đình tôi, đủ mọi tội trạng đều xác định hôm nay anh nhất định phải chết. Nói đến sau, giọng Vương Nhất đã trở nên ngập tràn sát khí, muốn trực tiếp nghiền Lương Ý Hành thành tro. Anh nói linh tinh. Thấy Vương Nhất lại nói ra sự thật cái chết của Lương Nam Lĩnh, sắc mặt Lương Ý Hành cũng trở nên tái nhợt, gần như điên cuồng phẫn nộ hét lên với Vương Nhất, hung thủ sát hại ông nội tôi như anh cũng dám lẫn lộn thật giả, đổi trắng thay đen. Theo câu nói này, dòng chính nhà họ Lương phía sau Lương Ý Hành cũng đều mặt đầy bi phẫn nhìn Vương Nhất, mắt ngập tràn thù hận. Vương Nhất lại trực tiếp phớt lờ, thản nhiên nói, là ai đang lẫn lộn thật giả, đổi trắng thay đen, trong lòng tự biết rõ. Lúc nói câu này, Vương Nhất như có như không liếc mắt Lương Nhật Tân. Lương Nhật Tân lập tức toàn thân run rẩy, chìm vào trầm tư. Vốn dĩ, anh ta kêu Vương Nhất giết Lương Ý Hành, sau đó mình lại thượng vị, tuy nhiên, bây giờ lại là ép anh ta đứng vào đội hình. Sau khi cân nhắc hai người, Lương Nhật Tân cũng cắn răng, đứng ra, lớn giọng nói,
tôi làm chứng, là tên sói mắt trắng lòng lang dạ sói này đã giết ông nội. Soạt. Lời này vừa nói ra, tất cả người nhà họ Lương đều sắc mặt biến đổi, thậm chí có vài người ngây ngốc nhìn sang Lương Nhật Tân. Lời của Vương Nhất, họ đương nhiên không tin, nhưng Lương Nhật Tân đứng ra vào lúc này chỉ điểm Lương Ý Hành, điều này khiến độ tin cậy tăng lên không ít. Lương Nhật Tân, cậu đang nói linh tinh gì đó. Lương Ý Hành cũng không nhịn được con ngươi co rụt, nhưng rất nhanh, lại khôi phục sự trấn định của gia chủ, lạnh lùng nhìn sang Lương Nhật Tân. Tôi không nói linh tinh, hôm đó tôi cũng có mặt, đã xảy ra chuyện gì, tôi vô cùng rõ ràng. Lương Nhật Tân lúc này đã bất chấp rồi, cười lạnh một tiếng, ông nội sợ hãi thủ đoạn của anh Vương, không để nhà họ Lương làm kẻ địch với anh Vương nữa, mà anh lại vì tư thủ cá nhân, kéo cả nhà họ Lương xuống nước, còn giết ông nội, tự mình ngồi lên vị trí gia chủ, thực sự là dã tâm lang sói, vong ân phụ nghĩa. Lương Nhật Tân, cậu! Lương Ý Hành phẫn nộ trợn mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh ta không nghĩ tới, em họ luôn bị anh ta xem thường lại là người đâm một đao cuối cùng vào tim anh ta. Lúc này, cả nhà họ Lương đã hoàn toàn hỗn loạn, tất cả dòng chính đều mặt mày ngây ngốc nhìn Lương Ý Hành, tràn đầy không thể tin nổi. Dù Lương Ý Hành có giải thích thế nào, cũng không thể khiến mọi người tiếp nhận. Tôi ủng hộ anh Vương giết Lương Ý Hành. Sắc mặt Lương Nhật Tân trầm xuống, cầm đầu cao giọng nói. Nếu lời Nhật Tân nói là thật, tôi cũng ủng hộ. Ông nội xem trọng anh như vậy, anh lại lấy oán báo ân, sát hại ông nội, tôi phải báo thù cho ông. Anh Vương, xin hãy giết anh ta. Từ đây nhà họ Lương tôi nguyện làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn trung thành anh Vương. Lương Nhật Tân vành mắt đỏ bừng, phịch một tiếng, quỳ trước mặt Vương Nhất, dập đầu vang dội. Phịch, phịch. Sau khi Lương Nhật Tân quỳ xuống, dòng chính nhà họ Lương khác cũng đều quỳ tới Vương Nhất, vang giọng hô to. Anh Vương, xin hãy giết anh ta. Ánh mắt Vương Nhất nguy hiểm híp lại, nhìn Lương Nhật Tân thật sâu một cái, đánh giá trong lòng về anh ta lại tăng thêm một bậc. Anh ta ngoại trừ hiểu được tinh túy của chữ nhẫn, càng biết nắm bắt tâm lý người khác. Những người khác nhà họ Lương thật sự muốn báo thù hung thủ đã giết chết Lương Nam Lĩnh sao? Đó là chắc chắn. Nhưng đây chỉ là một mặt, nhiều hơn là suy nghĩ vì bản thân. Có mặt ở đây đều là người thông minh, không thể nào không rõ bầu trời của nhà họ Lương đã thay đổi rồi, họ tất phải lựa chọn một trong Lương Nhật Tân và Lương Ý Hành. Thắng làm vua thua làm giặc, biến cố gì cũng không thể rời đội. Tình thế trước mắt rõ ràng là Lương Nhật Tân chiếm ưu thế, lựa chọn ai không cần nói nhiều. Lương Nhật Tân chỉ là trên tay không có vốn liếng tốt, nếu không, không chừng lại là một kim túy như, thành tựu còn cao hơn Lương Ý Hành, đó là chắc chắn. Không, tôi là gia chủ nhà họ Lương. Các người không thể làm vậy với tôi, các người thế này là làm phản. Thấy tiếng hô giết chết anh ta ngày càng cao, sắc mặt Lương Ý Hành cũng trở nên tái nhợt. Lương Ý Hành, anh chính là hung thủ giết ông nội, nợ máu trả bằng máu, xuống địa ngục thỉnh tội với ông nội đi. Lương Nhật Tân phẫn nộ hét lên, lại nói với Vương Nhất, anh Vương, anh ta đã mất đi đại thế, mau chóng ra tay. Vương Nhất lại cười quái gở, không chỉ không ra tay. Ngược lại lạnh lùng nhìn anh ta, Lương Nhật Tân, anh muốn tôi giết Lương Ý Hành như vậy, là muốn mượn tay tôi giết Lương Ý Hành, sau đó bản thân anh vinh quang lên vị trí gia chủ, một bước lên mây, đúng chứ? Sắc mặt Lương Nhật Tân biến đổi, vội nói, anh Vương, tôi thật lòng thật dạ suy nghĩ cho anh mà. Tốt như vậy, vậy thì để anh ra tay, giết Lương Ý Hành. Vương Nhất cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu. Lãnh Nhan lập tức hiểu ý. Vứt chủy thủ đến trước mặt Lương Nhật Tân như bố thí. Lập tức, sắc mặt Lương Nhật Tân trở nên trắng bệch. Bảo người khác ra tay và tự mình ra tay là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lương Nhật Tân chưa từng giết người, giờ bảo anh ta giết người, chuyện này tuyệt đối không thể. Nhìn con dao găm sáng loáng trên mặt đất, lại nhìn nụ cười kỳ quái trên mặt Vương Nhất, Lương Nhật Tân lập tức hiểu ra Vương Nhất đang thử anh ta. Anh vẫn không tin tưởng mình. Trước mắt, liều thuốc an thần của nhà họ Lương, Lương Lĩnh Nam, đã chết, một số tài sản của nhà họ Lương đang bị nhà họ Thẩm dần dần chiếm lấy, nếu mất đi chiếc ô Vương Nhất này, ngày diệt vong của nhà họ Lương sẽ không còn xa. Ngược lại, Vương Nhất có thể từ một ngôi sao chổi bị gia tộc khinh thường, từng bước đi đến ngày hôm nay, chắc chắn không phải may mắn, Lương Nhật Tân đang đánh cược, cược xem liệu anh ta có thể vươn tới tầm cao mới trong nhà họ Lương hay không.
Tôi nghĩ anh nên mau chóng đưa ra lựa chọn đi, anh ra tay hoặc tôi ra tay, tôi không có nhiều thời gian đâu. Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Vương Nhất lại truyền đến, đây chính xác là đang thúc giục Lương Nhật Tân. Nếu Lương Nhật Tân ra tay, anh ta có thể liên thủ với Vương Nhất, nhưng song song với đó sẽ mang tội danh giết anh họ, có thể bị đi tù. Nếu là Vương Nhất ra tay thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa, nhưng anh ta và Vương Nhất sẽ không có liên quan gì. Sau này nếu như nhà họ Lương bị kẻ thù mạnh nuốt chửng thì Vương Nhất sẽ không ra tay giúp đỡ. Nếu là bạn thì sẽ chọn thế nào? Lương Nhật Tân chán lấm mồ hôi, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Đột nhiên, một vẻ kiên quyết thoáng hiện lên trên khuôn mặt anh ta nhặt con dao găm do Lãnh Nhan ném ra, ánh mắt trở nên cuồng loạn. Anh Vương, tôi sẽ giúp anh giết người này. Lúc nói ra những lời này, anh ta gần như cắn răng nghiến lợi mà nói. Vậy ra tay đi. Vương Nhất làm động tác mời, trên môi nở nụ cười. Không, Nhật Tân, anh là anh họ của em không thể giết anh được. Lương Ý Hành vô cùng hoảng sợ, giống lên. Bốp, Lương Nhật Tân tát mạnh một cái vào mặt Lương Ý Hành. Tôi muốn giết anh vì ba lý do. Trán anh ta nổi đầy gân xanh, vẻ mặt hung ác như dã thú ăn thịt người. Đầu tiên, anh liên thủ với mẹ anh ép chết mẹ tôi. Còn muốn giết chết tôi chỉ vì tôi là đứa con hoang của một người đàn ông khác. Anh đáng chết. Thứ hai, anh giết chết ông nội, người mà tôi yêu quý nhất, anh đáng chết. Cuối cùng, anh không nên ra tay với vợ anh Vương, anh phải xuống địa ngục để đền tội. Bùm. Vừa nói xong câu cuối cùng, cả người Lương Nhật Tân tràn đầy sát khí, anh ta giơ con dao găm lên, đâm mạnh xuống. Chậc chậc, xem tôi đang thấy gì này, anh em trong nhà chém giết lẫn nhau. Ngay khi Lương Nhật Tân chuẩn bị xuống tay với Lương Ý Hành, sau lưng anh ta bỗng vang lên một tiếng cười cợt. Con dao găm trong tay Lương Nhật Tân cũng dừng lại giữa không trung, nhìn lại thì thấy một con hồng kỳ đen, đậu ở cửa biệt thự nhà họ Lương, một thanh niên mặc vest đen thong dong bước xuống xe. Thẩm Tử Kiện. Nhìn thấy người đang tới, ánh mắt Lương Nhật Tân lập tức phát lạnh, anh ta tức giận mắng, mấy ngày nay anh đã vơ vét bao nhiêu của cải nhà họ Lương, giờ còn dám vác mặt tới đây. Lương Ý Hành nhìn thấy Thẩm Tử Kiện tới như thể nhìn thấy một vị cứu tinh, Tử Kiện, mau cứu tôi. Nhìn thấy Lương Ý Hành sắp thành ma dưới dao của Lương Nhật Tân, Thẩm Tử Kiện cười đáp lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhìn về phía Lương Nhật Tân, thương trường như chiến trường, công ty của anh làm ăn không tốt, khiến cho rất nhiều người mất việc, lẽ nào không cho người khác mua lại. Theo quan điểm của tôi cảm thấy mình đã làm được chuyện tốt, cứu vớt được rất nhiều người. Nhiều công ty trên bờ vực phá sản của anh được nhà họ Thẩm chúng tôi mua lại đều đang có chuyển biến tốt. Tất cả người nhà họ Lương đều giận dữ nhìn về phía anh ta nhưng không dám nói gì. Đây chính hệ lụy của việc Lương Nam Lĩnh qua đời. Khi Lương Nam Lĩnh còn sống, mưa thuận gió hòa, mọi việc đều vận hành đúng quy trình. Lương Lĩnh Nam vừa qua đời, công ty mất đi người trụ cột, không chỉ gặp vấn đề về vận hành mà giá trị thị trường cũng giảm mạnh. Đây là bởi vì nhà họ Lương đã xảy ra chuyện. Cho nên nhà họ Thẩm mới lợi dụng tình hình nhảy vào, chỉ bằng Lương Ý Hành thì còn lâu mới giải quyết được vấn đề này. Nhưng lúc này, Vương Nhất đã tiến lên một bước, thản nhiên nhìn anh ta, tôi đoán Thẩm Thiên Sơn đã dạy anh đạo lý thấy được rồi thì thu tay nhưng đáng tiếc là anh không hiểu. Thẩm Tử Kiện bật cười, anh Vương cứ nói đùa, nhà họ Thẩm chúng tôi có ngày hôm nay cũng là do anh Vương ban tặng, anh Vương đừng từ chối, để Tử Kiện tôi đây vái anh ba vái. Nói xong. Anh ta giữ nét mặt tươi cười, thực sự học theo cách của người xưa, hơi khom lưng, vái Vương Nhất ba vái. Vương Nhất mặt không đổi sắc, ánh mắt của Lãnh Nhan phía sau đầy sát khí, hành động này nhìn qua thì giống như cảm tạ Vương Nhất nhưng thật ra là đang giễu cợt anh. Lãnh Nhan sao chịu đựng được loại chuyện này, định ra tay ngay tại chỗ, nhưng bị Vương Nhất liếc một cái, chỉ đành nhìn xuống. Trong vài ngày tới, Thẩm Tử Kiện sẽ phải ôm gối mà khóc. Anh tới đây không phải chỉ để nói mấy lời sáo rỗng này chứ. Sau khi thu hồi tầm mắt, Vương Nhất đột nhiên nhìn Thẩm Tử Kiện, vô cùng quan tâm hỏi. Đương nhiên không phải. Thẩm Tử Kiện cúi đầu liếc nhìn Lương Ý Hành, nghiêm túc nói, Tử Kiện không được cái nét gì chỉ là sống có nghĩa khí, gặp phải chuyện bất nghĩa anh em tương tàn, đương nhiên là muốn ngăn cản. Dừng một lúc, anh ta nhìn về phía Lương Nhật Tân, người anh em Nhật Tân. Rốt cuộc là có chuyện lớn gì mà anh lại đi kề dao vào cổ anh họ mình như thế? Lương Nhật Tân hung dữ nhìn anh ta nhưng không nói gì. Anh ta cảm nhận được áp lực rất lớn, Thẩm Tử Kiện đang nói đến chuyện đạo đức,
anh ta thật sự không xuống tay được. Bỗng nhiên, Vương Nhất cười khinh bỉ một tiếng. Thẩm Tử Kiện, rõ ràng người hãm hại nhà họ Lương là anh, hiện tại anh còn đứng ra nói thay cho họ, tiếng tốt nhà họ Thẩm cũng muốn, mà thanh danh nhà họ Thẩm chẳng chịu buông tay, làm kỹ nữ còn thích lập đền thờ trinh tiết, đây không phải cách anh hay làm. Nụ cười trên mặt Thẩm Tử Kiện lập tức biến mất, anh Vương, ý anh là gì? Có phải là... Vương Nhất nhìn về phía Lương Nhật Tân, không cần để ý đến anh ta, vứt lời nói của anh ta cho chó ăn là được, anh ta làm Đông Quách tiên sinh của anh ta, anh giết người của anh. Biểu cảm của Lương Nhật Tân và Thẩm Tử Kiện đều thay đổi. Lương Nhật Tân vốn dĩ vì anh mà quyết tâm giết Lương Ý Hành, giữa chừng lại gặp Thẩm Tử Kiện, quyết tâm đã mất hết, giờ Vương Nhất lại bảo anh ta không cần để ý đến người khác, làm vậy sao anh ta ra tay được. Thẩm Tử Kiện vì lời nói của Vương Nhất mà mất hết mặt mũi, điều này khiến cho anh vô cùng khó chịu. Anh thử bảo anh ta ra tay xem. Anh ta lạnh lùng nhìn Vương Nhất, trong lời nói mang theo sự uy hiếp. Vương Nhất cười to ba tiếng, sau đó vung tay, Lương Nhật Tân, còn không mau ra tay. Lương Nhật Tân cắn răng, dùng dao đâm xuống. Tử Kiện, cứu! Tiếng kêu thảm thiết của Lương Ý Hành đột nhiên im bặt. Lương Nhật Tân dùng dao đâm vào cổ Lương Ý Hành, máu bắn tung tóe, phun khắp mặt anh ta. Nhìn thấy Lương Ý Hành chết trước mắt mình, sắc mặt Thẩm Tử Kiện trở nên u ám. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phù phù. Nhìn thấy Lương Ý Hành chết thảm trước mặt, đồng tử của Lương Nhật Tân lập tức mở to, cơ thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Tôi giết người rồi, tôi giết người rồi. Anh ta nhìn đôi tay dính đầy máu tươi của mình. Thở hổn hển từng hồi, nói năng lung tung. Cậu hai, tất cả con cháu dòng chính của nhà họ Lương mặt dại ra, mãi một lúc lâu sau vẫn không thốt nên lời. Không ai có thể ngờ rằng nhà họ Lương lại có kết cục như thế này, Lương Ý Hành giết Lương Nam Lĩnh, sau đó Lương Nhật Tân giết Lương Ý Hành. Hiện tại nhà họ Lương đã trở thành con rối trong trò chơi của Vương Nhất và Thẩm Tử Kiện. Anh dám giết người trước mặt tôi. Bên kia, Thẩm Tử Kiện cũng hét lên, sắc mặt trầm xuống. Mục đích anh ta đến nhà họ Lương rất rõ ràng, đó là ngăn cản Vương Nhất giết Lương Ý Hành. Đối với nhà họ Thẩm mà nói, Lương Ý Hành vẫn còn giá trị lợi dụng, không thể cứ vậy mà chết. Anh ta đã thể hiện lập trường rõ ràng mà Lương Nhật Tân vẫn giết Lương Ý Hành, chuyện này làm cho Thẩm Tử Kiện không biết để mặt vào đâu. Ông đây nhiều lời như vậy mà còn dám giết người, đây chẳng phải khinh người sao? Cho dù hiện tại không chết, sau này khi anh ta không còn giá trị lợi dụng nữa thì anh cũng giết anh ta. Lúc này, Vương Nhất bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm, nhìn anh ta, thản nhiên nói. Vương Nhất, ánh mắt Thẩm Tử Kiện lập tức rơi trên người Vương Nhất, sắc mặt anh ta càng trở nên u ám. Nếu không phải Vương Nhất xúi dục, Lương Nhật Tân chắc chắn sẽ không dám giết Lương Ý Hành ngay trước mặt anh ta. Anh ta lộ ra sát khí đối với Vương Nhất, nhưng Vương Nhất lại chẳng thèm để ý. Chỉ khẽ liếc anh ta một cái rồi sải bước đi tới chỗ Lương Nhật Tân. Làm tốt lắm, tôi đã thấy được sự chân thành của anh. Lương Nhật Tân run rẩy ngẩng đầu lên, chưa bao giờ thấy dáng người của Vương Nhất lại cao lớn như bây giờ. Anh chặn ánh sáng mặt trời, một vầng hào quang tỏa ra từ phía sau anh, kéo bóng của anh đi một đoạn dài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh chậm rãi đưa tay về phía Vương Nhật Tân. Từ nay về sau... Mọi việc trong nhà họ Lương đều do anh xử lý. Lương Nhật Tân ngây người nhìn hồi lâu, sau đó cầm lấy bàn tay kia với vẻ mặt đầy kích động, dựa vào sự hỗ trợ của Vương Nhất, đứng dậy. Cảm ơn anh Vương. Anh ta cúi đầu 90 độ trước Vương Nhất, tất cả những điều bất mãn trước kia đều biến thành vẻ kính sợ. Con cháu nhà họ Lương đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, sau khi định thần lại, cũng cùng nhau cúi đầu trước Vương Nhất. Nhà họ Lương sau này đều nghe theo lời của anh Vương. Hầu như tất cả các thành viên trong nhà họ Lương đều đồng thanh hô lớn. Họ cũng không phải kẻ ngốc, thắng làm vua thua làm giặc, Lương Ý Hành đã chết, sẽ không có ai lên tiếng bênh vực anh ta, chỉ có thể đi theo vị vua mới. Tiếng hô vang lên hết đợt này đến đợt khác, Lãnh Nhan mỉm cười, chúc mừng thiếu chủ, có thêm một hào môn quy phục. Vương Nhất lắc đầu, vẫn chưa đủ, tiếp theo là nhà họ Thẩm. Một nhà họ Lương còn chưa đủ, giờ còn muốn cả nhà họ Thẩm, anh Vương ham ăn thật đấy. Thẩm Tử Kiện cười chế nhạo, sự tức giận trong mắt lập tức biến mất, khôi phục vẻ bình tĩnh lúc trước. Ham ăn ấy hả? Vương Nhất bình tĩnh hỏi ngược lại,
trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, nhà họ Thẩm các người mới gọi là ham ăn. Lòng người vô đáy không bao giờ là đủ, rắn mà lại muốn nuốt voi, thế sự trước mắt bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Có đôi khi dã tâm lớn một chút cũng không phải chuyện xấu. Thẩm Tử Kiện trưng ra vẻ mặt thản nhiên, nở một nụ cười, nhìn vào cái bụng lớn của Vương Nhất, Lương Ý Hành chết dưới tay anh em mình cũng là nỗi bất hạnh của nhà họ Lương, một người ngoài như tôi không tiện nhúng tay vào, chuyện này cứ kết thúc ở đây đi. Ồ, chẳng phải lúc nãy anh còn nhất quyết muốn cứu Lương Ý Hành sao? Giờ người chết rồi lại nói kết thúc ở đây. Vương Nhất ra chiều suy nghĩ, thế nào cũng nói được, chuyện gì cũng giả bộ. Cậu Vương nói đùa, người chết không thể sống lại, chưa kể là anh ta tự làm bậy, sao có thể sống tiếp được. Thẩm Tử Kiện lập tức đổi giọng, cười nói, ngoài việc bảo vệ Lương Ý Hành, Tử Kiện còn có một chuyện muốn hợp tác với anh Vương. Thẩm Tử Kiện vừa dứt lời, Vương Nhất đã biết anh ta hết kiên nhẫn rồi. Bởi vì mọi thứ không phát triển như anh ta muốn, nếu giờ còn không nói ra mục đích thực sự thì lần này coi như ra về tay không. Vì vậy, anh giả vờ không nghe ra ý tứ trong lời nói của Thẩm Tử Kiện, chúng ta đã từng hợp tác bao giờ chưa? Chẳng phải trước đây chúng ta đã hợp tác rất vui vẻ sao? Trên mặt Thẩm Tử Kiện nở nụ cười rạng rỡ, tôi đã nói cho anh Vương động thái của nhà họ Lương, còn chặn lệnh ban thường của nhà họ Lương trên mạng, đổi lại, anh cho tôi một phần tài sản của họ đó thay. Thẩm Tử Kiện, thì ra là anh. Câu nói vừa dứt, toàn bộ con cháu nhà họ Lương đều trừng mắt nhìn Thẩm Tử Kiện. Đương nhiên họ đã biết việc Vương Nhất treo giải thưởng nhưng không nghĩ đến việc bị phong sát vô cớ lại là do nhà họ Thẩm gây ra. Theo đó, một số chân tướng cũng lộ diện. Nhà họ Lương treo thưởng giết Vương Nhất đúng là đã bị nhà họ Thẩm chặn lại, tuy nhiên sau khi xong việc, nhà họ Thẩm lật lọng, treo thưởng cho người giết Vương Nhất, còn xảy ra chuyện ba người nhà của Vương Nhất bị sát thủ chặn lại trên đường cao tốc khi đang về Thiên An. Nhà họ Lương đã thay nhà họ Thẩm đội lên mình một cái nồi đen. Ha ha, đương nhiên là tôi. Thẩm Tử Kiện cười ha hả, các người đúng là một lũ ngốc, trách được ai. Tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Lương đều nghiến răng nghiến lợi, hận Thẩm Tử Kiện đến thấu xương, sắc mặt Lương Nhật Tân cũng trở nên u ám, anh ta hét lớn, câm mồm cho tôi. Nhà họ Lương cũng ý thức được chuyện gì đó, lập tức im lặng. Họ đã quy thuận Vương Nhất, nếu giờ lại vì chuyện này mà tức giận thì Vương Nhất sẽ nghĩ thế nào? Dù sao thì trước đây nhà họ Lương đã treo thưởng lấy đầu Vương Nhất. Cậu Vương, nhà họ Lương hiện tại khác với nhà họ Lương trước đây, mong anh đừng để bụng. Lương Nhật Tân lập tức căng thẳng nhìn về phía Vương Nhất. Vương Nhất xua tay, cũng không để ý, nhìn về phía Thẩm Tử Kiện, tiếp tục cười cợt, vậy anh thử nói xem, lần này muốn hợp tác thế nào. Thẩm Tử Kiện mỉm cười, rất đơn giản, nhà họ Lương đã muốn quy thuận anh Vương. Vậy tôi cũng hy vọng anh Vương có thể giao toàn bộ tài sản của nhà họ Lương cho nhà họ Thẩm chúng tôi. Đổi lại, về sau anh Vương sẽ là khách quý của nhà họ Thẩm, chiếm một vị trí quan trọng trong nhà họ Thẩm. Nghe anh ta nói xong, Vương Nhất không nói gì, nhưng biểu cảm dần trở nên thú vị, thản nhiên đánh giá anh ta. Đột nhiên, Thẩm Tử Kiện như nhớ ra điều gì đó, còn nói thêm. À đúng rồi, còn có một chuyện tôi muốn nói với anh Vương, nhờ sự hào phóng của anh. Nhà họ Thẩm chúng tôi đã thâu tóm được một phần tài sản của nhà họ Lương, gia đình ngày càng phát triển, từ nay về sau, tôi tuyên bố tứ đại hào môn Thiên An chỉ còn lại nhà họ Thẩm chúng tôi. Tôi nghĩ, đối mặt một người khổng lồ như vậy, anh Vương chắc sẽ cân nhắc chứ. Là địch hay là bạn, hy vọng anh suy nghĩ cho kỹ. Nói xong câu cuối, Thẩm Tử Kiện nheo mắt lại, nhìn vào mắt Vương Nhất, đầy ý đe dọa. Sau khi nhà họ Thẩm thâu tóm một số sản nghiệp của nhà họ Lương, họ đã bành trướng thế lực với tốc độ chóng mặt. Lời của Thẩm Tử Kiện, tràn ngập ý uy hiếp. Vương Nhất ngược lại không có cảm giác gì, Lương Nhật Tân thì mặt mày âm trầm tới mức có thể vắt ra nước. Những người khác của nhà họ Lương càng bị dọa đơ ra, cả người cực kỳ run rẩy. Tuy Thẩm Tử Kiện hống hách, nhưng lại có lý do để hống hách. Thôn tính một vài sản nghiệp của nhà họ Lương, khiến nhà họ Thẩm vốn cường thế càng như hổ mọc thêm cánh. Nói là hào môn đứng đầu Thiên An cũng không quá. Nhà họ Kim chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chỉ có một mình Kim Thúy như tỏa chấn, nhà họ Nhan án binh bất động, nhà họ Lương thiếu đi hai người Lương Nam Lĩnh, Lương Ý Hành, há có thể đối kháng với nhà họ Thẩm. Như thế nào, anh Vương? Thẩm Tử Kiện nhìn Vương Nhất, cười lớn nói, nhà họ Thẩm của tôi đã thể hiện thành ý, anh như nào,
cũng phải cho tôi nhìn thấy thành ý của anh chứ. Anh có thể đi rồi. Vương Nhất bỗng nhiên nói với Thẩm Tử Kiện. Cái gì? Nghe vậy, Thẩm Tử Kiện lập tức sững người, không hiểu mà nhìn Vương Nhất. Cho anh sống rời khỏi nhà họ Lương, đây là thành ý lớn nhất mà tôi thể hiện. Giọng điệu của Vương Nhất lạnh nhạt, chỉ vào cửa lớn của nhà họ Lương. Ngay lập tức, trong mắt Thẩm Tử Kiện bùng nổ sát khí, u ám nói, xem ta, anh là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, muốn đối địch với nhà họ Thẩm chúng tôi. Sau khi câu này vừa dứt, mắt của Vương Nhất cũng nheo lại, đưa tay hai ngón tay. Thứ nhất, có vài chuyện, tôi không nói thì không có nghĩa tôi không biết, nhà họ Thẩm các người làm gì ở sau lưng, tôi đều rất rõ. Thứ hai, nhà họ Thẩm còn con, cũng dám hỗn láo ở trước mặt tôi, hưng thịnh quá mức nhất định sẽ lụi tàn, tôi chính là mang tới sự lụi tàn cho các người. Sau khi nói xong, trên người Vương Nhất lập tức bùng nổ khí thế của một cường giả, khiến cho người trong phạm vi 20 mét, hai chân run rẩy, húm lúm ở bên chân Vương Nhất. Lương Nhật Tân cũng gục ở trên đất, ngước nhìn bóng lưng của Vương Nhất, vẻ mặt sững sờ. Đây mới là tư thái của cường giả, đây mới là vương giả thật sự. Thẩm Tử Kiện cũng hoảng sợ trong nháy mắt, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại, sắc mặt u ám, vậy anh nói xem, nhà họ Thẩm tôi đã làm cái gì? Sát thủ ám sát gia đình tôi giữa đường đó, thật ra là nhà họ Thẩm các người phái tới nhỉ. Tưởng rằng có thể làm cho cuộc chiến của tôi và nhà họ Lương nghiêm trọng hơn, từ đó kiếm được lợi ích. Vương Nhất lạnh lùng nhìn Thẩm Tử Kiện, nói. Sự việc đã đến nước mắt, Thẩm Tử Kiện cũng không che giấu nữa, anh ta cười ha hả hai tiếng, vốn muốn giấu mãi, nhưng nếu đã bị anh phát hiện rồi, vậy tôi không giấu nữa. Không sai, sát thủ là tôi tìm. Sản nghiệp của nhà họ Lương cũng là nhà họ Thẩm tôi thôn tính, anh và nhà họ Lương đều chỉ là quân cờ trên con đường huy hoàng của nhà họ Thẩm chúng tôi. Nhà họ Thẩm quật khởi, đã là xu thế chung, cho dù bị anh biết chân tướng thì có thể như nào. Tôi cuối cùng cho anh một cơ hội, thần phục hay chết. Đối mặt với Thẩm Tử Kiện, Vương Nhất lại khẽ mỉm cười, vẫn không hiểu sao. Tôi sớm đã biết nhà họ Thẩm các người đang muốn cái gì, sao có thể không chuẩn bị chứ? Đứa con bị vứt bỏ của một gia tộc nhỏ như anh, có thể có chuẩn bị gì chứ? Ánh mắt của Thẩm Tử Kiện đầy khinh thường, khinh bỉ nói, tất cả chỗ dựa, chẳng qua chỉ là dựa vào phú bà Lý Khinh Hồng kia mà thôi, nhà họ Thẩm của tôi muốn tập đoàn Lệ Tinh phá sản, cũng chỉ là chuyện động ngón tay. Lời của Thẩm Tử Kiện khiến Lương Nhật Tân rơi vào trong trầm mặc. Từng có lúc, anh cũng giống tất cả mọi người, đều cho rằng Vương Nhất chỉ là đứa con mà một gia tộc nhỏ vứt bỏ, kết quả thì sao? Kim Thành Vũ biến thành người thực vật, Lương Ý Hành chết, nhà họ Văn bị diệt vong rồi. Mà Vương Nhất vẫn sống yên ổn, hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ dựa vào Lý Khinh Hồng sao? Lương Nhật Tân không tin. Nếu Thẩm Tử Kiện vẫn không thể thoát ra từ trong nhận thức này, vậy thì sẽ có một ngày, anh ta cũng sẽ nối gót theo những người này. Ngày này sẽ không quá lâu. Tôi chỉ đợi một ngày. Thẩm Tử Kiện đưa ra một ngón tay, nhìn Vương Nhất nói, trong một ngày. Đem tất cả sản nghiệp của nhà họ Lương đã thần phục anh đưa tới phủ đệ của nhà họ Thẩm, nếu không thì đợi nhà tan cửa nát đi. Nói xong thì anh ta lên xe rời đi. Lương Nhật Tân từ trên đất đứng dậy, mặt mày u ám, anh Vương, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Vương Nhất lắc đầu, anh không cần lo lắng về nhà họ Thẩm, cố gắng làm chức gia chủ của nhà họ Lương của anh, những sản nghiệp mà nhà họ Thẩm thôn tính, vài ngày nữa, cũng sẽ trả lại nguyên vẹn, đến lúc đó có việc cho anh làm. Anh Vương, ý của anh là... Lương Nhật Tân mặt mày kích động nhìn Vương Nhất, thái độ thong dong như vậy thì anh ta biết, Vương Nhất căn bản không để nhà họ Thẩm vào mắt. Vương Nhất không có giải thích, chỉ lắc đầu, lạnh nhạt nói, anh chỉ cần nhớ một câu, sống chết của nhà họ Thẩm, vẫn nằm trong tay tôi là được rồi. Được. Lương Nhật Tân vội gật đầu, sau khi nhà họ Lương xảy ra biến cố thì có rất nhiều việc chờ làm, tiếp theo sẽ có việc anh ta làm. Trên đường trở về, Vương Nhất bỗng nhiên hỏi, những sát thủ đó, khi nào có thể tới Thiên An? Lãnh Nhan xem ngày, hành trình từ đô thị quốc tế đến Thiên An vào khoảng từ 3,8 tiếng, hôm nay chắc có thể tới nhóm sát thủ đầu tiên. Rất tốt. Vương Nhất gật đầu, vậy tôi yên lặng chờ tin tốt. Cùng lúc này, chiếc xe của Thẩm Tử Kiện thong thả chạy trên đường. Suy nghĩ một chút, anh ta gọi điện cho Thẩm Thiên Sơn. Ông nội, Lương Ý Hành cháu không thể bảo vệ được. Nhưng nhà họ Lương đã thần phục Vương Nhất,
cháu cho Vương Nhất thời gian một ngày để suy nghĩ, trước hoàng hôn ngày mai, giao ra sản nghiệp của nhà họ Lương cho nhà họ Thẩm. Kết quả này Thẩm Thiên Sơn nhất định là không hài lòng, nhưng ông ta trầm ngâm một lát, vẫn nói, cũng được, nhà họ Thẩm chúng ta đợi thêm một ngày, nếu trước hoàng hôn ngày mai, Vương Nhất không xuất hiện thì lập tức ra tay với tập đoàn Lệ Tinh, không tiếc mọi giá hủy hoại nó. Vâng, trên mặt Thẩm Tử Kiện hiện vẻ tàn ác, anh ta đã hạ quyết tâm, bất luận Vương Nhất có giao sản nghiệp của nhà họ Lương ra không, hoàng hôn ngày mai, anh ta đều sẽ ra tay với tập đoàn Lệ Tinh. Như vậy, bá nghiệp của nhà họ Thẩm chúng ta có thể thành rồi. Giọng nói của Thẩm Thiên Sơn mang theo sự an ủi, khi Thẩm Tử Kiện cũng đang muốn nói lời chắc chắn gì đó, đột nhiên trong điện thoại truyền tới tiếng kêu thảm thiết của ông nội. Á, cậu là ai, vậy mà dám xông vào nhà họ Thẩm của tôi? Người đâu, người đâu? Giọng nói của Thẩm Thiên Sơn lập tức trở nên rất hoảng hốt, mang theo sự kinh hãi. Thẩm Tử Kiện cũng thay đổi sắc mặt, ông nội, xảy ra chuyện gì rồi? Tút tút tút. Tuy nhiên, cuộc gọi đã tắt một cách quỷ dị. Thẩm Tử Kiện lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nói với tài xế, mau về nhà họ Thẩm, ông nội xảy ra chuyện rồi. Chiếc xe lao nhanh, nhìn cảnh vật lùi lại ở hai bên, Thẩm Tử Kiện không khỏi rơi vào trầm tư. Anh ta nghĩ không ra, nhà họ Thẩm đã là hào môn đứng đầu ở Thiên An, rốt cuộc là ai to gan như vậy, thế mà dám tới nhà họ Thẩm gây sự. Vào lúc chiếc xe sắp chạy tới nhà họ Thẩm, điện thoại lại đổ chuông. Cậu cả, chạy mau, tuyệt đối đừng về nhà họ Thẩm. Là giọng của quản gia, người trung thành nhất ở bên cạnh ông nội, trái tim của Thẩm Tử Kiện lập tức treo ngược lên, truy hỏi, chú Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Câu trả lời của chú Dương lại khiến trái tim của anh ta lập tức tối đi. Trong nhà có sát thủ tới. Cho dù trong lòng Thẩm Tử Kiện đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, nhưng lời của chú Dương quản gia vẫn khiến cả người anh ta chấn động, da đầu nổ tung. Sát thủ, sao có thể, chú Dương chú có phải nhầm lẫn không? Nhà họ Thẩm kiên cố như vàng, sao có thể xuất hiện sát thủ? Chuyện này là thật. Chú Dương đè giọng xuống, một sát thủ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh từ trên trời đáp xuống, cho ông chủ một dao, nếu không phải ông chủ lúc trẻ cũng từng luyện chút võ công, thành công tránh được, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Nghe thấy ông nội không sao, Thẩm Tử Kiện lập tức thở phào, Thẩm Thiên Sơn là định hải thần châm của nhà họ Thẩm, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vậy bây giờ tình hình như thế nào rồi? Anh ta hỏi. Lúc sát thủ xuất hiện, tất cả nhân viên bảo vệ của nhà họ Thẩm đều tập trung ở bên cạnh ông chủ, sát thủ đã không thấy đâu nữa, nhưng không loại bỏ khả năng vẫn ở bên ngoài nhà chờ đợi thời cơ hành động. Trái tim của Thẩm Tử Kiện trùng xuống, đầu tiên bảo tài xế dừng xe, sau đó trầm giọng hỏi, biết là ai phái tới không? Phản ứng đầu tiên của anh ta là trong nhà họ Thẩm có ẩn nấp kẻ địch, chú Dương lại nói, cậu cả, sát thủ là nhằm vào cậu mà tới. Nghe vậy, sắc mặt của Thẩm Tử Kiện thay đổi, cái gì? Nhằm vào tôi mà tới sao? Phải. Chú Dương trầm giọng nói, sát thủ đó chỉ nói một câu là, Thẩm Tử Kiện đang ở đâu? Vậy nên, cậu cả, trong khoảng thời gian này, cậu tuyệt đối đừng về nhà họ Thẩm, sống ở bên ngoài, đợi sóng gió qua đi rồi trở về sau. Thẩm Tử Kiện nặng nề gật đầu, vẫn lo lắng hỏi, vậy đám người ông nội thì sao? Không đáng ngại, ông chủ bị kinh sợ, bây giờ đang hôn mê, tôi đã hạ lệnh phân tán tất cả thành viên của nhà họ Thẩm, phân tán mục tiêu, đồng thời mời vài cao thủ võ đạo về, bảo vệ bên cạnh. Bây giờ nhà họ Thẩm đang trong thời kỳ đi lên, há có thể để những kẻ ngu dốt đó làm hỏng tiến trình. Nghe thấy lời của chú Dương, Thẩm Tử Kiện cũng thở phào. Cúp máy. Sắc mặt của anh ta trở nên vô cùng u ám, sát khí nồng nặc, bao phủ mặt của anh ta. Tra cho tôi, cho dù sử dụng tất cả lực lượng của mạng lưới ngầm, cũng phải tra ra là ai phái tới cho tôi. Sau khi quan hệ của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lộ ra, gần như tất cả mọi người đều biết vợ của Vương Nhất là Lý Khinh Hồng. Giống như những gì Vương Nhất suy đoán, không có ai đánh giá cao cuộc hôn nhân này, hơn nữa cảm thấy Vương Nhất trước không sợ gì hết như vậy là vì sau lưng có Lý Khinh Hồng. Nhưng cuộc sống của Vương Nhất vẫn không hề bị ảnh hưởng, mỗi ngày trừ đón con gái tan học thì ở nhà, chỉ có vậy. Sầm tối, Vương Nhất nhận được điện thoại của Lãnh Nhan. Thiếu chủ, nhóm sát thủ đầu tiên đã tới Thiên An, hiện tại đã có một sát thủ đã động thủ, nhưng thất bại rồi. Nhà họ Thẩm đã cảnh giác, không chỉ phân tán tất cả mọi người,
còn mời không ít cao thủ có thực lực mạnh tới. Nghe thấy lời của Lãnh Nhan, Vương Nhất cũng cười hờ hững. Trốn đi, rất nhanh các người sẽ phát hiện, đã không còn đường để trốn. Lãnh Nhan không hiểu mà hỏi, thiếu chủ, tại sao không để tôi một dao giết anh ta? Một nhân vật nhỏ như anh ta, đâu cần tới lượt vương hậu sát thủ như cô ra tay chứ? Vương Nhất cười hờ hững nói, huống hồ, như vậy quá hời cho anh ta, tôi khiến anh ta hiểu cái gì mới là địa ngục thật sự. Lãnh Nhan ngộ ra, sau đó làm theo tiến độ. Ở một bên khác, căn phòng xa hoa của khách sạn 5 sao. Thẩm Tử Kiện mặc áo choàng tắm màu trắng, trong tay cầm một chai rượu vang, vẻ mặt lo lắng chờ đợi. Cốc cốc cốc. Lúc này, có người gõ cửa. Thẩm Tử Kiện vội vàng đi ra mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông mắc vest ôm laptop đi vào. Anh có thể tính thử. Thẩm Tử Kiện như chút được gánh nặng, rót một ly rượu vang cho anh ta. Sự việc tra tới đâu rồi? Đã có manh mối rồi. Người đàn ông mặc vest uống ly rượu vang này, sau đó mở laptop, ngón tay linh hoạt gõ trên bàn phím. Rất nhanh đã hack được các lớp mạng, trên màn hình hiện ra các loại mã rối rắm. Anh ta là hacker giỏi nhất của nhà họ Thẩm, không có trang mạng nào anh ta không hack được. Rất nhanh, anh ta chỉ vào một khoảng giao diện màu xám rồi nói, cậu cả, đây là giao diện tôi vừa phát hiện. Có người ở trong mạng lưới ngầm công bố lệnh treo thưởng đối với anh. Thẩm Tử Kiện ấn xem, quả thật phát hiện lệnh treo thưởng của anh ta, lập tức sắc mặt trở nên xanh lè. Có thể xóa không? Anh ta hỏi, giống như xóa lệnh treo thưởng mà nhà họ Lương đối với Vương Nhất. Hacker gật đầu, chắc là được. Sắc mặt của Thẩm Tử Kiện lúc này tốt hơn một chút, ngồi trên sofa một hơi uống hết ly rượu vang, ánh mắt u ám, suy nghĩ chuyện tiếp theo. Anh ta muốn tìm ra người công bố lệnh truy bắt này, sau đó, khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nhưng rất nhanh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết đã xảy ra chuyện gì, lông mày của hacker bỗng nhíu chặt, ngón tay không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím. Sao vẫn không được? Thẩm Tử Kiện ghé qua nhìn, phát hiện lệnh truy bắt của mình. Anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, chuyện này là sao? Tôi cũng không biết, lệnh truy bắt của cậu chủ vậy mà không xóa được. Hacker lại thử lần nữa, kết quả nhảy ra một hàng ký tự màu đỏ. Không có quyền hạn. Ngay lập tức, vẻ mặt của Thẩm Tử Kiện thật sự hoảng rồi, chuyện này không thể nào. Với địa vị ở trong nước với mạng lưới liên lạc của nhà họ Thẩm tôi sao lại không có quyền hạn. Hacker liên tục thử mười mấy lần, kết quả lần nào cũng là không có quyền hạn. Sắc mặt của Thẩm Tử Kiện càng lúc càng khó coi, trên trán nổi đầy gân xanh. Nếu không xóa lệnh truy bắt, vậy thì sẽ không ngừng có sát thủ tới ám sát anh ta, tránh được mùng một không thoát được ngày rằm, anh ta có thể thoát được một lần, có thể thoát được hết lần này tới lần khác sao? Bốp! Trong cơn tức giận, anh ta tát một cái vào mặt hacker. Đồ vô dụng, tôi bảo anh là giúp tôi giải quyết vấn đề, không phải kêu anh tạo vấn đề cho tôi. Cho anh một tiếng, buộc phải xóa lệnh truy bắt cho tôi, nếu không anh cũng phải chết. Dưới sự uy hiếp của cái chết, Thẩm Tử Kiện đã mất đi lý trí, tức giận gầm lên với hacker. Có cần tôi tới giúp hai người không? Vào lúc này, trong phòng truyền tới tiếng cười ha ha của một người đàn ông. Cảm ơn. Thẩm Tử Kiện đang muốn cảm ơn, bỗng nhiên cả người run lên, nổi hết da gà da vịt. Lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông với vẻ ngoài dung tục đang khuỵu xuống ở trước mặt anh ta, nở nụ cười nhìn anh ta. Anh là ai? Ánh mắt của Thẩm Tử Kiện lập tức trở nên kinh sợ, buột miệng nói, các vệ sĩ của tôi đâu? Ngoài cửa đều là vệ sĩ của anh ta, người này làm sao vào được? Anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết tôi là tới giết anh là được rồi. Người đàn ông cười rồi từ trong ngực lấy ra khối chóp tam giác dính máu, nói, còn những người ở ngoài cửa mà anh nói, bọn họ chết hết rồi. Thẩm Tử Kiện bị dọa tới mức cả người mềm nhũn. Bụp một tiếng ngồi phịch dưới đất. Hacker kia ôm máy tính đang muốn chạy trốn, nhưng khối chóp tam giác trong tay người đàn ông đã đâm thủng cơ thể của anh ta. Phụt! Máu nóng tanh tưởi phun ra, bắn vào mặt Thẩm Tử Kiện. Được rồi, tới lượt anh rồi. Người đàn ông dung tục cười với Thẩm Tử Kiện, lộ ra hàm răng vàng khè. Bụp! Thẩm Tử Kiện lau máu trên mặt, trực tiếp mềm nhũn trên đất, cả người không ngừng run rẩy. Tôi sai rồi. Tôi biết sai rồi, đừng giết tôi, cầu xin anh.
Sát thủ đó còn chưa ra tay với anh ta thì Thẩm Tử Kiện đã nằm bò dưới đất cầu xin. Không giết anh sao mà được, tôi là người nhận lệnh treo thưởng này. Sát thủ răng vàng mặt mày khó xử, sờ cằm, trong miệng lý lẽ hùng hồn, như vậy đi, lát nữa tôi ra tay nhanh một chút, cố gắng không khiến anh cảm thấy đau, như thế nào? Đề nghị này của sát thủ còn dọa cho Thẩm Tử Kiện tới tái mặt, vừa nhanh chóng lùi lại, vừa kêu to. Cứu mạng, ai tới cứu tôi với? Đừng gọi nữa, anh cho dù kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu anh đâu. Sát thủ lộ ra hàm răng vàng, cười nói, người chết chỉ để lại một vết sẹo, có gì phải sợ chứ? Thẩm Tử Kiện suýt nữa nhảy lên chửi mẹ, người sắp bị giết không phải là anh ta luôn là một người rất tiếc mạng, cho dù sắp chết cũng luôn tìm khả năng sống tiếp. Nhưng anh ta rất đau buồn phát hiện, xung quanh không có thứ gì có thể cứu anh ta. Trong tình huống khẩn cấp, anh ta nghiến răng, tôi mặc kệ anh do ai phái tới, nhưng sát thủ các anh giết người không phải vì một chữ tiền hay sao, đối phương trả anh bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh gấp đôi, không, gấp ba. Nói như vậy, người đàn ông thô tục thật sự bỏ dao trong tay xuống, vẻ mặt hết sức kinh ngạc, anh nói là thật sao? Thẩm Tử Kiện còn tưởng đối phương động lòng rồi, vội vàng nói, nhà họ Thẩm tôi cái gì cũng không có, chỉ có tiền, anh cứ việc ra giá. Bất luận bao nhiêu tiền, tôi đều có thể thỏa mãn anh. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần dính tới tiền, mọi thứ đều sẽ trở nên đơn giản. Tuy nhiên, vẻ mặt của sát thủ đó rất nhanh trở nên khó xử, nhưng, lệnh treo thưởng của anh là không, không thì cho dù nhân bao nhiêu cũng là không nhỏ. Thẩm Tử Kiện suýt nữa bị câu nói này làm cho nghẹn chết, nếu không phải anh ta bây giờ nguy hiểm tới tính mạng, anh ta thật sự muốn tìm chủ nhân thuê sát thủ giết anh ta. Chỉ vào mũi của kẻ đó mà mắng chửi. Tên khốn này lại đặt số tiền của lệnh treo thưởng là không, đây không phải là giết người miễn phí hay sao? Vậy mà cũng có người ngu ngốc thật sự đi nhận lệnh treo thưởng. Cùng lúc này, trong lòng Thẩm Tử Kiện vẫn có chút yêu thương, anh ta nói thế nào cũng là cậu chủ của nhà họ Thẩm, thân phận tôn quý, sao bản thân lại không đồng chứ? Đương nhiên, Thẩm Tử Kiện biết tin tức này đương nhiên đã bị đả kích cực lớn. Ít nhất khiến anh ta biết chủ thuê này không thể là đối thủ cạnh tranh của nhà họ Thẩm. Nếu không, lệnh treo thưởng không thể là không. Tôi rốt cuộc đã đắc tội với ai, lệnh treo thưởng miễn phí, anh cũng nhận. Anh ta nhìn tên sát thủ đó, vẻ mặt bi phẫn, ít nhất chết cũng phải cho tôi chết một cách rõ ràng chứ. Tuy nhiên, sát thủ đó lắc đầu, thứ nhất, làm nghề này của chúng tôi, điều quan trọng nhất là giữ chữ tín, không tiết lộ thông tin của người thuê là quy tắc cơ bản. Thứ hai, tôi thật sự không biết anh đắc tội với ai, vậy mà ngay cả cựu nữ sát thủ số 1 của thế giới cũng muốn nhận lệnh treo thưởng. Lời vừa dứt, anh ta không còn phí lời nữa, một dao chém về phía anh ta. Cơ mật mà anh ta tiết lộ đã đủ nhiều rồi, nên tiễn tên này lên đường rồi. Còn Thẩm Tử Kiện thì bị, nữ sát thủ số 1 của thế giới trước, dọa ngu rồi, anh ta ngay cả cựu nữ sát thủ số 1 của thế giới là ai cũng không biết. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi, ai tới cứu tôi đi. Nhìn ánh dao lập lòe, đâm về phía cổ họng của anh ta, Thẩm Tử Kiện sợ tới mức nhắm mắt lại. Tuy nhiên, một lúc sau, cảm giác đau đớn khi dao cứa rách cơ thể anh ta không có truyền tới, Thẩm Tử Kiện sững người, cẩn thận mở mắt. Chỉ thấy sát thủ đó cũng trợn to mắt, nhìn bản thân. Sững sờ nhìn nhau 3 giây, sát thủ đó đột nhiên bụp một tiếng, ngã ở trước mặt Thẩm Tử Kiện. Cơ thể của anh ta không có chút vết thương, mắt tai mũi miệng lại chảy máu một cách quỷ dị, chết không nhắm mắt. Á! Thẩm Tử Kiện bị dọa vội vàng co lại trong góc, sững sờ nhìn thi thể của sát thủ, thế nào cũng không hiểu anh ta chết như nào. Vừa rồi anh ta nhắm mắt chỉ có một giây ngắn ngủi, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy lặng lẽ giết chết một người. Ực. Vào lúc Thẩm Tử Kiện đang kinh hoàng, trong phòng lại rất không thích hợp mà truyền tới một âm thanh hút sữa chua. Đột nhiên xoay người, Thẩm Tử Kiện nhìn thấy ở bên cạnh tủ lạnh, một cô gái nhỏ xinh đẹp như tượng tạc đứng đó, trong tay đang cầm một hộp sữa chua uống. Cô ta hình như rất thích uống sữa chua, hai bên khóe miệng uống mà dính sữa chua màu trắng. Ánh mắt của Thẩm Tử Kiện lại cực kỳ kinh sợ, giống như thần kinh bị sụp đổ, buốt miệng nói ra, cô là ai? Bình thường mà nói, cô gái nhỏ xinh đẹp như này là rất làm người khác thích, nhưng hiện nay lại đã chết hai người. Nhưng cô gái nhỏ này lại thản nhiên như không mà uống sữa chua, điều này có hơi quỷ dị. Hơn nữa trang phục của cô ta cũng rất kỳ lạ. Trên người nhỏ nhắn lại mặc một chiếc váy dài màu đỏ,
trên chiếc váy đỏ có rất nhiều hoa văn cổ xà kỳ lạ. Trên đầu cô ta đội một cái vòng hoa tinh tế được kết từ hoa, trên cổ còn đeo một chiếc khóa trường mệnh, chiếc vòng bạc to rất sáng, trên vòng bạc có khắc các loại phù tự cổ xưa. Tôi tên Hồng Phật. Sữa chua cô ta đã uống hết, tùy ý liếm lưỡi, suy nghĩ một chút thì giống như vẫy Thẩm Tử Kiện, hết sữa chua rồi, còn không. Thẩm Tử Kiện vẫn rất kinh hồn mà nhìn cô ta, vừa cầm lọ sữa chua cho cô ta, vừa hỏi, là cô cứu tôi sao? Hồng Phật liếc nhìn thi thể của sát thủ đó, gật đầu. Thẩm Tử Kiện thở phào nhẹ nhõm, thật sự cảm ơn cô là cô gái của nhà nào, muộn như vậy sao một mình đi lại ở bên ngoài. Hồng Phật sững người, sau đó cười một cách vô hại, anh trai, tôi tại sao tới đây, anh đoán không ra sao? Thẩm Tử Kiện đang muốn nói chuyện, nhưng nhìn thi thể của sát thủ nằm ở trên đất, trong nháy mắt, ánh mắt của anh ta lập tức trở nên kinh sợ, cô cũng là, hi hi, áp lực cạnh tranh lớn như vậy, tôi phải giết mấy người cùng ngành, mới có thể không để vụ làm ăn chạy mất. Hồng Phật vuốt mái tóc trên vai, độ lượng nói, nể tình anh trai cho tôi uống sữa chua, tôi không coi làm anh thành tiêu bản để cất giữ nữa. Giọng nói của cô ta rất ngọt ngào, thánh thoát giống như chim sơn ca trong núi, Thẩm Tử Kiện nghe xong thì lại suýt nữa bị câu nói này dọa ngất. Chế thành tiêu bản, đọc thêm các chương mới tại tramchuyenvn. Thủ đoạn phải tàn nhẫn cỡ nào mới có thể làm ra loại chuyện này. Thẩm Tử Kiện tuyệt vọng, vốn tưởng thoát được hang sói, không ngờ lại rơi vào hang hổ, nếu vào lúc bình thường, đánh chết anh ta cũng không tin cô gái nhỏ nhỏ nhắn xinh đẹp như này là ma đầu giết người không chớp mắt. Nhìn Hồng Phật chiều cao chỉ có 1m², vẻ mặt của Thẩm Tử Kiện lập tức trở nên âm trầm, một cô nhóc nhỏ bé như cô, có thể có sức chiến đấu gì chứ, cô không sợ tôi giết cô sao? Ai ya, anh còn dám phản kháng? Hồng Phật kinh ngạc nhìn Thẩm Tử Kiện, sau đó cười khanh khách, vậy anh thử xem. Thẩm Tử Kiện đang muốn túm lấy Hồng Phật, bỗng nhiên nghe thấy trong thi thể của sát thủ đằng sau truyền tới tiếng soạt soạt rất bé. Sau đó thì anh ta nhìn thấy ám ảnh của cả đời này. Trong mắt, trong mũi, trong miệng, trong tai của thi thể vốn đã chết lũ lượt trào ra những con sâu màu sắc, chi chít bò về phía Hồng Phật. Soạt soạt, con sâu chi chít từ trong thi thể của tên sát thủ đó bò ra, một màn này đã dọa Thẩm Tử Kiện kinh hãi, bụp một tiếng ngã ngồi trên đất. Những con sâu này cả đời này anh ta chưa từng thấy, nhưng có một điểm anh ta có thể chắc chắn, đó chính là chúng chắc chắn có độc. Tuy nhiên, Hồng Phật lại như nhìn thấy con của mình, vẻ mặt đầy úp ý cười, còn khuỵu người xuống, đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra. Vì vậy, những sâu độc béo múp đó đều bò lên bàn tay của Hồng Phật. Chuyện này sao có thể? Một màn này làm chấn động tâm hồn của Thẩm Tử Kiện, so với tên sát thủ trước đó, thực lực mà Hồng Phật thể hiện càng khiến anh ta tuyệt vọng. Vuốt ve một lúc, Hồng Phật suýt một tiếng sáo, những con sâu này đều bò dọc theo cửa sổ ra ngoài, biến mất. Cô ta lúc này mới nhìn sang Thẩm Tử Kiện, nhưng vẫn dáng vẻ cười hi hi, bây giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời rồi chứ. Ực ực, Thẩm Tử Kiện nuốt từng ngụm nước ngọt, không hề do dự mà gật đầu không ngừng. Như này mới là đứa trẻ ngoan. Hồng Phật hài lòng gật đầu, anh nên cảm thấy may mắn. Tôi khác với những sát thủ khác, cho dù anh không nghe lời của tôi cũng sẽ không giết anh. Vậy cô sẽ làm như nào? Thẩm Tử Kiện bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Tôi sẽ biến anh thành, dung khí, để những bảo bối tiến vào trong cơ thể của anh, tiến hành đẻ trứng. Hồng Phật cười tươi như hoa, nhưng lọt vào mắt của Thẩm Tử Kiện, chính là nụ cười của ác ma. Như thế sẽ như thế nào? Hàm răng của anh ta đều đang run rẩy. Tôi tính thử. Hồng Phật bấm đầu ngón tay tính toán, nói, chu kỳ đẻ trứng của mỗi bảo bối là từ 1,3 tháng, cũng tức là anh chỉ có tuổi thọ từ 1,3 tháng, một khi các bảo bối phá vỏ chui ra thì sẽ ăn hết nội tạng của anh, hút cạn máu của anh, cuối cùng phá ngực mà chui ra, không nhất định là ngực, cũng có thể là mắt, miệng, cổ họng, xem bọn họ thích gì. Tôi nghe lời. Thẩm Tử Kiện vội vàng nói, thần sắc kinh sợ, chỉ cần cô không để những con sâu đó vào cơ thể của tôi. Tất cả đều dễ thương lượng. Anh ta coi như hiểu sát thủ đó tại sao lại đột nhiên chết rồi, chắc chắn là trong vô tình bị những con sâu đó chui vào, anh ta không muốn chết thê thảm giống như tên sát thủ đó. Vậy tôi tuyên bố. Hồng Phật nheo mắt cười nói, anh bây giờ là tù binh của tôi, đi theo tôi đi. Cùng lúc này, Vương Nhất ở nhà cũng nhận được tin nhắn mà Lãnh Nhan gửi tới. Thiếu chủ,
Thẩm Tử Kiện đã bị bắt. Vương Nhất khẽ gật đầu, dẫn tới biệt thự Sơn Thủy. Vâng. Cúp máy, Vương Nhất có hơi áy náy mà nói với Lý Khinh Hồng. Khinh Hồng, xin lỗi, anh có việc gấp, phải ra ngoài một chuyến. Vốn tưởng rằng Lý Khinh Hồng sẽ nghi ngờ, không ngờ cô chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh, dặn dò, đi đi, nhớ về sớm, em để cửa cho anh. Vương Nhất hơi sững sờ, hoàn hồn lại, nhưng cực kỳ cảm động. Được. Vương Nhất không có do dự, lập tức chạy tới biệt thự Sơn Thủy. Địa điểm giao hàng của lệnh truy bắt mà Lãnh Nhan, cũng ở biệt thự Sơn Thủy. Vừa vào cửa, Vương Nhất và Lãnh Nhan nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc trang phục kỳ lạ yên lặng ngồi ở cửa lớn, đôi mắt to linh động nhìn bọn họ không chớp mắt. Lãnh Nhan sững người, đang muốn đi tới, Vương Nhất lại đột nhiên đanh mắt, nhắc nhở, đừng đi qua. Lãnh Nhan đang muốn hỏi, đột nhiên vèo một tiếng, đằng sau truyền tới tiếng xé gió. Sắc mặt của Lãnh Nhan thay đổi, thân hình vụt một cái, lúc này mới tránh được. Nhìn thấy đồ phía sau, mắt của Lãnh Nhan cũng hơi nheo lại. Vậy mà là một con sâu lớn bằng bàn tay. Ngay lập tức, vẻ mặt của Lãnh Nhan lạnh lẽo, Vương Nhất cũng nheo mắt lại, đánh giá cô gái nhỏ rất không tầm thường này, cô chính là sát thủ đầu tiên bắt được Thẩm Tử Kiện sao? Tôi tên Hồng Phật, tới từ Miêu Cương. Hồng Phật khẽ gật đầu, bỗng nhiên lại nhìn sang Lãnh Nhan, ám dạ quân mẫu, vương hậu của bóng đêm, chỉ có chút thực lực này ư. Trong lời nói mang theo sự nghi ngờ. Sắc mặt Lãnh Nhan không vui, đang muốn lên tiếng, Vương Nhất lại liếc nhìn, ngăn cô ta lại. Thẩm Tử Kiện ở đâu? Anh hờ hững hỏi. Tôi sao biết được? Hồng Phật trợn mắt, vẻ mặt mỉa mai nhìn Vương Nhất và Lãnh Nhan, vốn muốn gặp nhân vật trong truyền thuyết trông như thế nào, không ngờ lại là một nhân vật ngay cả nguy hiểm cũng phải người khác nhắc nhở, thật là thất vọng. Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Vương Nhất cũng không tức giận, chỉ cười hờ hững. Anh là ai? Hồng Phật liếc nhìn Vương Nhất. Tôi là người đi theo anh ấy. Không đợi Vương Nhất lên tiếng, Lãnh Nhan mở miệng trước. Hồng Phật cười đầy khinh thường, chỉ với người bình thường không có sức trấn nhiếp như này sao? Thứ cho tôi nói thẳng, cô không xứng với danh hiệu số một. Cô tìm chết. Trong mắt Lãnh Nhan bùng nổ sát cơ, Vương Nhất vẫn lạnh nhạt nhìn cô ta. Đột nhiên, Lãnh Nhan không tình nguyện lắm, chỉ có thể dừng động tác. Nhìn một màn này, trên mặt Hồng Phật càng thêm khinh thường, ném một cái bao tới trước mặt Vương Nhất. Nè, người anh muốn, sau này đừng dùng danh hiệu sát thủ số một công bố lệnh treo thưởng nữa, mất mặt. Nói xong, lại nhổ bãi nước bọt về Lãnh Nhan, lúc này mới biến mất trong màn đêm. Sắc mặt của Lãnh Nhan u ám, cực kỳ tức giận, thiếu chủ, vừa rồi tại sao không để tôi ra tay? Cô ta chỉ là một con nhóc. Cô gái nhỏ này không tầm thường. Tuy nhiên, Vương Nhất lại cắt ngang lời của cô ta, lạnh nhạt nói, cô đừng bị vẻ ngoài của cô ta lừa. Nhưng cô ta sỉ nhục anh, Lãnh Nhan vẫn không cam tâm. Đừng quên, mục đích tối nay của chúng ta là Thẩm Tử Kiện, đừng sinh rắc rối. Giọng điệu của Vương Nhất bình thản, nhưng rất nhanh lại thay đổi, có điều, nếu có duyên, cô và cô ta sẽ gặp lại, ra tay sau cũng không muộn. Lãnh Nhan ngây ra tại đó, Vương Nhất đã cất bước đi tới bên cái bao tai, cởi dây buộc. Thẩm Tử Kiện lập tức thò đầu ra, há miệng hít thở không khí trong lành, vừa rồi cứ bị buộc trong bao tải, anh ta sắp tắc thở rồi. Nhưng rất nhanh, anh ta đã nhìn thấy Vương Nhất, ánh mắt lập tức trở nên kinh sợ. Vương Nhất, thì ra là anh. Là tôi. Vương Nhất ngồi trên sofa, vẻ mặt bình tĩnh, tôi sớm đã nói rồi. Mặc kệ nhà họ Thẩm các người mạnh tới mức độ nào, tôi muốn tiêu diệt các người chỉ là chuyện lật bàn tay. Cơ thể của Thẩm Tử Kiện hơi run rẩy, thật ra anh ta từng nghĩ là Vương Nhất, nhưng không tin anh có khả năng lớn như vậy. Cho dù bây giờ anh ta cũng không tin Vương Nhất là kẻ đứng sau. Vương Nhất, còn không mau thả tôi ra. Anh ta gầm lên với Vương Nhất, anh đây là bắt cóc anh có biết không, nhân lúc ông nội của tôi còn chưa phát hiện. Nếu anh thả tôi còn có thể tha cho anh. Đã tới lúc này rồi, Thẩm Tử Kiện vẫn đang uy hiếp Vương Nhất, khiến anh khẽ cười, anh dường như nhầm lẫn gì rồi, ông nội của anh bây giờ bản thân còn khó bảo vệ được, sao lại quản sống chết của anh chứ? Lời này làm cho cả người Thẩm Tử Kiện chấn động, đồng tử cũng co rút. Anh ta nghĩ tới chuyện xảy ra ở nhà họ Thẩm có sát thủ xuất hiện, suýt nữa đã giết ông nội. Đây cũng là anh làm sao? Giọng nói của anh ta mang theo sự sửng sốt. Vương Nhất cười mà không nói, bỗng nhiên ngẩng đầu,
rất hứng thú mà nhìn Thẩm Tử Kiện, anh nói xem, nếu ông nội của anh biết anh xảy ra chuyện, ông ta liệu có không màng tất cả mà tới cứu anh không? Thẩm Tử Kiện gật đầu theo lẽ đương nhiên, đó là điều đương nhiên. Thật sự là như vậy sao? Khóe miệng của Vương Nhất nhếch lên nở nụ cười đầy thích thú, vậy thì để chúng ta xem thử, ở trước mặt lợi ích tuyệt đối, nhân tính sẽ như thế nào? Trước khi đi, Vương Nhất lệnh cho Lãnh Nhan nhốt Thẩm Tử Kiện ở biệt thự Sơn Thủy, chỉ cần giữ mạng của anh ta, còn lại thì tùy ý. Còn chưa đợi Vương Nhất lên xe rời đi thì anh nghe thấy trong biệt thự truyền tới tiếng kêu thảm thiết cực kỳ phẫn nộ của Thẩm Tử Kiện. Không, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Vương Nhất cười hờ hững, lái xe rời đi. Anh có thể đoán được, với tính cách của Lãnh Nhan, sẽ cho Thẩm Tử Kiện điều kiện ở tàn ác cỡ nào. Cùng lúc đó, anh lại bảo Lãnh Nhan thông báo cho tất cả sát thủ đã tới Thiên An hai ngày nay đừng vọng động, mọi thứ gió yên biển lặng. Thời gian như này, cũng duy trì ba ngày, cuối cùng có người nhận thấy điều không đúng. Thẩm Tử Kiện của nhà họ Thẩm, đã mất tích. Ở đâu cũng không có bóng dáng của anh ta, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Vương Nhất vừa đưa Vương Tử Lam tới nhà trẻ thì nhận được điện thoại của Lương Nhật Tân. Anh Vương, Thẩm Tử Kiện mất tích rồi. Trong điện thoại, giọng nói của Lương Nhật Tân mang theo sự chấn động. Vương Nhất lại cười hờ hững, vẫn không hề kinh ngạc, chẳng qua chỉ ba ngày không thấy anh ta thì xác định là mất tích sao. Có người nói lần cuối nhìn thấy bóng dáng của anh ta là trong khách sạn 5 sao vào 3 ngày trước, sau đó thì không thấy nữa. Lương Nhật Tân báo cáo thành thật. Tuy nhiên, giọng điệu của Vương Nhất vẫn rất bình tĩnh, ngay cả nhà họ Thẩm cũng chưa bị kinh động, anh kích động cái gì? Lương Nhật Tân hít sâu một hơi, anh Vương, tôi là muốn nói, cái gì nhà họ Lương có thể giúp được, nhất định phải mở miệng. Đây không chỉ là bày tỏ sự trung thành đối với Vương Nhất, điều quan trọng hơn là anh ta cảm thấy Thẩm Tử Kiện 80,90% là đã mất tích, hơn nữa không thoát khỏi liên quan tới Vương Nhất. Được rồi, tôi phải đi làm rồi. Vương Nhất cúp máy, cười hờ hững. Xem ra, các phương thế lực đều phát giác Thẩm Tử Kiện không thấy nữa, xem phản ứng của nhà họ Thẩm. Cùng lúc này, biệt thự của nhà họ Thẩm. Gia chủ Thẩm Thiên Sơn ngồi ở vị trí trên cùng, sắc mặt u ám. Ông chủ, cậu chủ đã ba ngày không có tin tức rồi. Chú Dương quản gia đứng ở một bên, vẻ mặt rất lo lắng, liệu có khi nào đã xảy ra chuyện gì không? Không sai, cho dù là dạo này có sát thủ xuất hiện, phân tán mục tiêu, cũng không nên không có chút tin tức. Thẩm Thiên Sơn nhíu chặt mày, lẩm bẩm nói. Hay là, phái người đi tìm, chú Dương kiến nghị. Thẩm Thiên Sơn suy nghĩ rất lâu, vẫn lắc đầu, không cần, Tử Kiện nhất định là gặp phải chút rắc rối, nó không gọi về nhà, chứng tỏ vẫn chưa tới thời khắc cuối cùng. Nhà họ Thẩm chúng ta còn đang trong thời kỳ đi lên, đã ba ngày rồi, Vương Nhất đó có chút hồi âm không? Thẩm Thiên Sơn lại hỏi. Chú Dương lắc đầu, sợ rằng cậu ta đã quên sạch lời của nhà họ Thẩm chúng ta. Trong mắt Thẩm Thiên Sơn lập tức lóe tia sắc lạnh, một thằng ở rể vô dụng, cũng dám phớt lờ nhà họ Thẩm chúng ta. Nếu đã như vậy, ông lập tức theo tôi tới tòa nhà quốc tế một chuyến, thôn tính tập đoàn Lệ Tinh. Nhưng, chuyện của cậu chủ. Đủ rồi, lợi ích của gia tộc lớn hơn tất cả, tôi tin năng lực của Tử Kiện. Lời của chú Dương bị Thẩm Thiên Sơn vô tình cắt ngang, thấy vậy, chú Dương cũng khẽ thở dài, đi theo Thẩm Thiên Sơn ra ngoài. Lý Khinh Hồng đang xem lịch trình, nghĩ tới bữa tiệc mừng công của Bạch Vũ vào chuẩn sau, thư ký Tiêu Đào vội vàng chạy vào, Lý Tổng, Thẩm Thiên Sơn của nhà họ Thẩm tới rồi. Lý Khinh Hồng nghe vậy, cũng lạnh mặt, đi ra ngoài xem, chỉ thấy Thẩm Thiên Sơn dẫn một đám người chặn ở cửa của tập đoàn Lệ Tinh, không cho người khác đi vào, cũng không ai đi ra. Ông cụ Thẩm, ông đây là có ý gì, còn để cho người khác làm ăn nữa sao? Lý Khinh Hồng lạnh lùng hỏi. Cho, đương nhiên cho, chỉ cần cô giao người nên giao ra, tôi đi ngay. Thẩm Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, nói. Lý Khinh Hồng nhíu chặt lông mày, cái gì mà người nên giao, ông đang nói cái gì? Còn giả bộ, ông chồng ăn bám đó của cô nợ nhà họ Thẩm chúng tôi 15.000 tỷ chưa trả, hôm nay nếu cô không giao cậu ta ra, tập đoàn Lệ Tinh này cũng đừng mở nữa, lấy ra thế chấp đi. Cái gì, 15.000 tỷ? Nghe thấy lời của Thẩm Thiên Sơn, Lý Khinh Hồng cũng kinh ngạc, đây đã không phải là một con số nhỏ rồi. Tập đoàn Lệ Tinh phát triển tới bây giờ cũng mới có khoảng 18.000 tỷ theo giá thị trường. Nhưng Lý Khinh Hồng rất hiểu Vương Nhất,
tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nợ tiền không trả, càng đừng nói khoản nợ 15.000 tỷ. Tôi có thể hỏi thử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không, chồng tôi tại sao lại nợ ông 15.000 tỷ? Lý Khinh Hồng bình tĩnh hỏi. Thẩm Thiên Sơn lạnh lùng liếc nhìn cô, giọng điệu không mất thân thiện, chồng cô đã hứa, cho nhà họ Thẩm chúng tôi tất cả gia sản của nhà họ Lương, trừ những cái nhà họ Thẩm đã thu mua, số tiền gộp lại còn lại, vào khoảng 15.000 tỷ. Lý Khinh Hồng lập tức nổi giận, ông đây là cưỡng từ đoạt lý. Cưỡng từ đoạt lý sao? Tôi nói nợ là nợ, ở Thiên An, tôi chính là luật. Thẩm Thiên Sơn đập mạnh vào bàn, ánh mắt nhìn sang Lý Khinh Hồng tràn ngập sự uy hiếp. Bây giờ nhà họ Thẩm chúng tôi là hào môn đứng đầu của Thiên An, đối địch với tôi, chỉ có một con đường chết. Ông cụ Thẩm uy phong thật lớn, đã quên chuyện hai ngày trước bị sát thủ dọa ngất rồi sao? Vào lúc này, ở cửa thang máy lại truyền tới một tiếng cười đầy mỉa mai. Cơ thể thẳng tắp của Vương Nhất đi tới, chặn ở trước mặt Lý Khinh Hồng. Người của tập đoàn Lệ Tinh, lấy Tiêu Đào đứng đầu, lũ lượt nhường đường cho Vương Nhất, hôm đó sau khi công khai quan hệ. Bọn họ đã biết sự thật vợ của Vương Nhất là Lý Khinh Hồng, nghe nói vì điều này còn xin nghỉ hai ngày, hôm nay cũng không tới. Vương Nhất, cậu cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Vừa nhìn thấy Vương Nhất, sắc mặt của Thẩm Thiên Sơn lập tức trở nên u ám, hôm nay nếu cậu không giao ra tất cả gia sản của nhà họ Lương, lấy tập đoàn Lệ Tinh của vợ cậu thế chấp. Lời này vừa dứt, tất cả các lãnh đạo của tập đoàn Lệ Tinh đều biến sắc, sắc mặt của Lý Khinh Hồng cũng trở nên u ám. Nhưng vẻ mặt của Vương Nhất vẫn rất bình tĩnh, trên mặt còn mang theo sự mỉa mai như có như không, vậy sao, tôi cho dù dám tặng, ông có mạng nhận không? Hỗn láo! Thẩm Thiên Sơn mặt mày đầy sát ý, đừng tưởng tôi không biết cậu có thể sống tới bây giờ là vì Lý Khinh Hồng, đợi tôi sau khi hủy hoại tập đoàn Lệ Tinh do cô ta một tay xây dựng, cậu còn có mấy phần can đảm. Những người khác của nhà họ Thẩm ở đằng sau cũng lạnh lùng nhìn Lý Khinh Hồng và Vương Nhất. Sự diệt vong của Thẩm Tử Kiện dường như đã được định sẵn. Vương Nhất lắc đầu, ông và Thẩm Tử Kiện giống nhau, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ cần ông theo tôi đi vào, ông sẽ biết, bất luận nhà họ Thẩm có cường thế hơn nữa, cũng vẫn là cá nằm trên thớt, để mặc người ta làm thịt. Nói xong thì đi vào phòng chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh. Ánh mắt của Lý Khinh Hồng lóe lên, chần chừ một chút, cô lại không đi vào. Đã tới lúc này rồi, còn muốn giãy giụa. Gia chủ, đừng để ý cậu ta, mau thu mua tập đoàn Lệ Tinh. Không sai, tập đoàn Lệ Tinh dạo này có được dự án xây dựng thành phố hoàn chỉnh, như vậy thì là của nhà họ Thẩm chúng ta rồi. Những người khác của nhà họ Thẩm đều thúc giục Thẩm Thiên Sơn, mau thu mua tập đoàn Lệ Tinh. Nhưng Thẩm Thiên Sơn trời sinh đa nghi, cho dù biết Vương Nhất là đang lạt mềm buộc chặt, nhưng vẫn động tâm thần, một thằng ở rể dựa vào vợ mà thôi, có thể gây lên sóng gió gì chứ. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, cậu muốn giả thần giả quỷ tới khi nào? Nói xong, cũng cất bước đi vào. Bụp, cửa của phòng chủ tịch đóng lại, tất cả mọi người đều bị nhốt ở bên ngoài. Á, 3 giây sau, trong phòng truyền ra tiếng quát cực kỳ giận dữ của Thẩm Thiên Sơn. Gia chủ, ông nội, xảy ra chuyện gì rồi? Bên ngoài phòng chủ tịch, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng rít gầm cực kỳ tức giận của Thẩm Thiên Sơn. Âm thanh đó giống như dã thú mất đi người thân, tuyệt vọng và bất lực. Một người đàn ông lao tới trước mặt Lý Khinh Hồng, vẻ mặt phẫn nộ, tên chồng phế vật đó của cô đã làm gì ông nội tôi? Tôi làm sao biết được? Lý Khinh Hồng lạnh lùng liếc nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt. Tuy lời là như vậy, cô ta cũng chấn động ở trong lòng, lúc này mới đi vào bao lâu, sao Thẩm Thiên Sơn lại mất hồn mất vía như gặp ma giữa ban ngày vậy? Cạch! Không lâu sau, cửa của phòng tổng giám đốc mở ra, Vương Nhất và Thẩm Thiên Sơn một trước một sau đi ra. Chỉ có điều, vẻ mặt của hai người hoàn toàn khác nhau. Vương Nhất giống như trước đó, vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng cong lên, khi cười còn cho người ta một loại bá khí không giận tự uy, giống như cậu ấm của hào môn nào đó. Thẩm Thiên Sơn lại giống như mất đi 3 hồn 7 vía, sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả đi đường cũng không đi được, bước chân loạng choạng, suýt nữa té ngã. Ông nội, đám thanh niên của nhà họ Thẩm lũ lượt đi tới đỡ Thẩm Thiên Sơn, lúc này mới tránh ông ta bị ngã. Ông nội, tên đó ở bên trong rốt cuộc đã làm cái gì, có phải đã đánh ông không? Ông nội, ông không cần sợ, cứ việc nói ra, xem cháu có gọi người đánh anh ta không? Tất cả mọi người đều tức giận nhìn Vương Nhất, Lý Khinh Hồng cũng nhìn Vương Nhất với vẻ tò mò,
trong phòng làm việc, anh rốt cuộc đã nói gì với Thẩm Thiên Sơn mà có thể khiến Thẩm Thiên Sơn vừa tức giận vừa sợ hãi như vậy? Tất cả im miệng hết cho tôi. Thẩm Thiên Sơn mặt mày trắng bệch bỗng nhiên gầm lên một tiếng, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Tất cả mọi người của nhà họ Thẩm đều bị quát này làm cho sững người, ngây ngốc nhìn Thẩm Thiên Sơn, không hiểu chuyện gì cả. Chỉ có Vương Nhất, liếc nhìn Thẩm Thiên Sơn đầy thâm ý, làm cho ông ta tức tới mức cơ thịt trên mặt run lên. Về nhà họ Thẩm, ông ta bỗng nhiên nói. Cái gì? Vẻ mặt của những người khác của nhà họ Thẩm lập tức trở nên rất đặc sắc, không dám tin mà nhìn gia chủ của bọn họ. Khí thế bừng bừng chạy tới tập đoàn Lệ Tinh, mở mồm muốn thu mua, không ngờ lại đầu hổ đuôi rắn như này, khiến mặt của bọn họ đau rát, giống như bị người ta tát hai cái, điều muốn mạng nhất là người tát cái tát này còn là chính Thẩm Thiên Sơn. Tôi nói, về nhà họ Thẩm. Trên mặt Thẩm Thiên Sơn sát khí đằng đằng, tuy đang nói với người của nhà họ Thẩm, nhưng ánh mắt của ông ta từ đầu tới cuối đều không rời khỏi Vương Nhất. Tất cả mọi người của nhà họ Thẩm đều sợ hãi nhìn gia chủ, chỉ cảm thấy gia chủ lúc này đã ở bờ vực nổi đóa, lúc này cũng không có thái độ ngang ngược bừng bừng khí thế như trước khi tới, tất cả rời đi. Ông cụ Thẩm, tình bạn nên tỏ rõ, tôi chỉ đợi tới sẩm tối ngày hôm nay. Vương Nhất nheo mắt lại, bỗng nhiên mở miệng, mặt trời vừa xuống núi, nếu vẫn không nhìn thấy kết quả tôi muốn thì đừng trách tôi không khách sáo với ông. Cơ thể già nua của Thẩm Thiên Sơn bỗng run lên, từ đầu tới cuối không quay đầu lại. Vừa đi ra khỏi tập đoàn Lệ Tinh, Thẩm Thiên Sơn dừng bước chân, nói với chú Dương quản gia, lệnh người trả lại tất cả gia sản đã thôn tính từ nhà họ Lương trong mấy ngày này, ngoài ra chuyển nhượng tập đoàn Cự Phong dưới trướng nhà họ Thẩm cho tập đoàn Lệ Tinh. Gia chủ, tại sao? Hai mệnh lệnh vừa ra, tất cả mọi người của nhà họ Thẩm đều mang vẻ mặt khó tin mà nhìn Thẩm Thiên Sơn. Tập đoàn Cự Phong là tập đoàn viễn thông lớn nhất dưới trướng của nhà họ Thẩm, đừng nói ở Thiên An, dù ở cả nước Hát, cũng có chỗ đứng quan trọng, cứ thế tặng không cho tập đoàn Lệ Tinh. Chú Dương quản gia giống như nghĩ tới điều gì đó, không nói gì, vẻ mặt lại trở nên phức tạp. Còn không mau đi. Thẩm Thiên Sơn quát to một tiếng, ngũ quan lập tức vặn vẹo. Tất cả mọi người đều bị dọa giật mình, cho dù trong lòng không cam tâm, chỉ có thể nhanh chóng về nhà họ Thẩm làm việc. Rất nhanh, chỉ còn lại hai người Thẩm Thiên Sơn và chú Dương. Ông chủ, làm như vậy, e là có ẩn tình gì nhỉ? Chú Dương hỏi. Thẩm Thiên Sơn nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt rất đau khổ. Chú Dương nheo mắt lại, trong mắt phụt qua một tia u ám, trong phòng làm việc, tên Vương Nhất đó rốt cuộc đã nói với ngài. Thẩm Thiên Sơn trầm mặc hồi lâu mới mở mắt ra, hai mắt đỏ rực, cậu ta bảo tôi nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại là tiếng cứu mạng của Tử Kiện. Đồng tử của chú Dương co rút, ông chủ, lời này là thật sao? Chắc chắn không có do kỹ thuật tạo ra chứ? Chắc chắn chính xác. Thẩm Thiên Sơn giống như gà đi mười mấy tuổi, tôi thử nói chuyện với Tử Kiện, cuộc gọi lại rất nhanh bị tắt, nhưng tôi nghe ra, Tử Kiện tuyệt đối là bị cưỡng ép của sát thủ. Chú Dương cũng rơi vào trong trầm mặc, bỗng nhiên hỏi, ông chủ, nhà họ Thẩm không dễ dàng gì mới lớn mạnh hơn, lẽ nào ngài nhẫn tâm trả lại mọi thứ không dễ dàng mới có được lại, tặng tập đoàn Cự Phong, đó là gốc rễ của nhà họ Thẩm. Vậy có thể làm sao? Giọng nói của Thẩm Thiên Sơn khàn khàn, tôi chỉ có một đứa cháu ruột là Tử Kiện. Trong mắt chú Dương vụt qua tia sắc lạnh, tôi có một kế. Ông ta ghé vào bên tai Thẩm Thiên Sơn nói nhỏ. Sắc mặt của Thẩm Thiên Sơn cũng hơi thay đổi, như vậy, nguy hiểm liệu có lớn quá không? Cầu được quý phú trong nguy hiểm, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Trong mắt chú Dương đầy sự cay độc, nếu tên phế vật đó bất nghĩa trước, chúng ta cần gì nhân từ? Được, Thẩm Thiên Sơn cũng đáp ứng, vẻ mặt dữ tợn, tôi phải khiến đôi gian phu dâm phụ đó trả giá. Thời gian trôi quá rất nhanh, trong nháy mắt, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Ánh chiều tà như máu, treo ở chân trời. Vương Nhất gọi điện cho Lý Khinh Hồng, nói anh tối nay không về nhà ăn cơm, bảo cô đi đón Tử Lam. Lý Khinh Hồng vẫn không hỏi nhiều, dặn dò một câu, nhớ về nhà sớm, thì cúp máy. Vương Nhất nhìn thời gian, đôi mắt nheo lại, xem ra Thẩm Thiên Sơn không đặt mạng sống của cháu nội ông ta vào trong lòng rồi. Đang muốn đứng dậy rời đi, hành lang bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân vội vã. Cậu Vương! Vừa nhìn thấy người tới, Vương Nhất híp mắt cười, ông cụ Thẩm thật là, đúng giờ. Thẩm Thiên Sơn cười như không cười, nói,
nhiều việc, chuẩn bị tốn chút thời gian. Lần này người Thẩm Thiên Sơn dẫn theo không nhiều, chỉ có một mình chú Dương quản gia, hơn nữa hai người đều mang công sở màu đen, vest phẳng phiu. Ông ta đưa tới một tệp văn kiện dày, đây là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Cự Phong dưới tên nhà họ Thẩm, cậu cảm thấy không có vấn đề thì ký tên. Ngoài ra, tất cả sản nghiệp cướp được từ chỗ nhà họ Lương, đã trả lại nguyên vẹn cho nhà họ Lương, bây giờ có thể để tôi gặp cháu nội của tôi rồi chứ. Vương Nhất thuận tay lật hợp đồng, chỉ nhìn hai lần thì mất đi hứng thú, cười giống như không cười nhìn Thẩm Thiên Sơn. Tôi rất ngạc nhiên, ông vậy mà nguyện ý vì cháu của ông mà từ bỏ gia nghiệp lớn. Đó là đương nhiên. Thần sắc của Thẩm Thiên Sơn rất trịnh trọng, nó là cháu trai của tôi, nếu nó chết, nhà họ Thẩm có cường thịnh nữa, cũng không huy hoàng được bao lâu. Đúng vậy, Thẩm Tử Kiện là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm, nếu anh ta chết, nhà họ Thẩm quả thật không hưng thịnh được bao lâu. Dù sao, Thẩm Thiên Sơn đã hơn 70 tuổi rồi. Vậy tốt rồi, tôi dẫn ông đi gặp Thẩm Tử Kiện. Vương Nhất đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc. Thẩm Thiên Sơn và chú Dương nhìn nhau, trong mắt hai người vụt qua một tia sát ý. Một người Vương Nhất lái xe, chạy tới biệt thự Sơn Thủy. Thẩm Thiên Sơn và chú Dương đi chung một xe, bám theo đằng sau. Cả quá trình, ánh mắt của hai người đều vô cùng u ám, nhìn chằm chằm xe của Vương Nhất. Ánh mắt của Vương Nhất cũng thỉnh thoảng nhìn gương chiếu hậu, thu chọn biểu cảm của hai người, cười hờ hững, không để tâm. Đợi khi tới biệt thự Sơn Thủy thì đã là buổi tối. Đường núi gập ghềnh, bóng cây sum suê, tới đâu cũng có thể nhìn thấy cảnh cây đung đưa, mấy con chim vỗ cánh bay trong bầu trời đêm. Thiếu chủ, vừa đi vào biệt thự, Lãnh Nhan đi tới đón. Điều khiến Vương Nhất ngạc nhiên là Lãnh Nhan vậy mà không có mặc áo da đen như mọi khi, mà đổi thành một chiếc váy liền màu trắng, đi dép lê, ăn mặc theo kiểu ở nhà. Sao lại thay quần áo rồi? Vương Nhất cười rồi hỏi. Lãnh Nhan đỏ ửng mặt, dầu dĩ nói một chữ. Nóng. Vương Nhất lúc này mới phát hiện, trên trán Lãnh Nhan lấm tấm mồ hôi. Lãnh Nhan như vậy bớt đi một phần sát khí lạnh lẽo, nhiều thêm một chút dễ gần của chị gái hàng xóm. Như này rất kỳ lạ sao? Lãnh Nhan cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, vẻ mặt rất ngại ngùng. Không kỳ lạ. Vương Nhất lắc đầu, cô sau này thử phối hợp thêm những kiểu quần áo khác. Đây chỉ là một câu nói bình thường, Lãnh Nhan lại vô cùng vui, cô ta cũng là con gái, đâu có cô gái nào sẽ từ chối quần áo đẹp chứ. Vào lúc này, Thẩm Thiên Sơn và chú Dương quản gia cũng đi vào với vẻ mặt u ám. Nụ cười trên mặt Lãnh Nhan nhanh chóng biến mất, nhanh chóng về phòng, thay quần áo da màu đen hay mặc, lạnh lùng nhìn bọn họ. Tử Kiện đâu? Thẩm Thiên Sơn trầm giọng hỏi. Vương Nhất liếc nhìn Lãnh Nhan lập tức hiểu ý. Lập tức đi trước dẫn đường, đi thẳng xuống tầng hầm. Biệt thự Sơn Thủy có mất thất dưới lòng đất, ba ngày nay Thẩm Tử Kiện bị nhốt ở đấy. Không chỉ tối tăm không thấy ánh mặt trời, chỗ nào cũng có thể thấy con chuột to bằng bàn tay, dán bò khắp nơi, Thẩm Tử Kiện ở trong môi trường tồi tệ như này đã sống qua ba ngày. Tuy nhiên, vừa tới gần phòng giam, một mùi hôi thối cực kỳ nồng nặc xộc tới, Vương Nhất lập tức nhíu mày. Đây là mùi gì? Phân và nước tiểu. Lãnh Nhan trả lời thật. Sắc mặt của Vương Nhất lập tức thay đổi, cô không cho anh ta vật xử lý cái đó sao? Tôi đâu phải là bảo mẫu của anh ta, tại sao phải cho anh ta vật xử lý cái đó? Bên trong không có bồn cầu sao? Có, nhưng một ngày sau tôi mới nhớ ra, quá lâu không dùng nên hỏng rồi. Lãnh Nhan mang vẻ mặt, không liên quan tới tôi, đợi khi tôi nhớ ra, phân và nước tiểu đã bốc mùi, còn ở khắp nơi. Khóe mắt của Vương Nhất lập tức giật mạnh. Miêu tả của Lãnh Nhan, vừa nghe thì rất có cảm giác khắc họa. Thẩm Thiên Sơn và chú Dương ở đằng sau thì mặt mày càng u ám. Cháu trai của ông ta từ nhỏ lớn lên dưới sự che chở của trưởng bối, chưa từng chịu khổ, hiện nay lại bị đối xử thảm như vậy. Cạch! Vương Nhất mở phòng giam ra xem, lập tức có một bóng đen xì giống như bị điên lao tới, nhưng lại bị Lãnh Nhan một cước đạp bay. Chính là Thẩm Tử Kiện. Ngoan ngoãn đi. Một cái trừng mắt của Lãnh Nhan, Thẩm Tử Kiện lập tức không dám đi tới, do đó có thể thấy, ba ngày nay anh ta đã bị Lãnh Nhan giày vò đủ thảm. Vương Nhất. Nhìn thấy Vương Nhất, Thẩm Tử Kiện lập tức bật khóc. Anh vẫn là giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa. Nơi này quá tối, còn thối như vậy, tôi không thể ở đây thêm một khắc nào nữa.
nước mắt đầy mắt, nước mắt nước mũi trộn lẫn, tiếng khóc thảm thiết, Vương Nhất lúc này mới biết, thì ra đàn ông cũng có thể khóc thê thảm như vậy. Anh ta đã chịu kích thích gì sao? Vương Nhất quay đầu nhìn Lãnh Nhan. Bị phân và nước tiểu của mình làm cho ngất vì thối. Lãnh Nhan nhún vai, tôi đã nói rồi, tôi quên bồn cầu bị hỏng, đợi khi mở cửa ra xem, phân và nước tiểu của anh ta đã bốc mùi, còn đi ở khắp nơi, 3 ngày trôi qua thì lên men. Cũng tức là 3 ngày nay anh ta luôn nằm ở trong môi trường hôi thối như này. Vương Nhất hỏi. Lãnh Nhan trịnh trọng gật đầu. Vương Nhất cuối cùng cũng biết, Thẩm Tử Kiện sẽ lại sụp đổ như vậy rồi. Căn phòng nhỏ tối tăm không thấy ánh mặt trời, cả ngày làm bạn với chuột và rán, cái này cũng thôi đi, điều quan trọng nhất là bồn cầu cũng hỏng. Con người có 3 việc gấp, đây là việc không tránh được. Đi ra phân và nước tiểu, lại không xả được, còn bốc mùi, xảy ra phản ứng sinh hóa với không khí, trở nên vừa khô vừa thối, ở trong môi trường như này, có thể chịu được 1 ngày đã là kỳ tích. Thời gian 3 ngày, tinh thần của anh ta đã tới cực hạn. Tóc tai rối như tổ quả, gương mặt sạm đen, thậm chí mọc râu ria, ngay cả trong mắt cũng tràn ngập tơ máu, anh ta đã 3 ngày không ngủ rồi. Sự dày vò trên cơ thể không tính là dày vò, sự dày vò ở mặt tinh thần mới là đau khổ nhất. Mấy lần Thẩm Tử Kiện nổi ý nghĩ quyên sinh, nhưng lần nào cũng không thành công. Sống thì không muốn sống rồi, chết lại không dám chết, đây là sự khắc họa chân thật của Thẩm Tử Kiện. Tử Kiện. Nhìn thấy người đen xì giống như nạn dân này, Thẩm Thiên Sơn không quan tâm mùi hôi thối mà xông vào, đau lòng mà gọi. Ông nội. Khi nhìn thấy Thẩm Thiên Sơn, Thẩm Tử Kiện giống như túm được cọng rơm cứu mạng, lao tới. Hai ông cháu ôm chặt lấy nhau, Thẩm Thiên Sơn ngân ngấn lệ. Vương Nhất và Lãnh Nhan đứng ở một bên, cũng suýt xoa một trận, trong lòng không có một chút thương tiếc. Từ khoảnh khắc anh ta công bố lệnh treo thưởng đối với Vương Nhất ở trong mạng lưới ngầm thì đã định sẵn kết cục của anh ta. Nếu đã không có chuyện gì rồi, vậy thì rời đi thôi. Vương Nhất cắt ngang hình ảnh hai ông cháu trùng phùng, lạnh nhạt nói. Tuy nhiên, Thẩm Thiên Sơn bỗng đứng dậy, tức giận nhìn Vương Nhất, cậu hại cháu tôi chịu khổ như vậy, suýt nữa tìm tới cái chết, tôi sao có thể tha cho cậu. Ông nội, đừng giết anh ta, cuối cùng để cháu. Thẩm Tử Kiện cũng nhìn Vương Nhất đầy thù hận, hận không thể giết cho nhanh. Vương Nhất không hề bất ngờ đối với phản ứng của Thẩm Thiên Sơn, cười lạnh nhạt, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, xem ra nhà họ Thẩm của ông vẫn không phục tôi. Phục cậu ư, cậu chẳng qua chỉ là, gà đực, dựa vào phụ nữ để lên chức, kêu tôi lấy cái gì để phục cậu. Thẩm Thiên Sơn đã tới độ tuổi gần đất xa trời, nhưng vào lúc này, vẫn phốc bét trợn to mắt, bá khí vô cùng. Các cử chỉ mang theo bá khí của gia chủ hào môn. Vậy ông lấy cái gì để đối phó tôi? Ánh mắt của Vương Nhất cũng dần trở nên sắc bén. Mỗi người đều có điểm yếu của cậu chính là vợ của cậu. Thẩm Thiên Sơn nhìn Vương Nhất cười lớn, cậu có thể ra tay với cháu của tôi tại sao không thể ra tay với vợ của cậu, không có Lý Khinh Hồng, cậu là cái dám. Vương Nhất không nói gì, chỉ là đôi mắt híp thành một đường. Vốn anh chỉ là muốn xử lý một mình Thẩm Tử Kiện, bây giờ xem ra, cả nhà họ Thẩm anh cũng không thể tha. Biết tại sao lần này chỉ có tôi và Lão Dương không, bởi vì những người khác đã đi bắt Lý Khinh Hồng rồi. Trên mặt Thẩm Thiên Sơn mang theo tia tàn nhẫn, vợ cậu rơi vào trong tay của nhà họ Thẩm chúng tôi, biết sẽ có kết cục gì không? Ông ta thử nhìn ra sự sợ hãi từ trên mặt Vương Nhất, hoặc ánh mắt tức giận, đáng tiếc, từ đầu tới cuối vẻ mặt của Vương Nhất rất bình tĩnh. Vậy sao, anh lạnh nhạt đáp lại. Không tin sao, không tin tôi cho cậu xem chứng cứ. Thẩm Thiên Sơn nói xong, lập tức gọi một cuộc video call, lúc này bọn họ chắc đã bắt thành công rồi, sắp có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của vợ cậu rồi. Tinh tinh. Rất nhanh, video đã được kết nối. Thẩm Thiên Sơn không thèm nhìn, chuyển màn hình sang cho Vương Nhất, cười lớn không thôi. Như thế nào, bây giờ tin rồi chứ? Ha ha ha, Lý Khinh Hồng đã xong rồi. Nhìn một gương mặt lạnh lùng hiện ra ở trong màn hình, Vương Nhất cười không tiếng, thật sự là như vậy sao? Trên mặt Vương Nhất nở nụ cười giễu cợt, không có một chút sợ hãi bị uy hiếp, điều này khiến Thẩm Thiên Sơn thấy rất lạ. Cậu cười cái gì, lẽ nào cậu ngay cả tính mạng của vợ cậu cũng không quan tâm sao? Ông ta lớn tiếng quở trách. Mạng của vợ tôi đương nhiên quý trọng,
chỉ là ông nhìn cho rõ người trong video mà ai rồi nói chuyện với tôi. Vương Nhất lạnh nhạt nói. Thẩm Thiên Sơn lập tức thay đổi sắc mặt, lấy điện thoại lại, nhìn màn hình. Chỉ thấy một cô gái nhỏ lạnh lùng mặc đồ da màu đen, xuất hiện ở trong màn hình, nhìn ông ta như nhìn kẻ ngốc. Tên già này là ai, bộ dạng hình như không thông minh lắm. Cô gái nhỏ lạnh lùng lạnh nhạt hỏi. Rõ ràng không phải hỏi Thẩm Thiên Sơn, vậy thì chỉ có thể là hỏi Vương Nhất. Không cần quan tâm ông ta, Vương Nhất cười lạnh nhạt. Da mặt của Thẩm Thiên Sơn cứng ngắc, nhìn Khương Nhã Mi mà tức giận vô cùng, cô là ai? Người của nhà họ Thẩm chúng tôi đâu? Những tên phế vật đó là ông phái tới nhỉ? Ở đây này. Nói xong, Khương Nhã Mi đổi camera, nhắm vào phía trước. Ngay lập tức, những gương mặt quen thuộc đập vào màn hình, không phải khoanh tay, mà lăn lộn ở dưới đất, còn không ngừng kêu than. Gia chủ, chúng tôi thất bại rồi, còn chưa nhìn thấy Lý Khinh Hồng thì bị người phụ nữ này bao vây rồi. Đúng vậy, gia chủ, cô ta quá siêu, hai ba cái thì xử lý chúng tôi rồi. Gia chủ, mau cứu chúng tôi. Cơ mặt của Thẩm Thiên Sơn có rút dữ dội, đặc biệt là những gương mặt cầu xin của bọn họ, còn kích thích trái tim của ông ta. Đồ vô dụng, đều là một đám vô dụng. Khụ khụ. Trong lúc phẫn nộ, Thẩm Thiên Sơn tức quá công tâm, vội vàng hít khí lạnh. Ông nội, ông bị sao vậy? Thẩm Tử Kiện ở một bên vội vàng vỗ lưng của Thẩm Thiên Sơn. Phế vật, nhà họ Thẩm tôi sao lại cho ra những phế vật vô dụng như này? Thẩm Thiên Sơn tức đến mức trực tiếp cúp máy, ánh mắt hung ác nhìn Vương Nhất. Còn có thủ đoạn gì, có thể dùng hết đi, hôm nay tôi nhiều thời gian, có thể từ từ chơi với các người. Vương Nhất nhàn nhã ngồi trên sofa, cười lạnh nói. Người thân luôn là vảy ngược trong lòng của anh, sau khi Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam đều xảy ra chuyện thì anh luôn cử một nhóm âm thầm bảo vệ người thân của anh, bên phía Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam còn trực tiếp nhờ Khương Nhã Mi bảo vệ. Thực lực của Khương Nhã Mi chỉ thua anh, sao có thể để loại phế vật này được thành công? Vương Nhất, cậu cho rằng nhà họ Thẩm chúng tôi chỉ có chút thủ đoạn như này sao? Thẩm Thiên Sơn lạnh lùng nhìn Vương Nhất, không có mất đi lòng tin trong chuyện vừa rồi, ngược lại hùng hồn nói. Vậy thì sử dụng đi, dù sao hôm nay nhà họ Thẩm nhất định phải chết. Vương Nhất bình tĩnh nói, không để trong lòng. Được, đây là cậu nói. Sắc mặt của Thẩm Thiên Sơn u ám tới cực điểm, bỗng nhiên nói, tất cả đi ra đi, các người không cần bảo vệ tôi nữa, chỉ cần giết chết người thanh niên trước mắt này. Phụt phụt phụt, vừa dứt lời. Tầng nối tới tầng hầm bỗng nhiên truyền tới một chuỗi tiếng bước chân gấp gáp. Trong nháy mắt, có mười mấy cường giả khí tức mạnh mẽ lập tức xuất hiện ở xung Vương Nhất và Lãnh Nhan, lạnh lùng nhìn anh. Chỉ khí thế của mười mấy cường giả này đã đủ tương đương với gió lốc, hủy diệt trời đất. Huống chi, trong số bọn họ, còn có một ông lão luôn nhắm mắt, trong lòng ôm một thanh đao kỳ lạ, ngồi khoanh chân dưới đất. Vương Nhất phất lờ mười mấy người này. Trực tiếp dừng ở trên người ông lão đang nhắm mắt này. Ông là, người mù sao? Không sai. Ông lão cũng không kiêng kỵ, thoải mái thừa nhận, hai mắt của lão phu vào 4 năm trước bị một người thanh niên tên là Võ Sơn Hà làm bị thương, vốn tưởng con đường võ đạo đã đi tới điểm cuối, không ngờ trong họa được phúc, hai mắt mù rồi, ông trời lại khiến linh giác của tôi càng thêm nhạy bén, vèo cái đột phá xiềng xích, bước vào khoảng trời mới. Võ Sơn Hà. Nghe thấy lời của ông lão, Vương Nhất không khỏi bật cười. Không sai, đây là người thanh niên mạnh nhất tôi từng gặp, có một ngày, có thể bước vào chí tôn. Nhắc tới người này, vẻ mặt của ông lão mù cực kỳ ngưng trọng. Thẩm Thiên Sơn lại cười điên cuồng nói, Vương Nhất, cậu xong đời rồi, vị này là đao khách mù tôi bỏ sức lực rất lớn để mời tới. Có lời đồn, ông ta giết người căn bản không thể rút đao ra khỏi vỏ, nếu người có thể khiến ông ta rút đao. Đó là cường địch thật sự, cậu hôm nay chết chắc rồi. Tuy nhiên, Vương Nhất lại giống như không nghe thấy lời của Thẩm Thiên Sơn, vẫn đầy hứng thú mà nhìn đao khách mù, tôi hỏi ông có thể tiếp được mấy hiệp ở trong tay Võ Sơn Hà? Một hiệp. Vừa dứt lời, đao khách mù bỗng mở mắt ra, quả thật đúng như những gì ông ta nói, trong mắt vẫn đục. Bụp. Một âm thanh vang lên, đao cùn trong tay đao khách mù cũng rút ra khỏi vỏ. Đột nhiên. Đao quang kiếm ảnh, nháy mắt đã tới. Chỉ thế rút đao, mấy sợi tóc trên đầu Thẩm Thiên Sơn và Thẩm Tử Kiện vậy mà bị đứt. Đao khách đại nhân, vậy mà rút đao rồi. Hai ông cháu trợn tròn mắt,
giọng nói rất kinh hãi, còn mang theo một chút kích động. Vương Nhất, Đao Khách đại nhân rút đao rồi, anh càng không có đường để đi rồi. Đao Khách đại nhân, anh ta chỉ là một thằng ở rể còn con, giết anh ta, cần gì rút đao? Không, cậu ta là một cao thủ. Không đợi Thẩm Tử Kiện nói hết câu, Đao Khách Mù trực tiếp cắt ngang lời của anh ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, ngay cả bàn tay cầm cán đao cũng toát mồ hôi vì căng thẳng. Vương Nhất vậy mà ngồi ở trên sofa, cười không tiếng. Đột nhiên, anh từ từ đứng dậy. Cùng vang lên còn có giọng nói hờ hững đó. Ông nếu đã từng nghe nói cái tên Võ Si, vậy từng nghe nói, thầy của Võ Si chưa? Oanh! Ngay lập tức, một cỗ khí thế vô hình tỏa ra, lấy Vương Nhất làm trung tâm, chấn động tứ phía. Đầu của Đao Khách Mù đầy tóc bạc, thuận thế lùi lại, cơ thể của ông ta vậy mà run rẩy dữ dội. Cậu, cậu! Trong giọng nói của Đao Khách Mù, vậy mà mang theo sự kinh hãi, ngay sau đó, ông ta gầm lên, tất cả mọi người, cùng lên. Vâng, sư phụ! Mười mấy cường giả vậy mà đều là đồ đệ của Đao Khách Mù, lúc này quát một tiếng, tất cả lao về phía Vương Nhất. Thiếu chủ! Ánh mắt của Lãnh Nhan chợt rét lạnh, đang muốn ra tay, lại thấy Vương Nhất như tiến vào trạng thái không có ai, cơ thể giống như hạc say cưỡi gió, mười mấy người vậy mà ngay cả quần áo của Vương Nhất cũng không chạm được. Bụp bụp bụp! Ngay sau đó, tất cả mọi người căn bản ngay cả góc áo của Vương Nhất cũng không chạm được, lại bị một cỗ lực lượng vô tình đánh bay ra, điên cuồng ói máu. Đao Khách Mù thấy vậy, cũng đích thân ra tay. Nhưng thấy bóng dáng của Vương Nhất lại xuất hiện một cách quỷ dị ở trước mặt ông ta. Đao Khách Mù thay đổi sắc mặt, đao cùn trong tay, dùng sức chém xuống. Bụp! Vương Nhất lại túm lấy lưỡi đao, nội kình trong tay trực tiếp đánh tan lực đạo của đao cùn. Ngay sau đó, anh bỗng dùng sức. Chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc, chiếc đao cùn trực tiếp bị Vương Nhất bẻ thành hai. Sau đó lại một tiếng bụp, một cước đạp vào người của Đao Khách Mù. Ngay lập tức đạp ông ta ra mấy chục mét, đụng vào bức tường, hôn mê. Đây chính là cường giả ông mời tới sao? Anh quay đầu lại, lạnh nhạt liếc nhìn Thẩm Thiên Sơn, giọng điệu hờ hững không một gợn sóng. Hình ảnh Đao Khách Mù bị một cước đạp bay, in sâu vào trong đầu của Thẩm Thiên Sơn và Thẩm Tử Kiệt, khiến bọn họ run rẩy cơ thể, trái tim đập mạnh, một cảm giác sợ hãi khó nói bao trùm cả người. Đao Khách Mù thành danh đã lâu, là cao thủ lang bạt nổi tiếng. Để mời được ông ta, Thẩm Thiên Sơn đã nợ ân tình to lớn, còn bảo ông ta dẫn theo tất cả đồ đệ của ông ta tới, vì để chắc chắn 100% giết chết Vương Nhất. Nhưng Đao Khách Mù và đồ đệ của ông ta ở trong tay Vương Nhất lại không chống đỡ được một hiệp, thì tất cả bị diệt, kết quả này là điều bọn họ không ngờ tới. Thẩm Tử Kiện càng bị dọa tới cả người run rẩy, vốn cho rằng Lãnh Nhan đã đủ lợi hại rồi, không ngờ Vương Nhất còn lợi hại hơn. Anh đừng đắc ý. Tưởng rằng như vậy nhà họ Thẩm tôi sẽ không làm gì được anh sao? Sắc mặt của Thẩm Thiên Sơn lúc trắng lúc đỏ, chỉ vào Vương Nhất tức giận gào lên. Ồ, vậy ông ngược lại dùng cách của ông đi. Vương Nhất nhìn thời gian, nhàn nhã nói, bây giờ mới 8 giờ, tôi còn có 2 tiếng chơi với anh. Giọng điệu thong dong càng làm cho khóe mắt của Thẩm Thiên Sơn tức tới co giật. Vương Nhất, cậu rốt cuộc muốn như thế nào? Lúc này... Chú Dương quản gia ở đằng sau Thẩm Thiên Sơn bỗng nhiên bước lên một bước, lạnh lùng nhìn Vương Nhất. Không phải tôi muốn như nào, mà nhà họ Thẩm các người muốn như nào. Vương Nhất lạnh nhạt nói, từ trước đến nay, đều là nhà họ Thẩm các người được nước làm tới, ra tay với tôi, tưởng có thể lừa dối, thật ra tôi cũng biết rõ ràng, cục diện hiện nay là do một tay các người tạo thành. Nếu đã như vậy, chúng ta không thể mỗi bên lùi một bước sao? Sắc mặt của Thẩm Thiên Sơn u ám, nói với Vương Nhất, cậu thả chúng tôi bình yên rời đi, nhà họ Thẩm chúng tôi cũng không đối địch với cậu nữa, yên tâm phát triển. Ông cụ Thẩm nói đùa rồi, tôi có khi nào từng giữ các người chứ? Khóe miệng của Vương Nhất hơi cong lên, nụ cười lại rất lạnh lùng, là ông, cứ muốn không biết sống chết, muốn trả thù cho cháu của ông mới tạo thành cục diện không chết không thôi như bây giờ biết sợ rồi sao? Muộn rồi. Toàn thân Thẩm Thiên Sơn run lên, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, Vương Nhất, cậu hiếp người quá đáng. Ông nội, ông mau nghĩ cách, chúng ta đã ra tay với vợ của anh ta rồi, anh ta sẽ không tha cho chúng ta. Sắc mặt của Thẩm Tử Kiện trắng bệch nói, nhà họ Thẩm, sắp hủy trong tay của anh ta. Sợ rồi, ông ta thật sự sợ rồi. Mấy ngày nay, anh ta lần nào cũng cảm thấy cách cái chết rất gần,
loại cảm giác quấn chặt này khiến anh ta gần như nghẹt thở. Bốp! Thẩm Thiên Sơn tát một cái vào mặt của Thẩm Tử Kiện, tức giận, tất cả chuyện này đều do cháu gây ra, ông cũng là nghe theo nói vớ vẩn của cháu. Nhưng nhà họ Thẩm quả thật đã cường thịnh hơn trước đây rồi, không phải sao? Thẩm Tử Kiện không cam tâm mà nghiến răng, nói. Thẩm Thiên Sơn muốn nói cái gì đó nữa, chú Dương ở đằng sau lại bước lên một bước, nói với Thẩm Thiên Sơn, ông chủ, ngài lẽ nào đã quên lá át chủ cuối cùng rồi sao? Chỉ có người đó mới có thể làm được chuyện, giết người hoàn mỹ. Thẩm Thiên Sơn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, vậy thì gọi cô ta ra đi. Trong mắt chú Dương lóe tia sắc lạnh, sau đó nhìn sang Vương Nhất, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn là lập tức thần phục nhà họ Thẩm chúng tôi, lá át chủ bài tiếp theo của nhà họ Thẩm, cậu không phải đối thủ của người đó. Vương Nhất đã cười, nếu đã như vậy, vậy thì để tôi diện kiến một chút, tiện để nhà họ Thẩm các người hoàn toàn tuyệt vọng. Cuồng vọng, Thẩm Thiên Sơn tức tới trợn tròn mắt, quát to một tiếng, người chơi cổ, còn không mau ra tay. Tuy nhiên, mọi thứ gió yên biển lặng, không có ai xuất hiện. Lông mày của Thẩm Thiên Sơn nhíu chặt, cảm thấy ngại ngùng, lại hét to một tiếng, tôi biết cô đã tới rồi, mau chóng ra tay. Vẫn không có một chút tiếng động. Thiếu chủ, tiếp theo thì giao cho tôi. Lãnh Nhan cười lạnh, chỉ cần Vương Nhất gật đầu, cô ta có thể dễ dàng kết thúc sinh mạng của ba người này. Nhưng rõ ràng không có ai xuất hiện, Vương Nhất lại rơi vào trầm mặc. Đợi đã, anh cản Lãnh Nhan. Còn muốn đợi cái gì? Lãnh Nhan mặt mày nghi hoặc, Thẩm Thiên Sơn gọi nhiều lần như vậy, cũng không thấy ai động thủ, quá nửa là phô trương thanh thế. Thẩm Thiên Sơn cũng khẩn trương tới toát mồ hôi, ông ta đã gọi nhiều lần như vậy, sao một chút bóng dáng cũng không có. Chú Dương lại cười một cách quỷ dị, cô ta đã tới rồi, chỉ có điều không ai phát hiện cô ta mà thôi. Tầng hầm yên ắng, bỗng nhiên truyền tới một tiếng soạt soạt quỷ dị, giống như có thứ gì đó đang bỏ tới. Trong mắt Vương Nhất lóe lên một tia sắc lạnh, thuận tay nhặt một viên đá, búng một cái. Vèo. Bụp một tiếng, viên đá đó nhanh như đạn, đánh vào người mục tiêu. Chít. Sau đó tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết rất bé, ở trong tầng hầm tĩnh mịch lại cực kỳ rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là tiếng kêu của con người. Tất cả mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một con kim tằm béo múc bốn chân chổng lên trời, nằm gục dưới đất. Cánh của nó vẫn đang vỗ, nhưng thế nào cũng không bay lên được, bụng thủng một lỗ lớn, chảy ra máu màu xanh. Sâu. Trừ Vương Nhất ra, tất cả mọi người ở đây đều rất sửng sốt. Đột nhiên, Thẩm Tử Kiện giống như nhớ ra điều gì đó, thần sắc trở nên sợ hãi. Kha kha, kha kha kha. Một tiếng cười trong trẻo của cô gái nhỏ vang lên, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Tiếng cười của cô ta cực kỳ quỷ dị. Giống như tràn ngập ở mỗi một góc ở đây, nhưng căn bản không nhìn thấy bóng dáng của cô ta. Ánh mắt của Lãnh Nhan tối đi, tiếng cười này là... Ừ, là cô ta. Vương Nhất cười, nói, tôi nói rồi, nếu có duyên sẽ gặp lại. Lãnh Nhan không lên tiếng, trong tay chỉ nhiều thêm một con dao sắc bén. Thì ra người phải giết là các người, thật là khéo quá. Tiếng cười của cô gái nhỏ vẫn tràn ngập mỗi ngóc ngách, tới tìm tôi đi. Các người không tìm được tôi, muốn đánh với tôi kiểu gì? Kha kha. Vương Nhất thuận tay nhặt một viên đá lên, bắn vào chỗ tối không có ánh sáng nào đó. Ai ya! Cô gái nhỏ lập tức ăn đau, ôm đầu từ trong bóng tối ở trong góc đi ra, cực kỳ tức giận nhìn Vương Nhất, anh dám lấy đá chọi tôi. Bụp! Lại một viên đá, đập vào đầu của cô ta, trực tiếp u lên một cục. Á, anh còn chọi! Cô gái nhỏ càng thêm tức giận. Phồng má, tức giận nhìn. Cô ta mặc một chiếc áo khoác to có hoa văn ngũ độc, trên cổ đeo khóa trường độc khắc phù tự phức tạp, trên chân là đôi giày thêu hoa màu đỏ cổ điển, chính là Hồng Phật trước đó. Là cô ta, tiểu ác ma này. Vừa nhìn thấy là Hồng Phật, Thẩm Tử Kiện lập tức bị dọa tái mặt, ngay cả lời nói cũng nói không rõ. Thẩm Thiên Sơn sững sờ, các người biết nhau. Hồng Phật cũng nhìn thấy Thẩm Tử Kiện, lập tức nheo mắt cười, yên tâm đi. Tôi bây giờ cùng bọn với anh, ông nội của anh trả tôi cái giá trên trời, muốn tôi giết giúp một người, không ngờ là anh ta. Thẩm Tử Kiện lập tức thở phào, nhưng vẫn cảnh giác nhìn cô gái nhỏ hỉ nộ vô thường này. Vương Nhất mỉm cười, nhìn Hồng Phật hỏi, cô muốn giết tôi sao? Đương nhiên. Hồng Phật mặt mày nghiêm túc,
Cho dù tới chấp hành nhiệm vụ, trong lòng cô ta vẫn không quên ôm một hộp sữa chua, người tôi muốn giết, không ai có thể trốn thoát. Vậy sao? Trên mặt Vương Nhất nở nụ cười hờ hững, không biết cô và người đi theo tôi so với nhau, ai mạnh ai yếu. Ngay sau đó, ánh mắt của Vương Nhất đột nhiên rét lạnh, lãnh nhan, bây giờ có thể ra tay thật mạnh dạy dỗ cô bé không có gia giáo này cho tôi. Được. Lãnh nhan đáp một tiếng, sau đó mặt mày không cảm xúc bước ra, đôi mắt đỏ ngầu, từ đầu tới cuối nhìn Hồng Phật giống như vật săn. Thái độ trong mắt không có ai của Hồng Phật trước đó vốn đã khiến trong lòng Lãnh Nhan bùng lửa giận, sỉ nhục cô ta không sao cả, nhưng không thể sỉ nhục thiếu chủ. Huống chi, cô ta còn bị hai lần, sau khi nhiệm vụ kết thúc, trong nháy mắt thì bán mạng cho nhà họ Thẩm. Các loại nguyên nhân cộng lại, khiến Lãnh Nhan sớm đã muốn ra tay với cô ta, nhưng mãi không có cơ hội, bây giờ cuối cùng cũng có thể ra tay. Tuy nhiên, lời của Vương Nhất lại hoàn toàn chọc giận Hồng Phật. Đặc biệt là mấy chữ, cô bé không có gia giáo, này càng khiến cô ta giận đùng đùng, suýt nữa nhảy lên đánh vào đầu gối của Lãnh Nhan. Im miệng, anh mới là đứa trẻ không có gia giáo, cả nhà anh mới là đứa trẻ không có gia giáo. Hồng Phật tức giận gầm lên với Vương Nhất, ngũ quan tinh tế nhăn nhúm lại, gương mặt nhỏ đỏ bừng giống như đít khỉ. Tôi không phải là trẻ con, tôi đã 23 tuổi rồi. Cô ta như tuyên thệ chủ quyền. Vẻ mặt giận dữ gầm lên với tất cả mọi người. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ, không dám tin mà nhìn Hồng Phật. Ngay cả Vương Nhất cũng hơi nheo mắt lại, đánh giá cô ta. Cô nói cô 23 tuổi rồi, vậy tại sao cơ thể của cô vẫn giống như bé gái 8,9 tuổi vậy? Cái này, nhắc đến điều này, Hồng Phật lập tức trở nên vặn vẹo, có hơi ngại ngùng mà nói, tôi từ bé đã mắc một loại bệnh, năm tôi 9 tuổi. Cơ thể không lớn được nữa, sau này tôi bất luận bao nhiêu tuổi, tôi cũng vẫn dáng vẻ này. Lời này vừa dứt, ánh mắt của mọi người ở đây lại ngạc nhiên, cơ thể và vẻ ngoài mãi mãi dừng ở năm 9 tuổi, đây là bệnh lạ gì? Trừ cái này ra thì không có triệu chứng gì khác, tôi cảm thấy không gì không tốt. Giống như sợ hai người khác sẽ xem thường cô ta, Hồng Phật vội nói, tôi có thể cả đời duy trì nhan sắc của trẻ con, căn bản không cần mỹ phẩm gì hết, các người có thể không? Vương Nhất đâu có không nghe ra sự tự ti trong lời của cô ta, anh nhìn sâu vào cô ta, chẳng trách cô ta không thích nghe người khác nói cô ta bé, đây không phải là đang mỉa mai cô ta hay sao? Bây giờ không không đồng nghĩa sau này cũng không, bệnh tật trên đời phàm là bị mắc một chút thì sẽ không phải là chuyện tốt, cô tự biết lấy mình đi. Ánh mắt của Vương Nhất giống như một thanh kiếm sắc, trực tiếp đâm thủng nội tâm của cô ta, khiến tâm thần của Hồng Phật chấn động, càng thêm tức giận. Anh chẳng qua chỉ là một người bình thường, có tư cách gì thương hại tôi chứ? Bây giờ là tôi muốn giết anh vẫn là tự lo cho mình đi. Cảm xúc của cô ta kích động, sát ý trong mắt càng lớn. Nhưng vừa nói xong, một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô ta, còn hung ác, vô tình hơn bất cứ sát thủ nào mà cô ta từng gặp trước kia. Người trên đời muốn giết thiếu chủ còn hàng ngàn người, cô tính là cái gì chứ? Giọng nói của Lãnh Nhan đầy lạnh lẽo. Tay cầm dao găm, đi về phía Hồng Phật. Hồng Phật lập tức cả người run lên, trên trán toát mồ hôi hột, bất giác lùi lại một bước. Bởi vì, hai mắt của Lãnh Nhan vô cùng đỏ rực, giống như bị máu nhuộm đỏ, đột nhiên, cô ta từ trong mắt của Lãnh Nhan nhìn thấy núi xác biển máu vô tận. Rất nhanh, cô ta lại hít sâu một hơi, khiến nội tâm dao động của mình bình tĩnh lại, mỉa mai nói, sát thủ số một như cô chỉ có cái danh, ngay cả bảo bối của tôi đánh lén cũng không phát giác. Bản thân có bao nhiêu sức chiến đấu chứ? Câu nói này Thẩm Tử Kiện và Thẩm Thiên Sơn không nghe thấy, bởi vì vào lúc Lãnh Nhan và Hồng Phật đối đầu, sớm đã trốn khỏi tầng hầm, đợi ở trung đình của biệt thự Sơn Thủy. Thẩm Tử Kiện há miệng hít thở không khí trong lòng, cảm thán một câu, cảm giác sống thật tốt. Sau đó, lại nhìn sang Thẩm Thiên Sơn, ông nội, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Rời đi hay là tiếp tục đợi ở đây? Thẩm Thiên Sơn trầm ngâm một lát, trong mắt xẹt qua tia sắc lạnh, ở lại. Ông muốn đích thân nhìn thấy Vương Nhất chết, chỉ cần Vương Nhất chết thì sẽ tan đàn xẻ nghé, nhà họ Lương và tập đoàn Lệ Tinh đều là của nhà họ Thẩm chúng ta. Vậy thì đợi. Thẩm Tử Kiện cũng không sợ nữa, rất tự tin. Anh ta là từng tận mắt nhìn thấy Hồng Phật ra tay, trong âm thầm dồn người ta vào chỗ chết, ngay cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều sẽ bị gặm nhấm, tướng chết vô cùng thê thảm. Chỉ là anh ta nghĩ không hiểu. Thế gian này lại có người lạ vậy sao?
Chú Dương quản gia dường như hiểu nghi hoặc trong lòng Thẩm Tử Kiện, cười lạnh một tiếng, thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có, người tài có tính kỳ lạ không thiếu, Hồng Phật này là một người chơi cổ tới từ Miêu Cương. Người chơi cổ. Nghe vậy, Thẩm Thiên Sơn và Thẩm Tử Kiện vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên từng nghe nói những kỳ thuật này, đuổi thị của Vân Tương, phu cổ của Miêu Cương được gọi là hai đại kỳ thuật, có thể giết người một cách vô hình, có thể cứu người một cách vô hình, chỉ là bọn họ đều coi là truyền thuyết, một câu chuyện, không ngờ vậy mà là thật. Chúng ta chỉ cần đợi Hồng Phật thắng lợi quay về. Trong mắt chú Dương lập lòe nụ cười lạnh lẽo, hờ hững nói. Tầng hầm. Hồng Phật đã khôi phục sự tự tin trước đó, nhìn Lãnh Nhan thì cười khà khà, giống như sớm đã dự đoán được sự thất bại của Lãnh Nhan. Mà Lãnh Nhan cũng cười lạnh một tiếng, cô nói tôi chỉ có cái danh, tôi quả thật là chỉ có cái danh, bởi vì nhân ngoại hữu nhân, người mạnh hơn tôi vẫn có rất nhiều, danh hiệu số một là một trò cười. Chỉ là, bỗng nhiên, Lãnh Nhan thay đổi lời nói, nụ cười trên mặt cũng có thêm một tia tàn nhẫn. Khi tôi làm mưa làm gió ở giới sát thủ thì cô đang ở đâu? Làm chuyện gì? Lời này vừa dứt, sắc mặt của Hồng Phật thay đổi, lúc đỏ lúc trắng. Cô ta đột nhiên nhớ ra một vấn đề, Lãnh Nhan cũng là ám dạ quân mẫu, là sát thủ lão làng thành danh đã lâu. Khi cô ta làm mưa làm gió trên toàn cầu, Hồng Phật đang làm gì? Cô ta mới vừa thành niên, mới vừa trở thành một người chơi cổ. Tuy thiên phú của cô ta rất tốt, cũng nổi tiếng một phương, nhưng so với Lãnh Nhan, không khác gì trò chơi đồ hàng. Cô không phải xem thường tôi sao, cũng xem thường người mà tôi đi theo, hôm nay cho cô thấy, cựu sát thủ số một của thế giới, đáng sợ thế nào. Giọng nói của Lãnh Nhan lạnh lẽo thấu xương, ngay sau đó thì biến mất tại chỗ. Hồng Phật lập tức nhìn đông ngó tây, thử tìm ra bóng dáng của Lãnh Nhan, nhưng cô ta giống như trống rỗng biến mất, không thấy bóng dáng. Sắc mặt của Hồng Phật càng lúc càng trắng bệch, trong lòng cũng càng lúc càng hoảng hốt, vội vàng lấy ra một chiếc sáo ngọc màu xanh, để ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi. Rất nhanh, một khúc sáo du dương truyền tới, cùng lúc đó còn có tất cả sâu độc ở tầng hầm tới. Vương Nhất nheo mắt nhìn một màn này, cũng không thể không thừa nhận, Hồng Phật này quả thật giỏi. Chỉ năng lực hiệu lệnh sâu độc làm cổ này, đủ dọa người, có trời mới biết làn da của cô ta có độc hay không. Chỉ là ở trước mặt Lãnh Nhan, vẫn vô dụng. Cô ở đâu, ra đây cho tôi. Gọi ra sâu độc, Hồng Phật vẫn sợ hãi, bởi vì cô ta không biết Lãnh Nhan đang ở đâu, những sâu độc này đương nhiên không có đất dụng võ. Làm màu. Ở hiện trường trống rỗng truyền tới tiếng cười mỉa của Lãnh Nhan, giọng nói vừa dứt, cô ta xuất hiện một cách quỷ dị ở đằng sau Hồng Phật, con dao trong tay đã kề vào cổ của Hồng Phật. Cô thua rồi. Giọng nói của cô ta vô cùng lạnh lùng. Giống như tuyên án tử hình cho Hồng Phật. Ánh mắt tràn ngập ý lạnh của Hồng Phật vào lúc này cực kỳ kinh hãi, đồng tử co rút, không dám nhúc nhích. Cô ta có thể cảm nhận được con dao kề trên cổ, đang truyền ra những luồng ý lạnh vốn có của kim loại, thậm chí cô ta ngay cả nuốt nước bọt cũng không dám, sợ trong quá trình nuốt nước bọt, bị cứa rách cổ họng. Nhìn một màn này, Vương Nhất cũng cười lạnh nhạt. Lãnh Nhan từng ám sát anh, hơn nữa suýt chút nữa thì thành công. Thực lực của cô ta rất thâm sâu. Đối đầu với Hồng Phật chỉ là chơi đùa mà thôi, căn bản không cần dùng hết sức. Đây mới là sát thủ thật sự. Giọng nói của Lãnh Nhan không chứa đựng tình cảm, sau này đừng tự gọi mình là sát thủ nữa, sỉ nhục danh xưng sát thủ. Trong lòng Hồng Phật cực kỳ kinh hãi, vẻ mặt tái nhợt hồi lâu, sau đó gương mặt của cô ta lập tức trở nên dữ tợn. Chỉ biết đánh lén, tính là phụ nữ gì chứ, có dám đối kháng chính diện với tôi không? Lãnh Nhan bật cười, cái sát thủ theo đuổi là một kích chí mạng, ai chơi chính diện với cô chứ? Chính diện không phải là sát thủ, mà là lính đánh thuê. Nhìn ra tính trẻ con không phục của Hồng Phật, Lãnh Nhan cũng cảm thấy vui, dịch con dao ra. Vậy được, nếu cô thua không phục, tôi đánh tới khi cô phục thì thôi. Khi con dao rời đi, Hồng Phật lập tức cười lớn, kế khích tướng còn con, cô vậy mà lại cắn câu, thật là cực kỳ ngu xuẩn. Đây là cơ hội duy nhất của cô rồi. Khựng lại một chút, cô ta lại chỉ huy những con sâu này, đi, chui vào cơ thể của cô ta cho tao, ăn sạch nội tạng của cô ta. Vốn tưởng rằng Lãnh Nhan sẽ sợ, dù sao cô gái bình thường không phải đều sợ rắn độc sâu độc này hay sao, nhưng Lãnh Nhan không những không sợ, ngược lại lạnh lùng nhìn những con sâu độc này, vẻ mặt mỉa mai, không hề che đậy.
không phải là đối kháng chính diện hay sao? Sao lại chơi ăn gian rồi? Cô ta trêu đùa. Ha ha ha, ai chơi chính diện với cô, làm ăn, tôi chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi mà thôi, chưa phát triển hoàn toàn, đánh nhau với cô, như vậy không phải là tìm chết hay sao? Hồng Phật vẫn chưa ý thức được ý trong lời Lãnh Nhan, vẫn cười lớn nói, nhiều sâu như vậy bỏ kín cả người của cô, tôi xem cô sẽ làm như nào. Tuy nhiên ngay sau đó, tiếng cười của Hồng Phật đột nhiên ngừng lại, sau đó giống như thấy ma, hai mắt trợn tròn, rất là đáng yêu. Chỉ thấy Lãnh Nhan thuận tay lấy ra một cái bật lửa, nghịch trong lòng bàn tay, trên mặt nở nụ cười đùa cợt, nơi này là tầng hầm, nhiều năm không có mở, cái khác không có, cái không thiếu nhất là các, bon, đi, ô, xít, cô nói xem tôi đốt thì sẽ như thế nào. Đừng đừng đừng, sắc mặt của Hồng Phật thay đổi, vội vàng xua tay, muốn ngăn Lãnh Nhan đốt lửa. Tuy nhiên, đã muộn rồi. Tạch, Lãnh Nhan bật bật lửa, sau đó thuận tay ném vào trung tâm đàn sâu đó. Bùm! Ngay lập tức, ánh lửa ngập trời. Xung quanh đều là tường đá, lửa không đốt được, nhưng những con sâu này thì thảm rồi. Sâu vốn sợ lửa, lúc này ở trong ngọn lửa lớn như vậy thì như tai họa mang tính hủy diệt. Bụp bụp! Trong ngọn lửa ở đâu cũng có thể thấy tiếng nổ bụp, đều là tiếng sâu bị lửa đốt cháy khét. Bảo bối của tôi. Hồng Phật đau khổ khóc lên, trái tim đang nhỏ máu. Những con sâu này đều là cổ trùng cô ta vất vả lắm mới bắt được, cứ như vậy thiêu cháy rồi. Ánh lửa nhỏ dần, cuối cùng tắt đi, trên mặt đất đen xì một mảng, ở đâu cũng có thể thấy những con sâu cháy, không còn sự sống. Cô dám đốt chết các bảo bối của tôi phải luyện các ngươi thành nhân cổ. Hồng Phật nhìn Lãnh Nhan và Vương Nhất với ánh mắt hung ác, giọng nói tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Cô làm được không? Lãnh Nhan cất bước đi tới trước mặt Hồng Phật, giống như xách cún con mà xách cô ta lên. Điều ngoài dự liệu, cô ta vậy mà không phản đối, để mặc Lãnh Nhan xách cô ta lên. Đột nhiên, cô ta nhìn Lãnh Nhan cười to, ha ha ha, tôi là đợi khoảnh khắc này, cô nhất định không ngờ, cơ thể của tôi cũng có độc. Nhưng cười xong thì cô ta không cười nổi nữa, bởi vì Lãnh Nhan căn bản không có một tí dấu hiệu của việc trúng độc. Cô sao lại không trúng độc? Hồng Phật mặt mày kỳ quái hỏi. Ngu ngốc, tôi đeo găng tay. Lãnh Nhan nhìn Hồng Phật giống như nhìn kẻ ngốc, khua cái băng tay da màu đen mà cô ta vốn đeo ở trên tay. Hồng Phật lập tức ngây dại, nhất thời không nói được lời nào nữa. Một màn này, ngay cả người không kiệm lời như Vương Nhất cũng không khỏi bật cười, cô tên Hồng Phật đúng chứ? Là sát thủ đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Không cho cười, không cho cười. Cẩn thận tôi luyện anh thành nhân cổ. Bị Lãnh Nhan sách trong tay, Hồng Phật vẫn thẹn quá hóa giận, còn không quên uy hiếp Vương Nhất. Bộp! Đột nhiên, trên người Hồng Phật truyền tới một âm thanh giòn tan. Biểu cảm trên mặt Hồng Phật lập tức ngưng động, quay đầu tức giận nhìn Lãnh Nhan, cô làm cái gì? Tại sao đánh mông của tôi? Lãnh Nhan mặt mày không cảm xúc, trẻ con không nghe lời thì phải đánh. Nói xong, lại dùng sức đánh vào mông của Hồng Phật. Lập tức phát ra âm thanh giòn tan. Hồng Phật bị đau, lập tức quay đầu lại, vẻ mặt dữ tợn nhìn Lãnh Nhan, cô đánh nữa thử xem. Cô ta cho rằng vẻ mặt lúc này của mình nhất định có thể dọa được Lãnh Nhan, không ngờ Lãnh Nhan lại bật cười, cô có phải cảm thấy cô bây giờ rất hung dữ hay không? Hồng Phật không hiểu cô ta tại sao lại cười, lẽ nào mình không hung dữ hay sao? Vì vậy đã ngây ngốc mà gật đầu. Không đúng, cô không hề hung dữ. Cô bây giờ giống như một con gấu teddy nhỏ không ngừng gọi loạn chủ nhân, giữ kiểu con nít. Sau khi đi theo Vương Nhất về tới thành phố, Lãnh Nhan cũng học được không ít ngôn ngữ mạng. Nhưng lọt vào tai của Hồng Phật, lại chịu đả kích rất lớn, đây không phải là ý nguyện của cô ta. Cô ta muốn biểu hiện ra, là sát ý dữ dằn khiến Lãnh Nhan cảm thấy sợ hãi, đây không phải là ác long rít rầm kiểu con nít. Cô ta không hiểu, rõ ràng là học theo người xấu trên phim. Sao lại cô ta thì không được? Cô nên giống như tôi. Lãnh Nhan hiếm khi có lòng dạy dỗ, sắc mặt đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hồng Phật. Hồng Phật lập tức rụt cổ lại, hai mắt lại sáng lên, đúng, chính là loại cảm giác này. Bộp! Lời còn chưa nói xong, Lãnh Nhan lại đánh mạnh vào mông của Hồng Phật. Rất đáng tiếc, loại cảm giác này cả đời này cô cũng sẽ không học được, biết sai chưa? Hồng Phật lập tức nổi giận. Cô còn đánh, tôi thật sự sẽ luyện cô thành nhân cổ. Bộp, cô như này là người lớn đánh con nít,
thắng không vẻ vang. Bộp, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, hu hu hu. Bộp, Lãnh Nhan giống như người lớn đánh trẻ con, đánh từng phát vào mông của Hồng Phật, đánh tới mức sau đó, Hồng Phật vậy mà trực tiếp khóc luôn. Nước mắt tí tách rơi xuống, âm thanh thê thảm, giống như tiếng đố quyên than. Vương Nhất có hơi tội nghiệp mà nhìn Lãnh Nhan, con ngoan qua roi vọt, con của cô ấy sau này nhất định sẽ thành tài. Mà Thẩm Tử Kiện, Thẩm Thiên Sơn Sơn đợi rất lâu ở trung đình, thấy Hồng Phật mãi không đi ra thì cũng có hơi nôn nóng. Tử Kiện, cháu đi xem thử tình hình sao rồi. Vâng, ông nội. Thẩm Tử Kiện lần nữa quay lại tầng hầm, lại nhìn thấy một cảnh mà anh ta đời này khó quên được. Hồng Phật mà anh ta sợ mất mật, vậy mà giống như đứa trẻ phạm sai, bị Lãnh Nhan xách lên đánh mông. Tử Kiện, tình hình sao rồi, Vương Nhất đó có phải đã chết rồi hay không? Thẩm Thiên Sơn không yên tâm, đích thân đi với chú Dương, kết quả giống như Thẩm Tử Kiện, lời nói dừng lại. Ông ta trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, trái tim đột nhiên nhói lên, một cảm giác bất lực bao trùm cả người ông ta. Ông ta cược tất mọi thứ lên người Hồng Phật, vì để giết Vương Nhất, tuy nhiên thực tế lại rất tàn khốc, Vương Nhất không tự mình động thủ, chỉ với tùy tùng của cậu ta thì đã treo Hồng Phật lên đánh giống như đánh con. Cảnh tượng vô cùng khôi hài, nhưng Thẩm Thiên Sơn lại không cười nổi. Biết sai chưa? Lãnh Nhan lạnh giọng hỏi. Biết sai rồi. Hồng Phật khóc cực kỳ thương tâm, giọng nói mang theo sự ấm ức. Sai ở đâu? Không nên cười nhạo cô và người đàn ông đó. Còn, không nên kiếm tiền của nhà họ Thẩm, ra tay với hai người. Sau này còn dám không? Không dám nữa. Lãnh Nhan lúc này mới buông Hồng Phật ra. Hồng Phật được giải phóng chuyện đầu tiên là xoa mông của mình, cô ta đau tới mức mông muốn nứt thành hai. Cô ta liếc nhìn Vương Nhất với ánh mắt thù hận, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một quả bóng nhỏ màu nâu, ném xuống đất. Bụp! Quả bóng nổ ra, khói bay mù mịt. Vương Nhất quát lớn một tiếng, bịt mũi. Tất cả mọi người lúc này mới không hít phải khói độc. Đợi khói độc tan đi, bóng dáng của Hồng Phật sớm đã biến mất. Mắt của Vương Nhất hơi nheo lại, lần này là Lãnh Nhan chuẩn bị đầy đủ mới để Hồng Phật chịu thiệt lớn. Lần sau, ai biết Hồng Phật sẽ đánh lén lúc nào. Thân phận người chơi cổ của cô ta và năng lực lợi dụng sâu để giết người quả thật khiến người ta không đề phòng được, cũng do đụng phải Vương Nhất và Lãnh Nhan, nếu là sát thủ khác, có lẽ ngay cả chết như nào cũng không biết nhỉ. Vương Nhất nheo mắt lại, đánh giá Thẩm Thiên Sơn lập tức giống như già đi 10 tuổi, ông cụ Thẩm, ngay cả sát thủ ông mời tới cũng chạy rồi, ông còn có cách gì nữa. Thẩm Thiên Sơn rơi vào trầm mặc, nắm đấm siết chặt, ánh mắt u ám nhìn Vương Nhất, nhưng không nói ra được lời nào. Ông ta còn có thể nói gì? Sự cường thịnh của gia tộc có bao nhiêu phần trăm là do cường giả tọa trấn, lần này trận địa ông ta xây dựng, bất luận là đao khách mù, hay là Hồng Phật, cũng đủ để tiêu diệt một hào môn siêu cấp, nhưng ông ta vẫn thất bại. Sự mạnh mẽ của Vương Nhất nằm ngoài tưởng tượng. Nếu ông ta có thể dự đoán được sớm, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra, nhưng sự đời chính là như vậy, chỉ khi thật sự tới thời khắc tuyệt vọng mới biết hối hận. Trầm mặc hồi lâu, ông ta ngẩng đầu nhìn Vương Nhất, thở dài một tiếng, cuộc tranh chấp này là nhà họ Thẩm tôi thua, cậu muốn xử lý ba người chúng tôi như nào cũng được, chỉ xin tha cho những người khác của nhà họ Thẩm chúng tôi một con đường sống. Ông nội, không thể thỏa hiệp. Sắc mặt của Thẩm Tử Kiện thay đổi, một khi chúng ta nhận thua, cái để lại cho chúng ta chỉ có một con đường chết. Bốp! Thẩm Thiên Sơn tát mạnh một cái vào mặt của Thẩm Tử Kiện, vẻ mặt u ám, cái đầu ngu xuẩn, còn không hiểu sao. Nhà họ Thẩm của chúng ta đã không có vốn liếng gì để đấu với cậu ta nữa rồi, ba người chúng ta nhất định sẽ chết, điều duy nhất có thể làm là hy vọng cậu ta có thể tha cho những người khác của nhà họ Thẩm chúng ta. Mặt mày Thẩm Tử Kiện xám như tro, lập tức ngồi phịch xuống đất. Chú Dương cũng khuyên, ông chủ, hay suy nghĩ lại. Thẩm Thiên Sơn lại xua tay, ý tôi đã quyết, hai người không cần khuyên tôi nữa, chỉ cần có thể bảo vệ được huyết mạch của nhà họ Thẩm, tôi chết thì có sao. Tuy Thẩm Thiên Sơn tâm địa tàn độc, nhưng ngạo cốt của người làm gia chủ, vẫn khiến Vương Nhất nhìn bằng con mắt khác. Đúng vậy, Thẩm Tử Kiện nhiều lần muốn dồn tôi vào chỗ chết, lão già ông cũng có ý ra tay với vợ tôi, thần tiên cũng không cứu được, nhưng không phải chuyện gì cũng phải dùng cái chết để giải quyết. Vương Nhất đanh giọng nói. Thẩm Thiên Sơn bỗng ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn Vương Nhất, cậu nói cái gì? Nếu là trước kia,
tôi nhất định sẽ giết các người, chỉ là bây giờ vợ tôi luôn không hy vọng tôi giết người, vậy nên tôi cũng cho các người một con đường sống. Vương Nhất trầm giọng nói, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giao ra tất cả gia sản của nhà họ Thẩm các người và tất cả tài sản trên tài khoản, không có tiền làm căn cơ, cho dù các người vẫn có ý xấu, cũng không làm nên trò trống gì. Chuyện này không thể. Không đợi Thẩm Thiên Sơn lên tiếng, Thẩm Tử Kiện mặt mày trắng bệch hét lên, điều kiện của Vương Nhất là dùng cả nhà họ Thẩm để đổi mạng của bọn họ. Từ nay về sau, anh ta không còn là cậu chủ giàu có, gia đình của anh ta cũng không phải hào môn, anh ta sẽ giống như người bình thường, ngày nào cũng phải từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều chen chúc tàu điện ngầm, tiền trong tay chỉ có mười mấy triệu ít ỏi. Anh ta không muốn sống cuộc sống bi ai như vậy. Bảo chúng ta giao ra nhà họ Thẩm, còn không bằng kêu chúng tôi đi chết. Mặt mày của anh ta đầy giận dữ, giọng nói không che đậy được sự oán hận đối với Vương Nhất. Bốp! Thẩm Thiên Sơn lại tát một cái vào mặt của anh ta, dùng sức rất lớn, trực tiếp tát chảy máu. Cháu im miệng cho ông. Ông ta lại nhìn sang Vương Nhất, ánh mắt bình tĩnh, cậu muốn cả nhà họ Thẩm, được, tôi cho cậu, nhưng tôi hy vọng cậu nói được làm được, tha cho người nhà họ Thẩm một con đường sống. Ông nội! Ông chủ! Thẩm Tử Kiện và chú Dương quản gia lớn tiếng ngăn cản, nhưng bị Thẩm Thiên Sơn đẩy ra. Tất cả quốc gia cho tôi. Ông ta nhìn sang Vương Nhất, trong ngày hôm nay, tôi sẽ chuyển toàn bộ tài sản và gia sản của tất cả mọi người nhà họ Thẩm sang tên cậu. Bụp! Tuy nhiên, Thẩm Thiên Sơn còn chưa nói xong, đồng tử của ông ta lập tức trợn to, trong miệng chảy ra rất nhiều máu. Tim của ông ta có thêm một lỗ máu, bị một bàn tay máu xuyên qua. Cái gì? Một màn trước mắt nằm ngoài dự liệu của Vương Nhất, sắc mặt của anh đầy u ám. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người chú Dương quản gia ở đằng sau Thẩm Thiên Sơn. Chú Dương, chú làm cái gì vậy? Sắc mặt của Thẩm Tử Kiện trắng bệch, giống như phát điên mà gầm lên. Cơ thể của Thẩm Thiên Sơn cứng ngắc, dùng hết còn bộ sức lực từ từ xoay người lại, ánh mắt không dám tin mà nhìn chú Dương, lão Dương, ông. Thẩm Thiên Sơn. Ông thật sự quá khiến tôi thất vọng, tới cuối, vẫn chỉ là con rùa rụt cổ. Chú Dương lúc này trên mặt đâu còn một chút cung kích nào của trước kia, trên mặt ông ta tràn ngập sự tàn ác. Tôi ẩn nấp ở nhà họ Thẩm nhiều năm như vậy, coi nhà họ Thẩm là quân cờ để thiện tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch của tổ chức, không ngờ vì sự hèn nhát của lão già ông mà công cốc dã tràng. Ánh mắt của chú Dương âm trầm, trong lúc tức giận, cổ tay đâm xuyên cả cơ thể đó không ngừng cự quậy. Bóp nát tim của Thẩm Thiên Sơn, khiến ông ta tắt thở. Ông nội! Thẩm Tử Kiện mặt mày tái nhợt mà hét lên, chú Dương, lời này của chú là có ý gì? Tôi căn bản không phải tên chú Dương, tên của tôi, quá lâu rồi, bản thân tôi cũng quên mất tôi vốn tên là gì. Chú Dương rầu rĩ thở dài, sau đó ánh mắt nhìn sang Vương Nhất, lại là cậu, 5 lần 7 lượt ngăn cản nhiệm vụ của tôi, thật sự là tìm chết. Vương Nhất lạnh lùng nhìn chú Dương, bỗng nhiên nói, 5 năm trước, người quay video tôi và vợ tôi là ông nhỉ. Ông chính là, người rơi. Sau khi Vương Nhất nói ra câu cuối cùng, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc tới mức trợn to mắt. Đặc biệt là Lãnh Nhan, quay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Nhất. Thiếu chủ, anh nói cái gì? Ông ta là, người rơi, sao? Đối với cái tên người rơi này, người ở đây hoặc ít hoặc nhiều đều biết một chút. Ông ta là kẻ đứng sau của rất nhiều chuyện, 5 năm trước, không chỉ có tội bắt cóc Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, còn quay video chuyện tối hôm đó anh đã làm với Lý Khinh Hồng. Lần gần nhất tin tức lộ ra, cũng chỉ là từ trong miệng của Lương Ý Hành nhắc tới cái tên, người rơi, này, cụ thể trông như nào vẫn là câu đố. Vì để qua mắt đám người Vương Nhất Khương Nhã Mi, còn sắp đặt một kẻ giả mạo, cựu sĩ quan quân khu Thiên An Tiết Bình. Bây giờ thân phận của người rơi cuối cùng cũng phơi bày rồi sao? Bản thân chú Dương cũng xứng người, sau đó cười lạnh một tiếng, cái gì mà người rơi cái chả không, tôi không biết cậu đang nói gì. Nhưng có một điểm cậu nói đúng rồi, video 5 năm trước, quả thật là tôi quay, tôi giao cho Lương Ý Hành của nhà họ Lương, để cậu ta bảo quản, làm tấm đệm cho tương lai. Sắc mặt của Vương Nhất rất bình tĩnh, nhưng không lên tiếng, Lãnh Nhan lại tràn ngập sát ý. Nếu không phải Vương Nhất không cho cô ta ra tay, cô ta sớm đã lao tới rồi. Tuy người này không thừa nhận hẳn, nhưng Lãnh Nhan sớm đã nghe ra, ông ta thuộc tổ chức Võng Lượng. Thẩm Tử Kiện lại mang vẻ mặt ngây ngốc,
nhìn chú Dương đầy khó tin, nói, chú Dương, lời này của chú là gì, lẽ nào ở trong mắt chú, nhà họ Thẩm chúng tôi chỉ là quân cờ của chú sao? Không sai. Chú Dương không hề che đậy, hờ hững nói, từ khi tôi nghe lệnh của phía trên, giao đoạn video 5 năm trước cho Lương Ý Hành thì đã bắt đầu đặt bẫy, nhà họ Thẩm là con tốt của cứ điểm đầu tiên tôi chiếm cho tổ chức. Có ý gì? Còn không hiểu sao? Chú Dương lạnh lùng nhìn Thẩm Tử Kiện, giọng điệu lạnh lẽo, sự trung thành và khiêm nhường trước kia của tôi đều là tôi diễn. Theo tôi thấy, hai ông cháu các người thật sự là kẻ ngu không nâng đỡ được, khiến người ta căm hận. Lời này vừa dứt, Thẩm Tử Kiện trực tiếp sụp đổ, sắc mặt tái nhợt không nói, đồng tử cũng co rút. Mãi tới bây giờ, anh ta vẫn không muốn chấp nhận chuyện quản gia mà mình tin tưởng nhất tận tay giết ông nội của anh ta. Tôi đi theo Thẩm Thiên Sơn 20 năm, 15 năm trước là đối tác hợp tác trong thương nghiệp, 5 năm trước mới đột nhiên trở thành quản gia của nhà họ Thẩm, cậu biết là vì sao không? Trên mặt chú Dương nở nụ cười lãnh khốc, nhìn sang Thẩm Tử Kiện, hỏi. Thẩm Tử Kiện ánh mắt mờ mịt mà lắc đầu. Đó là vì tổ chức từ rất sớm đã nhìn chúng vùng đất Thiên An này, muốn mở rộng nó thành cứ điểm đầu tiên, muốn hoàn thành mục đích này thì buộc phải trở thành hào môn đứng đầu của thành phố này. Nhà họ Thẩm là mục tiêu đầu tiên của tôi, vì vậy đã dùng cách thức hợp tác thương nghiệp để thao túng nhà họ Thẩm. Kế hoạch cũng rất thuận lợi, nhưng tôi vẫn là đánh giá cao năng lực của ông nội cậu, vốn kế hoạch của tôi là trong vòng 10 năm khiến nhà họ Thẩm trở thành hào môn đứng đầu ở Thiên An, không ngờ 20 năm trôi qua, nhà họ Thẩm vẫn là một trong 4 đại hào môn, khiến tôi cực kỳ thất vọng. Thẩm Tử Kiện không có lên tiếng, chỉ là cơ thể cực kỳ run rẩy. Anh ta từng nghe ông nội nói gia sử của nhà họ Thẩm, dựa vào viễn thông mà phát triển, người mang tới cơ hội tốt này là đối tác hợp tác của Thẩm Thiên Sơn lúc đó. Những năm 90, kinh tế vừa khôi phục, ngành viễn thông còn chưa phổ biến như bây giờ, chú Dương lại sớm phát hiện cơ hội thương nghiệp, dẫn nhà họ Thẩm khai thác mảng viễn thông này, cứ vậy phát triển tới bây giờ. Nếu nói thật, không có chú Dương quản gia thì không có nhà họ Thẩm của bây giờ. Tất cả chuyện này đều là lợi dụng sao? Thẩm Tử Kiện không dám tin. Không sai. Chú Dương chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng, vào lúc tôi thất vọng đối với nhà họ Thẩm thì lại xảy ra một chuyện lớn đủ thay đổi cục diện của Thiên An. Khi nói lời này, ông ta nhìn sang Vương Nhất. Vì vậy, tất cả mọi người đều hiểu chuyện này là gì, sự kiện Kim Thúy Như của nhà họ Kim, lấy chồng, chú rể lại vô duyên vô cớ mất tích vào đêm tân hôn. Thì ra là ông ra lệnh. Ánh mắt của Vương Nhất cuối cùng trở nên u ám, nhìn chú Dương. Đương nhiên không phải, tôi không có quyền lực lớn như vậy. Chú Dương lại lắc đầu, nghiêm túc nói, người đứng sau thật sự là người khác, chỉ là cả đời này cậu sẽ không biết được. Ánh mắt của Vương Nhất hơi tối đi, nhưng không nổi giận, tiếp tục nghe ông ta nói tiếp. Sau khi biết cậu mất tích trong đám cưới của Kim Thúy Như, tôi đã chạy tới hiện trường, vừa hay quay được hình ảnh đó, nói thẳng với cậu. Cuộn băng này sẽ có tác dụng rất lớn cho sau này. Chú Dương mặt mày không cảm xúc nói, thân phận của tôi quá nhạy cảm, không tiện cất giữ, vì vậy tôi giao nó cho Lương Ý Hành, cũng gài quân cờ ở nhà họ Lương, tất cả như những gì tôi nghĩ, nhà họ Kim, nhà họ Lương liên tiếp yếu đi, điều duy nhất tôi không ngờ là đồ con rùa Thẩm Thiên Sơn này vậy mà vô dụng như vậy, vậy mà chắp tay nhường cho người khác giang sơn mình gây dựng cả đời, như vậy tâm huyết của tôi không phải là uổng phí rồi sao? Vậy nên ông giết Thẩm Thiên Sơn, Vương Nhất cười lạnh. Không sai, nếu ông ta có ý nghĩ giao ra cả nhà họ Thẩm thì chứng tỏ ông ta đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Trên mặt chú Dương nở nụ cười tàn khốc, giọng nói lạnh lùng. Thẩm Tử Kiện nghe thấy những lời này thì thần trí đã không tỉnh táo nữa, khó thể hoàn hồn ở trong đả kích cực lớn. Vương Nhất cũng có ánh mắt âm trầm, người phản bội như này, so với Thẩm Tử Kiện, Thẩm Thiên Sơn còn đáng hận hơn. Ông hoàn toàn có thể làm lộ muộn hơn, như này kế hoạch của ông tôi cũng biết rồi. Anh nói với chú Dương. Không cần lo lắng, bởi vì tất cả các người đều phải chết ở đây. Chú Dương nhe răng, nở nụ cười rạng rỡ với Vương Nhất, người chết mãi mãi sẽ không tiết lộ bí mật được. Vậy sao? Vương Nhất không để tâm, hờ hững nói, xem ra ông chưa làm rõ tình hình, tôi cộng với Lãnh Nhan có hai người, mà ông chỉ có một mình. Chú Dương lại lắc đầu. Có lúc, số lượng không quyết định được bất cứ vấn đề gì, tôi biết hai người rất mạnh nhưng tôi mạnh hơn. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức của cường giả tỏa ra từ trong cơ thể của ông ta, khí tức mạnh hơn đao khách mù trước đó không ít,
cho dù là Lãnh Nhan cũng đanh mắt lại, nghiêm túc đối đãi. Như thế nào? Chú Dương cười âm trầm, hai người cho dù liên thủ thì sao chứ, còn không phải sẽ là vong hồn dưới đao của tôi hay sao? Lời này vô cùng ngông cuồng, Thẩm Tử Kiện bị dọa cả người run rẩy, thật sự không ngờ, có một ngày anh ta vậy mà phải dựa vào Vương Nhất để bảo vệ tính mạng. Dù sao Vương Nhất sống, anh ta chưa chắc sẽ chết, mà chú Dương sống, nhất định sẽ giết anh ta diệt khẩu. Tuy nhiên, nhìn chú Dương thu liếm khí tức, Vương Nhất lại cười lạnh nhạt, xem ra ông không hề biết gì về lực lượng. Hửm, chú Dương nhìn Vương Nhất đầy nghi hoặc, lực lượng mà ông ta thể hiện, chắc mạnh hơn Vương Nhất của trước đó mới đúng. Lãnh Nhan đang muốn ra tay, Vương Nhất lại ngăn cô ta lại, cười hờ hững. Đối phó ông ta, hoàn toàn không cần chúng ta ra tay. Không đợi Lãnh Nhan lên tiếng, Vương Nhất lại nhìn sang chú Dương, tôi muốn sửa một sai lầm của ông, số lượng, có khi có thể quyết định tất cả. Vừa dứt lời, anh đã búng tay một cái. Phụt phụt phụt, từng tàn ảnh từ bốn phương tám hướng lướt qua, giống như chim sơn ca, đậu ở trên những cành cây ở xung quanh. Nhìn kỹ lại, vậy mà là bóng người chi chít, tướng mạo khác nhau, có béo có gầy, điểm giống nhau duy nhất là sự khát máu trong máu. Những người này đều là sát thủ. Vô số sát thủ vào lúc này không hẹn mà cùng xuất hiện, cho dù là chú Dương cũng tái mặt. Không sai. Vương Nhất cười hờ hững, chúng ta chơi một trò chơi thì như thế nào? Một mình ông, solo với 3.000 sát thủ này. Sau khi Vương Nhất nói xong câu đùa cợt, sắc mặt của chú Dương cũng u ám tới cực điểm, trên trán chảy mồ hôi. Tuy ông ta tự thấy mình mạnh, nhưng cũng không đỡ nổi nhiều người như vậy. Nếu là mười mấy người, ông ta còn có thể liều thử, nhưng kẻ ôm cây đợi thỏ lại là sát thủ tính bằng đơn vị nghìn. Đây là khái niệm gì? Tương đương Vương Nhất trực tiếp gọi tới một binh đoàn sát thủ, mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết chú Dương. Lúc chú Dương sốc, trong lòng còn có chút run sợ, ông ta là nghĩ nổ óc cũng không hiểu, sao lại có nhiều sát thủ xuất hiện như vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lãnh Nhan cũng cười, đôi mắt đỏ rực biến thành đỏ máu. Còn Thẩm Tử Kiện thì trực tiếp bị dọa ngu luôn, cả đời cũng chưa từng thấy nhiều sát thủ như vậy. Đặc biệt là mỗi người đều có thần sắc lạnh lẽo, khí tức mạnh mẽ, giống như âm binh quỷ tướng, luôn ẩn nấp ở xung quanh căn biệt thự này. Vương Nhất, cậu gọi nhiều sát thủ tới như vậy, không sợ bị người phía trên phát hiện sao? Chú Dương nghiến răng nói, tập trung 3.000 sát thủ, đừng nói là nước hát, cho dù là cả thế giới cũng sẽ kinh động vì cậu. Vương Nhất cười hờ hững. Ông yên tâm, bọn họ đều có visa, dùng thân phận thật sự để tới. Huống chi? Vương Nhất bỗng dừng lại, nhìn chú Dương đầy trêu tức, ông sắp chết rồi, người chết sẽ không tiết lộ bí mật. Chú Dương lập tức tắc nghẹn, sao không nghe ra Vương Nhất đang chào phúng ông ta? Trước đó, ông ta đã nói câu này, muốn giết tất cả những người ở đây, kết quả trong nháy mắt, Vương Nhất cũng dùng lời giống như vậy để đáp lại. Lúc này... Xung quanh căn biệt thự đều bị dày đặc sát thủ bao vây, thậm chí đám người còn trải tới dãy núi đằng sau, những con quạ đen xì kêu các các, giống như bữa tiệc hoàng tuyền. Điều càng khiến người khác kinh ngạc là sát thủ đều có ngạo khí của mình, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với sát thủ khác, nhiều sát thủ tập trung lại như vậy, vậy mà không có tàn sát lẫn nhau. Cậu ta chỉ là một kẻ ở rể bình thường, các người đều là cường giả có máu mặt, lại cam tâm bán mạng cho một phế vật sao. Chú Dương lại quay họng súng, nhìn tất cả các sát thủ, giọng nói oang oang. Các người giết người không phải là vì tiền hay sao, mau chóng rời đi, cậu ta cho các người mỗi người bao nhiêu, tôi cho các người gấp đôi. Tuy nhiên, tất cả các sát thủ vẫn không nhúc nhích, ngược lại nhìn chú Dương nhìn kẻ đần. Xem ra ông là chó cùng rứt dậu rồi. Thần sắc của Vương Nhất rất bình tĩnh, hờ hững nói, ông cho rằng, nhiều sát thủ như vậy đều là tôi dụ tới sao. Lẽ nào không phải sao? Tuy trong lòng chú Dương sửng sốt, nhưng vẫn giả bộ trấn định. 3.000 sát thủ tại sao lại tới, tôi nghĩ cậu cả Thẩm rõ hơn tôi. Lời này vừa dứt, ánh mắt của chú Dương rét lạnh, bỗng nhiên nhìn sang Thẩm Tử Kiện, chuyện này rốt cuộc là sao? Thẩm Tử Kiện sớm đã bị dọa tái mặt, mãi không nói thành lời. Những sát thủ này đều là tới giết tôi. Cái gì? Tâm thần của chú Dương chấn động. Bỗng nhiên ông ta giống như nhớ ra điều gì đó, giọng nói cuối cùng trở nên kinh hãi. Mấy ngày trước, nhà họ Thẩm xuất hiện sát thủ, Thẩm Thiên Sơn suýt nữa bị hại, cũng là nhằm vào cậu sao?
phải, phải. Khốn kiếp. Chú Dương nổi giận tại chỗ, một chưởng vỗ mạnh vào đầu của Thẩm Tử Kiện, muốn đập chết anh ta tại đây. Thẩm Tử Kiện vội vàng ôm đầu, tuy nhiên, khi ông ta ra tay, Vương Nhất cũng ra tay. Vẫn là một viên đá, bị Vương Nhất búng ra. Phụt. Trong nháy mắt viên đá xuyên qua lòng bàn tay của chú Dương, giữa lòng bàn tay của ông ta có một lỗ máu. Á! Ông ta lập tức kêu thảm thiết, ôm lấy lòng bàn tay, giống như chịu đựng nỗi đau cực lớn. Ở trước mặt tôi, ông có cơ hội ra tay sao? Vẻ mặt của Vương Nhất lạnh lùng, giống như mất hết nhân tính. Cả người chú Dương run lên, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất cuối cùng cũng trở nên kinh hãi. Cuối cùng nói một sự thật, tiện cho ông chết rõ ràng. Vương Nhất lạnh lùng nói, người công bố lệnh truy bắt Thẩm Tử Kiện, không phải là tôi, mà là cô ấy. Anh chỉ vào Lãnh Nhan ở đằng sau, khóe miệng của Lãnh Nhan cũng nở nụ cười lạnh, ánh mắt đó giống như chúa tể cao cao tại thượng. Chú Dương cũng nhìn sang Lãnh Nhan, cơ thể run rẩy dữ dội. Không thể nào, chuyện này không thể nào, cho dù cô ta có lợi hại nữa, cũng không thể hiệu triệu nhiều sát thủ như vậy. Trên đời này không có chuyện gì là không thể, tùy tùng này của tôi, chính là ám dạ quân mẫu, sát thủ số 1 ở thời đỉnh cao nhất vào 5 năm trước đã rút khỏi giới sát thủ. Vương Nhất từ trên cao nhìn xuống ông ta, bây giờ, ông còn cảm thấy cô ấy không thể hiệu lệnh các sát thủ trong thiên hạ không? Không, không thể nào. Chuyện này không thể nào. Ánh mắt của chú Dương cực kỳ kinh hãi, bỗng nhiên lớn tiếng gầm lên, cô ta không thể là ám dạ quân mẫu, ám dạ quân mẫu đã chết vào 5 năm trước rồi. Vương Nhất thở dài, Lãnh Nhan cũng nhìn ông ta với ánh mắt đáng thương. Thật ra, chú Dương chắc là người hiểu rõ thứ hai về quá khứ của Lãnh Nhan ngoài Vương Nhất, nhưng cũng chỉ giới hạn sau khi Lãnh Nhan ám sát Vương Nhất thất bại. Ông ta nhất định cảm thấy, Lãnh Nhan làm nhiệm vụ thất bại, chịu sự trừng phạt của tổ chức, nhưng sự thật là Vương Nhất đã cứu vớt Lãnh Nhan, phá hủy tổ chức mà Lãnh Nhan trực thuộc. Có điều, anh không có giải thích, có vài sự thật, cho dù là chân tướng, cũng không ai nguyện ý tin. Thấy Vương Nhất không lên tiếng, chú Dương cũng cười ha hả. Như thế nào, bị tôi vạch trần rồi nhỉ? Cô ta căn bản không phải là ám dạ quân mẫu thật sự, tin tức tôi có được, ám dạ quân mẫu đã chết rồi, ha ha. Soạt soạt soạt. Tuy nhiên, khi chú Dương cười lớn, tất cả các sát thủ từ 4 phương 8 hướng đều đồng loạt quỳ một chân xuống đất, giống như vạn người triều bái, cùng lúc hành lễ ở trước Vương Nhất và Lãnh Nhan. Cảnh tượng lớn, rất hoành tráng, tiếng cười điên cuồng của chú Dương lập tức im bặt. Chỉ thấy tất cả các sát thủ một tay để ở ngực, cúi đầu, đồng thanh hô to. Tham kiến quân mẫu! Tham kiến quân mẫu! Tham kiến quân mẫu! Âm thanh như hồng câu, giống như chuông, chọc thẳng lên tầng mây. Bọn họ tới từ các nơi trên thế giới, nhưng đều dùng tiếng mẹ đẻ của mình, hô 4 chữ tham kiến quân mẫu. Một màn này gây chấn động nhãn cầu và linh hồn của chú Dương, ở dưới thanh thế cực lớn như này, ông ta bụp một tiếng, ngồi ở trên đất. Ám dạ quân mẫu chỉ mới biến mất 5 năm, tùy tùng của cô ta vẫn có rất nhiều, trong giới sát thủ lưu truyền một câu như này, không ai có thể khiến các sát thủ ở khắp các nơi trên thế giới đoàn kết một lòng, nếu có, vậy người này nhất định là ám dạ quân mẫu. Hiện nay, 3.000 sát thủ đồng loạt quỳ xuống, cùng gọi quân mẫu, vậy thì không cần nghi ngờ gì nữa, cô gái tóc đen mắt đỏ này chính là ám dạ quân mẫu. Lãnh Nhan nhìn một màn này, cũng đỏ hoe hốc mắt, thần sắc có hơi dao động. Cô ta nhớ lại những ngày tháng chém giết trước kia. Từng có những lúc, cô ta đứng ở trên nóc của thế giới, dao sắc trong tay, từ phía bắc của thế giới giết tới phía nam của thế giới, máu nhuộm đỏ áo choàng của cô ta, thi thể chất chồng ở dưới chân của cô ta. Từng có những lúc, cô ta cũng từng tới địa ngục, suýt chết, một người đàn ông vĩ đại chính tay kéo cô ta ra khỏi địa ngục. Từ đó, thiên hạ bớt đi một sát thủ tên là ám dạ quân mẫu, nhiều thêm một người tùy tùng trung thành tên Lãnh Nhan. Cô ta khẽ xua tay, tiếng hô dừng lại. Cô ta mỉm cười lạnh nhạt với tất cả các sát thủ, khẽ lắc đầu, cảm ơn các người có thể tới, chỉ là tôi không phải là ám dạ quân mẫu, tôi là Lãnh Nhan. Lãnh Nhan của 9 lần niết bàn, tắm lửa trùng sinh. Tất cả các sát thủ đều nhìn chằm chằm bóng hình của Lãnh Nhan, ánh mắt hiểu thấu tất cả. Cho dù Lãnh Nhan không thừa nhận mình là ám dạ quân mẫu, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy cô là ám dạ quân mẫu. 5 năm trước, ám dạ quân mẫu nổi danh thiên hạ, nhưng không ai biết cô ta rốt cuộc trông như thế nào.
Lãnh Nhan không thừa nhận cô ta là ám dạ quân mẫu, vậy thì ám dạ quân mẫu rốt cuộc là ai, cũng trở thành câu đố mãi mãi. Nhưng đổi cách suy đi nghĩ lại, ám dạ quân mẫu chỉ là thân phận trước kia của cô ta, bây giờ cô ta từ bỏ thân phận trước kia, chuyên tâm làm, Lãnh Nhan, của ai đó, điều này cũng là một loại lý giải. Đúng như những gì cô nói, Lãnh Nhan 9 lần niết bàn, tắm lửa trùng sinh. Vì vậy, ánh mắt của tất cả các sát thủ nhìn Lãnh Nhan càng thêm kính trọng, cũng có người đã chú ý tới Vương Nhất ở bên cạnh Lãnh Nhan. Không khỏi suy đoán, anh ta là người đã cứu vớt Lãnh Nhan sao? Vương Nhất dịu dàng nhìn Lãnh Nhan, khẽ gật đầu với cô ta. Quân mẫu, để tôi thay cô giết tên già này. Đột nhiên, một sát thủ mặt mày tàn độc, bỗng nhiên nhìn sang chú Dương. Nên để tôi ra tay, thay quân mẫu giết ông ta. Không cho động vào ông ta, để lại cho tôi. Nhất thời, tất cả các sát thủ đều lộ ra sát ý đối với chú Dương. Chú Dương lại giống như kẻ ngốc, ánh mắt tập trung trên người Lãnh Nhan, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cười một cách vi diệu. Lãnh Nhan lập tức nhìn sang Vương Nhất, Vương Nhất khẽ mỉm cười, do cô quyết định, hôm nay là sân chơi của cô. Lãnh Nhan đỏ ửng mặt, sau đó khôi phục bản sắc nắm giữa sự sát phạt, ánh mắt chợt rét lạnh, giết. Vừa hạ lệnh một cái, tất cả các sát thủ cùng lúc ra tay, sát thủ cách chú Dương gần nhất ra tay đầu tiên, một đao chém về phía cổ của ông ta. Chú Dương cũng quả thật rất giỏi, cho dù bàn tay bị Vương Nhất dùng một viên đá bắn thủng, máu chảy không ngừng, vẫn linh hoạt tránh né. Sau đó gầm lên một tiếng, phản công, thật sự lấy đi mạng của 3,4 sát thủ. Chỉ là vẫn như muối bỏ biển. Các sát thủ cùng leo lên, trong lúc hỗn chiến, chú Dương lập tức trúng mấy dao mấy súng mà ngã xuống. Cũng không biết có phải khéo hay không, vị trí chú Dương ngã xuống vừa hay ở trước mặt Thẩm Tử Kiện. Vương Nhất lập tức phất tay, Lãnh Nhan lập tức hô dừng. Các sát thủ lùi lại, chờ đợi ở một bên. Vương Nhất đi tới bên cạnh chú Dương, sắc mặt đã lại rất bình tĩnh, tại sao muốn bại lộ, hiểu rõ nhưng giả bộ hồ đồ, không tốt sao. Con người sắp chết, bất cứ ân oán gì cũng sẽ mất đi. Ha ha ha, Vương Nhất, cậu cho rằng cậu thật sự thắng rồi sao? Khụ khụ. Chú Dương nằm gục trong vũng máu mà cười lớn, mới cười vài tiếng thì ho ra một ngụm máu lớn. Tôi không phải là người rơi thật sự là người khác, chỉ là cậu mãi mãi sẽ không biết được. Tới chết, trên mặt ông ta vẫn nở nụ cười gằn, nhìn Vương Nhất. Vương Nhất không có tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn ông ta, ông sai rồi, tôi sẽ tìm ra người rơi, sau đó tiêu diệt kẻ đó. Cậu tuyệt đối không đoán được người rơi là ai, như vậy đi, tôi cho cậu một gợi ý nhỏ. Chú Dương dùng hết sức lực cuối cùng, nói, người rơi ở bên cạnh cậu, là người mà cậu mãi mãi cũng sẽ không nghi ngờ. Nói xong thì gục đầu, yên lặng chờ đợi cái chết tới. Vương Nhất không để tâm, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, nói với Thẩm Tử Kiện, muốn nói gì thì mau nói đi, ông ta sắp chết rồi. Thẩm Tử Kiện cảm kích liếc nhìn Vương Nhất. Sau đó bỏ tới bên cạnh chú Dương, hai mắt đỏ ngầu, chú Dương, tôi chỉ có một câu hỏi. Chú nói chú luôn lợi dụng nhà họ Thẩm chúng tôi, sự cường thịnh của nhà họ Thẩm cũng vì chú mà bắt đầu, cho dù chú cuối cùng đã giết ông nội, tôi cũng sẽ không hận chú. Nhưng chú ở nhà họ Thẩm gần 30 năm, đời người có mấy lần 30 năm. Ngón tay của Thẩm Tử Kiện cắm sâu vào trong bùn đất, nghiến chặt răng, gần như rít lên hỏi. Chú thật sự không có một chút lưu luyến nào với nhà họ Thẩm sao? Căn biệt thự yên tĩnh, chỉ có tiếng rít của Thẩm Tử Kiện, Vương Nhất và Lãnh Nhan đều đồng cảm mà liếc nhìn anh ta, người đáng hận ắt sẽ có chỗ đáng thương, câu này là nói loại người này. Chú Dương run rẩy ngẩng đầu lên, liếc nhìn Thẩm Tử Kiện, gần như dùng hết sức nở nụ cười cứng đờ, nhưng không lên tiếng. Cơ thể của ông ta không nhúc nhích nữa, độ ấm của cơ thể nhanh chóng lạnh đi. Ông ta chết rồi. Chú Dương, Thẩm Tử Kiện ôm chặt lấy cơ thể của ông ta, bật khóc rất lớn. Lúc này, trên mặt anh ta không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ có tiếng khóc lớn giống như đứa trẻ. Anh ta đau lòng trước cái chết của chú Dương, cho dù người này đã giết ông nội của anh ta. Nhìn trong tay của ông ta, Vương Nhất bỗng nói. Thẩm Tử Kiện bỗng ngẩng đầu lên, vội vàng tách bàn tay của chú Dương ra. Trong bàn tay nắm chặt, để một mặt dây chuyền bằng bạc. Mặt dây chuyền nhìn trông đã có nhiều năm, bên trên còn mang theo độ ấm. Đây là di vật của bà nội.
Ánh mắt của Thẩm Tử Kiện sững sờ, lẩm bẩm một mình, bà nội vì bệnh mà mất sớm, khi thu dọn di vật của bà nội, cái khác đều tìm được, chỉ duy nhất mặt dây chuyền này mất, không ngờ ở trên người chú Dương. Khi nói, anh ta run rẩy mở mặt dây chuyền ra, để bên trong là một tấm ảnh chụp chung ố vàng. Trong ảnh chụp chung có ba người, hai người thanh niên có ngoại hình điển trai và một cô gái tóc dài ưu nhã hiểu biết, rất có phong thái của người trí thức. Là ông nội và bà nội, còn cả chú Dương. Thẩm Tử Kiện sửng sốt. Ông ta đã trả lời câu hỏi của cậu. Vương Nhất nhìn sâu vào anh ta, giọng điệu lạnh nhạt, ông ta luôn yêu sâu sắc bà nội của cậu, cũng bận lòng về tất cả mọi thứ của nhà họ Thẩm, chỉ là vướng nhiệm vụ, chỉ có thể coi nhà họ Thẩm thành quân cờ. Lãnh Nhan cũng có vẻ suýt xoa, con người có thất tình lục dục, ai có thể thật sự có trái tim sắt đá chứ? Cầm mặt dây chuyền bằng bạc, Thẩm Tử Kiện vừa khóc vừa cười, dường như thần kinh hỗn loạn. Sát thủ đã rời đi, kịch biến của nhà họ Thẩm cũng đã hạ màn. Đợi cho tới khi cảm xúc của Thẩm Tử Kiện ổn định lại một chút, Vương Nhất mới bình tĩnh nói, bây giờ Thẩm Thiên Sơn chết rồi, chú Dương cũng chết rồi, anh định như thế nào? Thẩm Tử Kiện rơi vào trầm mặc rất lâu, bỗng cười tự giễu, chỉ còn một mình tôi rồi, tôi có thể làm gì chứ? Nhà họ Thẩm chỉ còn một mình anh là người thừa kế trực thuộc, cho nên anh có quyền quyết định. Thẩm Tử Kiện biết ý của Vương Nhất, trầm mặc một lúc, thần sắc bỗng trở nên trịnh trọng. Tôi biết trước đó tại sao ông nội thà tặng cả nhà họ Thẩm đi, cũng muốn vì một đường lui cho nhà họ Thẩm rồi. Sản nghiệp của nhà họ Thẩm, ngày mai tôi sẽ tự mình đưa tới tòa nhà quốc tế, nhưng tôi hy vọng anh có thể để lại một con đường sống cho nhà họ Thẩm. Vương Nhất gật đầu, được. Thi thể của Thẩm Thiên Sơn và chú Dương Thẩm Tử Kiện mang về, Lãnh Nhan đưa Vương Nhất về tử viên thì cũng rời đi. Bước vào cửa nhà thì đã là 10 rưỡi tối, nhưng phòng khách vẫn để một ngọn đèn tối. Nhìn một cái là biết Lý Khinh Hồng để. Vương Nhất khẽ mỉm cười, sau đó đi tắm rửa màu máu tanh, sau đó nhẹ chân, đi vào phòng. Điều khiến Vương Nhất kinh ngạc là Lý Khinh Hồng vậy mà chưa ngủ, thậm chí chưa chui vào trong chăn, chỉ ngồi canh Vương Tử Lam ngủ. Sao còn chưa ngủ? Vương Nhất nhìn ra nét buồn trên mặt Lý Khinh Hồng. Đợi anh thương lượng sự việc. Vẻ mặt của Lý Khinh Hồng có chút nghiêm trọng. Vương Nhất mỉm cười. Chuyện gì, thần thần bí bí. Tháng sau là trung thu rồi. Lý Khinh Hồng chỉ vào quyển lịch rồi nói, hôm đó anh có sắp xếp gì không? Vương Nhất lắc đầu, anh không có sắp xếp đặc biệt gì, em thì sao? Tuyết Nhi muốn về nhà một chuyến, Lý Khinh Hồng nói. Vương Nhất trầm mặc một lúc, hai mắt bỗng nhiên hơi nheo lại, về Yên Kinh sao? Không lên tiếng, Lý Khinh Hồng trịnh trọng gật đầu. Ánh mắt của Vương Nhất cũng trở nên sâu thẳm. Trong mắt thậm chí vụt qua một tia sáng. Trầm mặc rất lâu, anh nhìn sang Lý Khinh Hồng, vẻ mặt nghiêm túc, em muốn trở về sao? Lý Khinh Hồng trịnh trọng gật đầu, đồng thời ánh mắt mang theo sự áy náy, em biết như vậy rất tùy hứng, tuy em có thể không màng gì tới phía Yên Kinh, nhưng không thể yêu cầu Tuyết Nhi cũng như vậy, nếu không không công bằng với con bé. Anh hiểu, Yên Kinh không chỉ là nhà của em ấy, còn là nhà của em. Không đợi Lý Khinh Hồng nói hết. Vương Nhất đã tỏ rõ lập trường của mình, ánh mắt nhìn Lý Khinh Hồng mang theo sự dịu dàng. Vậy thì trở về, anh đi cùng với em. Lý Khinh Hồng bị Vương Nhất làm cho cảm động tới hồ đồ, nhưng vẫn lắc đầu, em không thể để anh đặt mình vào nơi nguy hiểm. Câu trả lời của Lý Khinh Hồng không nằm ngoài dự liệu của Vương Nhất, chỉ là ánh mắt nhìn cô ẩn chứa sự dịu dàng. Yên Kinh là khu vực chủ chốt của nước Hát, nước sâu tới mức tùy ý ở đâu cũng có thể xuất hiện cậu chủ nhà giàu có bối cảnh hùng hậu. Mà gia tộc của cô còn là hào môn tuyệt thế, vương tộc Yên Đô đứng ở nóc nước Hát. Những người đó mới là chúa tể thật sự, khống chế các loại ngành nghề của thành phố Yên Kinh, không ai dám làm trái bọn họ, nếu không chỉ có một con đường chết. Kim Thúy Như của nhà họ Kim và vương tộc Yên Đô có quan hệ dính líu rất nhiều thứ, hút ánh mắt của mọi người như vậy, Lý Khinh Hồng lại là trưởng công chúa của vương tộc Yên Đô, thân phận vô cùng tôn quý. Tuy nhiên, bởi vì nguyên nhân nào đó, Lý Khinh Hồng và vương tộc Yên Đô giãn nứt, thoát ly khỏi vương tộc, còn kết thành vợ chồng với Vương Nhất, sinh ra Vương Tử Lam, chuyện này đã động chạm với giới hạn của vương tộc Yên Đô, bọn họ không cho phép Lý Khinh Hồng gả cho một người đàn ông vô dụng như vậy. Vương Tử Lam cũng bị coi là con hoang. Lần này Vương Nhất đi theo Lý Khinh Hồng cùng tới Yên Kinh, người của vương tộc nhất định sẽ không tha cho Vương Nhất, nói không chừng sẽ ra tay với cả Vương Tử Lam, Lý Khinh Hồng không muốn thảm kịch như vậy xảy ra.
Tuy nhiên, Vương Nhất lại mỉm cười, nói, anh không đi làm sao mà được. Nói thế nào em là vợ của anh, vợ đi xa, chồng đâu có đạo lý không đi theo chứ. Vương Nhất, anh đừng. Một mình em đi Yên Kinh, anh làm sao mà yên tâm chứ. Tử Lam sao chịu để em đi. Nụ cười trên mặt Vương Nhất dần thu lại, trở nên trịnh trọng và nghiêm túc. Giữa lông mày còn có một chút sát ý. Toàn thân Lý Khinh Hồng run lên, không dám tin mà nhìn Vương Nhất. Nhìn rồi, mắt của cô đã đỏ hoe. Quả thật là vậy, một mình Lý Khinh Hồng đi Yên Kinh, nhất định nguy cơ tứ phía, Vương Nhất sẽ không yên tâm, Vương Tử Lam cũng sẽ không nỡ rời xa. Nhưng cô hết cách, cô không thể dẫn Vương Nhất và Vương Tử Lam đi cùng, cô muốn dốc hết sức bảo vệ gia đình không dễ gì có được này, nghĩ tới đây, trái tim của cô lại rắn lại không ít. Tuy nhiên, câu tiếp theo của Vương Nhất hoàn toàn đánh tan trái tim không dễ gì mới rắn lại của cô ta. Em nói cho anh biết, một mình em sau khi về tới Yên Kinh, những người kia sẽ đối xử với em như nào? Sắc mặt của anh rất âm trầm. Lý Khinh Hồng trầm mặc một lúc, lắc đầu nói, em không biết, nhưng bọn họ chắc ép em tái giá. Không sai, bọn họ sẽ ép em tái giá, em cảm thấy anh sẽ cho phép sao? Trong mắt Vương Nhất có sát ý cuồn cuộn, vậy nên anh không thể không đi, cho dù là người nhà của em, ai muốn chia rẽ chúng ta thì là kẻ địch của anh. Anh biết gia tộc của em rất lớn, có lẽ sức ảnh hưởng của bọn họ trải khắp cả nước, có lẽ cái mà bọn họ bây giờ có thể nhìn thấy, chỉ là một góc của núi băng, nhưng vì bọn họ mạnh thì anh phải thỏa hiệp, để mặc em tái giá sao? Chuyện này không thể nào. Ánh mắt của Vương Nhất đầy kiên định, giọng nói đanh thép, anh sẽ không lùi bước, người nên lùi bước là bọn họ. Anh sẽ không chỉ đi cùng em tới Yên Kinh, sẽ dẫn con gái của chúng ta cùng đi. Bọn họ muốn chia rẽ chúng ta thì anh dẫn mẹ con em tới tận cửa nhà kẻ đó, đánh mạnh vào mặt của bọn họ, có anh ở đây, không ai dám động vào một cọng lông của em và Tử Lam. Lời này nói ra vô cùng ngông cuồng, hoàn toàn không để Vương tộc Yên Đô vào trong mắt. Lý Khinh Hồng sốc tới mức không nói thành lời, chỉ ngây ngốc nhìn anh. Nhìn ánh mắt kiên định của Vương Nhất, Lý Khinh Hồng chỉ có thể thỏa hiệp, vậy được rồi, có em ở đây, bọn họ cũng chắc sẽ không làm gì anh hết. Ánh mắt của Vương Nhất lúc này mới trở nên dịu đi, dịu dàng nói, bây giờ có thể nói tất cả mọi chuyện với anh rồi chứ. Lý Khinh Hồng mang vẻ mặt phức tạp, cô biết, điều mà Vương Nhất nói là thân thế của cô. Cô trầm tư hồi lâu, sau đó ánh mắt rất bình tĩnh, anh hiểu được bao nhiêu về em. Vương Nhất chợt sững người, nhất thời có hơi khó trả lời, anh sờ mũi, chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh, nhà ở Yên Kinh, vì một cuộc bắt cóc mà gặp anh. Không sai. Tuy nhiên, Lý Khinh Hồng không vì câu trả lời này mà thất vọng, tiếp tục nghiêm túc nói, em rõ ràng là người Yên Kinh, tại sao lại dạn nứt với Vương tộc Yên Đô? Vương Nhất không có cắt ngang, vấn đề này anh đã muốn hỏi từ rất lâu rồi, chỉ là mãi không tìm được cơ hội thích hợp. Nếu Lý Khinh Hồng cứ mãi ở Yên Kinh, hai người cũng sẽ không có dây dưa. Bởi vì ba mẹ em ly hôn rồi, bởi vì ba em ngoại tình. Giọng nói của cô rất bình tĩnh. Không tức giận bao nhiêu cả, Vương Nhất lại biết, đây là biểu hiện của sự chết tâm. Cô đã hoàn toàn thất vọng đối với gia tộc của cô rồi. Vương Nhất lại chớp mắt, có hơi sững người. Nguyên nhân này đặt ở trong gia đình bình thường quả thật là mang tính hủy diệt, nhưng đối với hào môn mà nói, quả bình thường. Hào môn phần lớn đều là liên hôn, hai người không thật sự yêu đối phương, chỉ cần lấy được lợi ích cho gia tộc, sau hôn sau ai chơi của người đó, chỉ cần đừng nháo quá lớn là được. Nhưng Vương Nhất bỏ qua một điểm, nếu chỉ là ly hôn bình thường vì ngoại hình, Lý Khinh Hồng sao lại nháo tới mức dạn nứt nghiêm trọng với gia tộc như vậy? Chỉ nghe thấy Lý Khinh Hồng tiếp tục nói, anh hiểu được bao nhiêu về em và ba mẹ của Tuyết Nhi. Vương Nhất nhớ lại một chút, Lý Tuyết Nhi trước đây từng nhắc tới ba của cô và Lý Tuyết Nhi. Người đàn ông đó tên Lý Thế Nhân. Vương Nhất chỉ biết ông ta là gia chủ của Lý Thị, Vương tộc Yên Đô, cái khác thì không biết. Đương nhiên anh cũng bảo Lãnh Nhan tìm hiểu về Lý Thế Nhân, tuy nhiên hồ sơ có được lại là trắng, trắng giống như kim thúy như không tìm hiểu được gì về Vương Nhất. Còn về mẹ của Lý Khinh Hồng thì càng không có chút thông tin gì cả. Lý Khinh Hồng đột nhiên nói, bây giờ người ngoài có phải đều truyền rằng, anh ăn bám em không? Ánh mắt của Vương Nhất ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn gật đầu, phải. Ánh mắt của Lý Khinh Hồng rất bình thản. Hôn nhân của ba và mẹ em cũng giống như chúng ta, người ngoài đều truyền rằng, là mẹ em, lấy, ba em,
Lời này vừa dứt, Vương Nhất cũng hơi thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn cô. Không dám tin, gia chủ của vương tộc Yên Đô, rất nhiều năm trước vậy mà cũng là một người ở rể. Vậy mẹ của Lý Khinh Hồng, quyền thế rốt cuộc lớn cỡ nào chứ? Mẹ vợ của anh rốt cuộc là ai? Vương Nhất không nhịn được mà hỏi. Lãnh Nhan cười lạnh nhạt, còn nhớ khi anh họ của em gọi điện cho anh, nói em là ai không? Ánh mắt của Vương Nhất đanh lại, đệ nhất mỹ nữ Yên Kinh. Không sai. Giọng điệu của Lý Khinh Hồng rất bình thản, mẹ em là đệ nhất mỹ nữ Yên Kinh thế hệ trước. Lời của Lý Khinh Hồng, ngoài dữ liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Có thể sinh ra cô gái tuyệt sắc như Lý Khinh Hồng, đâu thể xấu đi đâu được chứ. Chỉ là điều Vương Nhất không ngờ, mẹ của Lý Khinh Hồng, mẹ vợ của anh vậy mà là đệ nhất mỹ nữ Yên Kinh, vậy sẽ đẹp tới mức độ nào? Mẹ em không chỉ có dung mạo khuynh thành hiếm thấy, đầu óc cũng rất thông minh, rất nhanh tiếng tăm vang khắp thiên hạ. Lý Khinh Hồng nhớ lại, lúc đó, người theo đuổi mẹ em có thể xếp từ thành Nam tới thành Bắc, cuối cùng lại nhìn chúng ba em một người lúc đó không có gì cả. Vương Nhất không có cắt ngang, mà yên lặng lắng nghe. Dưới sự giúp đỡ của mẹ em, Lý Thị từ một gia tộc nhỏ ở Yên Kinh thoáng cái bước vào hàng ngũ hào môn, cuối cùng phát triển thành vương tộc Yên Đô, nhưng tất cả mọi người đều biết, đằng sau vẻ rực rỡ của Lý Thị, là mẹ em chống đỡ, mẹ em hưởng thụ tất cả lời khen và hào quang, mà ba em, sau khi kết hôn lại biến thành một người đàn ông của gia đình một cách triệt để. Vương Nhất mang vẻ mặt suýt xoa, thế nào cũng không ngờ ba mẹ của Lý Khinh Hồng vậy mà còn có câu chuyện như vậy. Nhưng ba em không có oán trách gì cả, luôn nhẫn nhục, mãi cho tới khi một chuyện xảy ra, mới khiến hai người sinh ra rạn nứt. Chuyện gì? Vương Nhất truy hỏi. Đôi mắt đẹp của Lý Khinh Hồng không hề gợn sóng, vô thức sờ cái bụng phẳng lì của mình, nói, mẹ em không có khả năng sinh đẻ. Biểu cảm trên mặt Vương Nhất lập tức ngưng động. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự khuyết thiếu này sẽ có ảnh hưởng lớn như nào đối với một gia tộc, bất luận mẹ của Lý Khinh Hồng có đẹp nữa, năng lực có giỏi nữa, không có khả năng sinh đẻ, vẫn sẽ bị người khác chỉ trích, thậm chí coi thường. Bởi vì, kết hôn không chỉ vì yêu thương lẫn nhau, còn là vì duy trì nòi giống, để gia tộc phát triển. Giữa bọn họ lần đầu tiên xảy ra rạn nứt, cãi nhau một trận, năm đó, em 5 tuổi. Giọng nói của Lý Khinh Hồng rất bình tĩnh, ánh mắt lại dịu dàng nhìn Vương Tử Lam đang ngủ say. Ba em tức giận mẹ không thể sinh con, mà mẹ lại hoàn toàn tin thờ nữ quyền, cảm thấy con cái không phải là điều quan trọng nhất. Vương Nhất gật đầu, đây là xung đột ở mặt tính cách. Đột nhiên, cô sững người, kinh ngạc nhìn Lý Khinh Hồng, không đúng, nếu mẹ em không có khả năng sinh đẻ, em thì đâu ra? Nghe ba em nói, mẹ trước đó là có khả năng sinh đẻ. Sinh ra em sau khi kết hôn thì đột nhiên mất khả năng sinh đẻ. Lông mày của Vương Nhất nhíu chặt, cách nói này nhìn như khá hợp lý, nhưng cứ cảm thấy ở đâu không đúng. Lý Khinh Hồng lại nói, em còn biết một chuyện, đó chính là ngày em chào đời, trong gia tộc có một đôi vợ chồng người làm bị đuổi khỏi gia tộc. Vương Nhất không để trong lòng, chỉ có ánh mắt nghiêm nghị, vậy Tuyết Nhi thì sao? Dựa theo cách nói của Lý Khinh Hồng, mẹ của Lý Khinh Hồng sau khi sinh ra cô thì mất đi khả năng sinh đẻ, vậy Lý Tuyết Nhi thì đâu ra? Em ấy là ba em và người phụ nữ khác sinh ra, có điều bản thân em ấy không biết bí mật này. Lý Khinh Hồng nói, sau khi phát hiện mẹ em không còn khả năng sinh đẻ, ba em chọn chiến tranh lạnh, hơn nữa trong thời gian chiến tranh lạnh thì quen một người phụ nữ mới. Mẹ không chịu được sự phản bội của ba, trong lúc tức giận thì chọn ly hôn, nhưng mẹ em vẫn cho ba em cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ba em có thể níu giữ thì mẹ em không đi nữa. Kết quả đương nhiên là lại lần nữa thất vọng, lần này mẹ em không ở lại nữa, chọn ra đi, không lấy một đồng, rời khỏi Yên Kinh. Mẹ em đã không còn là đệ nhất mỹ nhân hô mưa gọi gió năm đó nữa, chỉ là người thất bại trong hôn nhân mà thôi. Sau khi mẹ đi, Lý Thế Nhân dựa vào căn cơ của mẹ thừa kế Lý Thị, đưa Lý Thị tới độ cao của vương tộc Yên Đô, hơn nữa chọn tái hôn. Lấy người phụ nữ mới quen đó, Lý Tuyết Nhi là con gái của bọn họ. Nghe thấy điều mà Lý Khinh Hồng nói, Vương Nhất cực kỳ sốc, không ngờ quan hệ gia đình của cô lại phức tạp tới mức này. Đây chính là gia đình của em, còn đám người Lý Tinh Sở chỉ là anh họ em họ của em. Lý Khinh Hồng vẻ mặt rất bình tĩnh, khi nhà em xảy ra chuyện, bọn họ đều mong mẹ em bị đuổi ra ngoài, giả nhân giả nghĩa mà thôi. Câu chuyện tới đây thì kết thúc. Vương Nhất mặt mày phức tạp nhìn Lý Khinh Hồng,
trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng. Đây chính là gia đình của cô sinh ra trong hào môn, nhưng không hề hạnh phúc. Là ba của cô chính tay hủy đi gia đình vốn hạnh phúc của cô, bây giờ lại muốn hủy đi gia đình hạnh phúc mà cô không dễ dàng mới có được. Em hy vọng anh đừng nói với Tuyết Nhi những chuyện này, em ấy tới bây giờ đều cho rằng mẹ của em và em ấy là người phụ nữ đó. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất, lại nói, em không muốn em ấy chịu tổn thương. Vương Nhất đương nhiên biết nỗi lòng này của Lý Khinh Hồng, chỉ là anh có chút khâm phục sự khoan dung của Lý Khinh Hồng. Lý Tuyết Nhi căn bản không phải là em gái ruột của cô, mà là con gái của người phụ nữ mà cô hận nhất, nhưng cô vẫn đối xử với Lý Tuyết Nhi như em gái ruột của mình. Em biết anh đang nghĩ gì, trước kia em quả thật không thích Tuyết Nhi, thậm chí còn cố ý bắt nạt em ấy, nhưng em ấy vẫn rất dính em, giống như đĩa vậy. Thân sắc của Lý Khinh Hồng dịu đi, em cũng chấp nhận cô em gái này, trẻ con là vô tội. Vương Nhất cũng bị cảm động sâu sắc, không nhịn được mà nhìn Vương Tử Lam đang ngủ say, phải, trẻ con là vô tội. Cô đã trải qua một lần gia tộc sụp đổ chia ly, không thể để cô trải qua lần thứ hai nữa. Ánh mắt của Vương Nhất thâm trầm nhìn Lý Khinh Hồng, nhẹ nhàng ôm vô vào trong lòng, trầm giọng nói, anh sẽ cho em hạnh phúc. Lý Khinh Hồng không có dãy giụa, ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất, điểm này em chưa từng nghi ngờ. Sau khi biết thân phận của Lý Khinh Hồng, không chỉ không có dọa lui Vương Nhất, ngược lại càng thêm kiên định với quyết tâm anh phải ở bên Lý Khinh Hồng, không ai có thể chia rẽ bọn họ. Không một ai. Trong chăn, Lý Khinh Hồng lại nói với Vương Nhất một vài chuyện liên quan tới Vương tộc Yên Đô. Vương tộc đều lấy họ làm danh hiệu, Lý Thị, chỉ là một vương tộc trong Yên Kinh, trừ nó ra, còn có 9 tộc. Tổng cộng 10 đại vương tộc, bối cảnh rất lớn, điều này cũng có nghĩa, một khi tiến vào Yên Kinh, Vương Nhất không thể phất ai đi như trong chuyện ở Thiên An được, buộc phải cẩn thận. Thế lực của Yên Kinh cũng mạnh hơn Thiên An, một thế lực tuyến 2 tuyến 3 thì đủ khiến 4 đại hào môn của Thiên An cúi đầu xưng thần, thế lực tuyến 1, thậm chí vương tộc Yên Đô ở trên, thực lực càng không thể tưởng tượng được. Xem ra trước khi tới Yên Kinh, phải bình định Thiên An rồi. Vương Nhất lẩm bẩm một mình. Ngày hôm sau, Thẩm Tử Kiện cầm một sấp văn kiện tới trước mặt Vương Nhất. Anh Vương, đây là văn kiện của tất cả gia sản dưới trướng nhà họ Thẩm, anh xem qua, nếu không có vấn đề thì ký tên ở bên dưới, tất cả gia nghiệp và tài sản của nhà họ Thẩm đều sẽ tự động chuyển xuống dưới tên của anh. Vương Nhất xem qua một chút, khi nhìn thấy trụ sở chính của tập đoàn Cự Phong, đôi mắt hơi nheo lại, trụ sở chính của tập đoàn Cự Phong các người vậy mà ở thành phố Giang. Phải. Thẩm Tử Kiện giới thiệu, tập đoàn Cự Phong là dựa vào chú Dương mới phát triển lên, chú Dương là người thành phố Giang, cho nên trụ sở chính cũng đặt ở thành phố Giang. Tập đoàn Cự Phong trước mặt anh chỉ là chi nhánh ở Thiên An, trụ sở chính hiện nay được một vài hào môn ở thành phố Giang nắm giữ. Trong mắt Vương Nhất phụt qua ý lạnh, cậu giỡn mặt với tôi, lấy một tập đoàn không hoàn chỉnh như này lừa tôi. Thẩm Tử Kiện vội vàng quỳ xuống, toát mồ hôi lạnh, Tử Kiện không dám. Tập đoàn Cự Phong đứng đầu cả nước, chỉ chi nhánh ở Thiên An thì đủ khiến nhà họ Thẩm chúng tôi đứng vững ở vị trí hào môn. Tôi nghĩ, đây cũng là chiêu sau mà chú Dương để lại vì để phòng trừ thất bại, cố ý tách trụ sở chính và chi nhánh ra, tiện để ánh mắt của anh Vương đặt ở thị trường của thành phố Giang. Thật là lão cáo già, có điều cũng thôi vậy. Vương Nhất bỗng cười hờ hững, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn, nếu ông ta muốn tôi tiến quân vào thành phố Giang, vậy tôi theo ý nguyện của ông ta. Trụ sở chính của tập đoàn Cự Phong, do những thế lực nào của thành phố Giang quản lý? Thưa anh Vương, do nhà họ Hồ quản lý, người của trụ sở chính bọn họ luôn xem thường chi nhánh ở Thiên An. Nhà họ Hồ, trong mắt Vương Nhất lập lòe tia sắc lạnh, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, cho Thẩm Tử Kiện lui đi, sau đó gọi một vào số điện thoại. Rất nhanh, trong điện thoại truyền tới giọng nói cung kính của Hồ Hoàng Việt, ông chủ lớn, có gì căn dặn? Hồ Hoàng Việt, ông và nhà họ Hồ ở thành phố Giang có quan hệ gì? Vương Nhất lạnh nhạt hỏi. Trong điện thoại trầm mặc hồi lâu, mới truyền tới âm thanh đè nén lửa giận của Hồ Hoàng Việt. Nhà họ Hồ ở thành phố Giang là nhà của tôi. Thấy kết quả mình suy đoán tùy ý được chứng thực, Vương Nhất nắm điện thoại mắt cũng hơi nheo lại. Hồ Hoàng Việt, quả nhiên là người của nhà họ Hồ. Có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, Hồ Hoàng Việt và nhà họ Hồ cùng họ. Nhưng người cùng họ trên đời có rất nhiều, không thể lấy đó để tham khảo, nguyên nhân thứ hai mới là chính.
khi tham gia đám cưới của Lý Mộng Đình và Văn Thái, bốn đại hào môn của thành phố Giang đều có mặt, Hồ Hoàng Việt không từ chối ý tốt của nhà họ Lục, nhà họ Hạ, duy chỉ phớt lờ nhà họ Hồ, điều này khiến Vương Nhất lúc đó có hơi khó hiểu. Không ai giơ tay đánh kẻ đang cười, câu nói này dùng cho cả quan trường thương trường, Hồ Hoàng Việt là người giàu nhất Thiên An, không thể không hiểu đạo lý này. Nhưng ông ta thật sự đã phớt lờ nhà họ Hồ, chủ động kết thù với nhà họ Hồ. Nguyên nhân chỉ có một, ông ta và nhà họ Hồ vốn là nước lửa khó dung, mới lười ra vẻ bề ngoài. Ông chủ lớn, cậu sao đột nhiên lại hỏi tới chuyện nhà của tôi? Trong điện thoại, giọng điệu của Hồ Hoàng Việt rất kinh ngạc. Không có gì, chỉ là trong tay có một dự án, cần ông tới thành phố Giang phát triển. Vương Nhất cười hờ hững, ông phải chuẩn bị sẵn tâm lý, khoảng thời gian tiếp theo, ông phải ở lại thành phố Giang thời gian dài. Ở đầu dây bên kia, trong lòng Hồ Hoàng Việt chợt sửng sốt, ông chủ lớn đây là muốn lưu đày ông ta sao? Ông ta là người giàu nhất Thiên An, không phải người giàu nhất thành phố Giang, sao lại tới ông ta tới thành phố Giang, trừ lưu đày, ông ta không nghĩ được lý do khác. Nhưng câu tiếp theo của Vương Nhất hoàn toàn đánh tan sự lo ngại của ông ta. Vừa rồi, Thẩm Tử Kiện đưa tới tất cả gia sản của nhà họ Thẩm, trong đó có cây hái tiền của nhà họ Thẩm, tập đoàn Cự Phong, nhưng trụ sở chính ở thành phố Giang, hơn nữa còn ở trong trạng thái không chịu sự khống chế của tôi. Bây giờ tôi bổ nhiệm ông là chủ tịch mới của tập đoàn Cự Phong, lấy lại cả tập đoàn Cự Phong. Người quản lý bây giờ là nhà họ Hồ ở thành phố Giang cũng cản trở, bọn họ nếu dám ngăn cản, trực tiếp loại bỏ, nếu dùng thủ đoạn cưỡng chế thì tìm La Chí Viễn đòi người. Giết không cần luận tội. Lời này nói ra vô cùng bá đạo, hoàn toàn không để nhà họ Hồ vào trong mắt, Hồ Hoàng Việt cũng nghe tới mức cả người kích động, một cỗ nhiệt huyết trở nên sôi sục. Ông chủ lớn không phải muốn lưu đày ông ta, mà là muốn trọng dụng ông ta. Tuy nhà họ Hồ lớn mạnh, còn ép tới mức ông ta nhà tan cửa nát, nhưng Vương Nhất cho ông ta cơ hội tự tay trả thù. Cảm ơn ông chủ lớn, tôi bây giờ sắp xếp hành lý, đi tới thành phố Giang. Hồ Hoàng Việt kích động nói. Rất tốt, tôi gửi giấy bổ nhiệm chủ tịch của tập đoàn Cự Phong cho ông. Được. Cúp máy, Vương Nhất đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát sàn cực lớn. Đôi mắt sâu thẳm, thu chọn cả thành phố Thiên An vào trong mắt. Nắm cả Giang Chiết trong tay, Vương tộc Yên Đô có gì phải sợ? Vương Nhất chưa từng sợ bọn họ, ngược lại, người nên run sợ nên là bọn họ. Kết thúc cuộc gọi với Hồ Hoàng Việt không lâu thì Lý Khinh Hồng lại vội vàng xông vào phòng làm việc. Khinh Hồng, em sao lại tới đây? Ánh mắt của Vương Nhất mang theo sự ngạc nhiên, giờ này đang là lúc Lý Khinh Hồng bận nhất, sao lại có thời gian tới chỗ anh? Bọn họ chỉ phơi bày quan hệ vợ chồng, nhân viên của tòa nhà quốc tế không biết anh là chủ nhân của tòa nhà, cho nên cũng không nghi ngờ quá nhiều. Vừa rồi phòng tài vụ thông báo với em, tài khoản của công ty em đột nhiên có thêm mấy chục nghìn tỷ, chuyện này không phải là anh giở trò quỷ chứ? Lý Khinh Hồng trợn to mắt, chất vấn. Vương Nhất gật đầu, phải, sao vậy? Quả nhiên là anh. Lý Khinh Hồng lập tức ngồi ở trước mặt Vương Nhất, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vừa rồi em suýt nữa báo cảnh sát. Vương Nhất sở khóc sở cười một trận, bất cứ ai nhìn thấy trong tài khoản có thêm nhiều tiền, phản ứng đầu tiên là báo cảnh sát, nhưng sự thật là số tiền này rất sạch, là Thẩm Tử Kiện chuyển. Em cầm dùng đi, vừa hay lợi dụng số tiền này để lên sàn chứng khoán. Anh mỉm cười rồi nói, tập đoàn Lệ Tinh còn chưa lên sàn chứng khoán, một khi lên sàn chứng khoán, giá trị thị trường ít nhất tăng gấp mười mấy lần. Biết số tiền này không có vấn đề gì, Lý Khinh Hồng cũng thở phào, trầm ngâm một lúc rồi nói, em vẫn chưa chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Tại sao? Vương Nhất mang vẻ mặt ngạc nhiên, doanh nghiệp bình thường, ngay cả cơ hội lên sàn chứng khoán cũng không có, Lý Khinh Hồng vậy mà không muốn lên sàn chứng khoán. Em biết anh nghĩ cho em, nhưng anh có từng nghĩ không, lên sàn chứng khoán chứng tỏ có thể huy động vốn tốt hơn, ở thời đại tư bản đứng đầu này, sẽ có sức cạnh tranh tốt hơn. Nhưng cũng có chỗ xấu. Lý Khinh Hồng mặt mày nghiêm túc, lên sàn chứng khoán thì đại biểu có vốn rót vào, làm loãng cổ phần trong tay em, vị trí của em không phải rất vững, đối với em không có lợi. Vương Nhất ngạc nhiên nhìn Lý Khinh Hồng, điểm này anh không ngờ tới. Còn một chuyện nữa, em muốn để anh đảm nhiệm vị trí phó tổng của Lệ Tinh. Lý Khinh Hồng đột nhiên nói với Vương Nhất. Vương Nhất suy nghĩ một chút thì đồng ý luôn. Công ty của vợ anh cũng quả thật nên quan tâm một chút.
chỉ sợ trong công ty em có một số người không phục anh. Anh cười rồi nói. Bọn họ dám sao? Trong mắt Lý Khinh Hồng vụt qua một tia sắc lạnh, rất nhanh thì khôi phục vẻ bình thường, liếc nhìn Vương Nhất, em cho anh làm phó tổng, không phải vì anh là chồng em, mà là vì em muốn nghỉ hưu vào năm 35 tuổi, làm người vợ của gia đình. Nghỉ hưu năm 35 tuổi. Vương Nhất sững người, sớm vậy sao? Độ tuổi 35 không phải là độ tuổi hoàng kim trong sự nghiệp của một nữ cường đang ở thời đỉnh cao hay sao? Đây là kế hoạch cuộc đời mà em làm tối qua. Trên mặt Lý Khinh Hồng nở nụ cười hạnh phúc, anh không phải từng nói sao? Trước kia anh không ở đây, em một mình phải chống đỡ một gia đình, bây giờ anh trở về rồi, em có thể dựa vào anh. Em để anh làm phó tổng của tập đoàn Lệ Tinh, là sự chuẩn bị để sau này đợi em nghỉ hưu, anh tiếp đón vị trí của em sẽ coi cả tập đoàn Lệ Tinh thành của Hồi Môn, tặng cho anh. Đợi sau năm 35 tuổi, em là người vợ của gia đình rồi, quãng thời gian còn lại, cũng xin chỉ giáo nhiều. Mỉm cười, Lý Khinh Hồng đưa một tay về phía Vương Nhất. Vương Nhất cực kỳ cảm động, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, cũng nắm chặt tay của Lý Khinh Hồng. 10 ngón tay nắm lấy, tới chết không xa rời. Khinh Hồng, anh yêu em. Màn đêm buông xuống, Lý Khinh Hồng đi đón Vương Tử Lam tan học, Vương Nhất lại đi tới khách sạn Huy Hoàng. Đó là khách sạn 5 sao dưới trướng nhà họ Bạch. Tối nay Bạch Phu tổ chức tiệc ở đây, chúc mừng giải trí Huy Hoàng và tập đoàn Lệ Tinh hợp tác thành công viên mãn. Chỉ có bản thân Vương Nhất biết, đây là một hồng môn yến nhằm vào anh. Tuy nhiên, Lương Nhật Tân đã nói tất cả cho Vương Nhất. Anh đứng ở dưới tòa khách sạn, nhìn biển của khách sạn Huy Hoàng, ánh mắt lạnh lẽo. Nhà họ Bạch, hy vọng các người đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nếu không anh không để bụng mà thuận tay loại bỏ sự tồn tại của nhà họ Bạch. Anh Vương. Vào lúc này, đằng sau truyền tới một tiếng gọi êm ái mang theo sự bất ngờ. Phương Huệ nhanh chóng đi tới bên cạnh Vương Nhất, vẻ mặt rất vui vẻ. Cô Phương. Vương Nhất lịch sự đáp lại, không bất ngờ đối với sự xuất hiện của Phương Huệ. Tối nay cô ta đại diện tập đoàn Lệ Tinh tham gia bữa tiệc, đặc biệt mặc một chiếc váy dài trang trọng, còn trang điểm nhạt, dáng người cao ráo, xinh đẹp hoàn toàn xứng với bữa tiệc. Nhưng nụ cười trên mặt lại vụt qua, Phương Huệ lập tức duy trì khoảng cách với Vương Nhất, ánh mắt cũng trở nên tránh né. Anh Vương, chuyện của anh và Lý Tổng tôi đã nghe nói rồi. Cô ta từ trong túi lấy ra một cái lì xì dày, đưa qua, ép bản thân phải cười mà chúc mừng, tân hôn vui vẻ. Cụm từ tân hôn vui vẻ bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Có chúc mừng vui vẻ, nhưng phần lớn lại là phiền muộn cùng với sa sút. Ở trong mắt Vương Nhất, anh cũng không nhận lấy tiền mừng mà nhẹ nhàng đẩy lại. Tiền mừng này tôi không thể nào nhận được. Tại sao lại thế? Trong mắt Phương Huệ ngập tràn thất vọng, chẳng lẽ đến cả cơ hội chúc phúc cũng không thể cho tôi hay sao? Như vậy đối với tôi không công bằng, cho nên tôi mới không nhận. Giọng Vương Nhất trầm thấp, chăm chú nhìn Phương Huệ, cô Phương, cô vẫn còn trẻ, cần gì phải ôm khư khư quá khứ đến như thế? Chúng ta vốn dĩ vẫn có thể dùng thân phận này để chung đụng với nhau. Phương Huệ cất tiền mừng đi, cắn chặt môi, rơi vào trầm tư. Vương Nhất lại càng không biết chủ động khơi mào đề tài ấy như thế nào. Phải biết rằng, sau khi anh với Lý Khinh Hồng công khai quan hệ, Phương Huệ đã nghỉ liền tù tì mấy ngày. Cô ta chỉ biết Vương Nhất sắp kết hôn thôi chứ không ngờ tới đối tượng anh kết hôn lại là Lý Khinh Hồng. Nếu như là người đàn bà khác, Phương Huệ còn có thể đấu tranh bằng sắc đẹp, bằng tài sản, nhưng mà người phụ nữ này là Lý Khinh Hồng, Phương Huệ hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Bởi vì dù là sắc đẹp, tài sản, hay bối cảnh thân phận thì cô ta đều thua Lý Khinh Hồng, hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Đom đóm sao dám sánh cùng ánh trăng. Thiêu thân lao đầu vào lửa, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là tự diệt vong. Cho nên Phương Huệ yên lặng, đại biểu là cô ta đã buông tha. Tôi biết rồi. Cô ta ngẩng đầu lên, cười tươi rạng rỡ với Vương Nhất, vậy thì sau này chúng ta vẫn là bạn phải không? Tất nhiên rồi. Vương Nhất thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở ẩn vu, anh là người dưới một người trên vạn người nhưng ở phương diện tình cảm, anh chỉ là một tờ giấy trắng. Nội tâm anh đã được Lý Khinh Hồng lấp đầy, không thể nào chứa chấp người đàn bà nào khác. Anh chỉ sợ Phương Huệ không để ý đến thân phận mà cứ dây dưa không thôi. Được, vậy chúng ta đi thôi. Phương Huệ âm ừ một tiếng, đi cùng Vương Nhất vào giải trí Huy Hoàng.
chẳng qua Vương Nhất không chú ý thấy rằng lúc lên lầu Phương Huệ đã rơi nước mắt. Anh vĩnh viễn không thể nào biết được, người thực sự thích anh sao có thể cam tâm làm bạn bè. Anh Vương, cô Phương, buổi tối tốt lành. Bước vào huy hoàng, Lương Nhật Tân mặc Âu phục giày ra tiến tới đón, ông chủ Bạch đang đợi hai người từ lâu trên tầng cao nhất ạ. Lúc nói chuyện, tuy rằng có Phương Huệ đi cùng nhưng ánh mắt Lương Nhật Tân vẫn luôn dán chặt vào Vương Nhất, vô cùng cung kính. Phương Huệ vô cùng kinh ngạc, cô ta biết rõ Lương Nhật Tân vô cùng ghét Vương Nhất, bởi vì Vương Nhất giật mất vai nam chính của anh ta. Sao bây giờ anh ta lại đột nhiên cung kính như thế? Dẫn đường đi. Vương Nhất lạnh nhạt đáp lại, theo hướng dẫn của Lương Nhật Tân, đi đến tầng cao nhất cùng với Phương Huệ. Tầng cao nhất được trang trí đèn đuốc rực rỡ, đồ cổ trải đầy, tiệc rượu chờ sẵn trên bàn đã đầy đủ. Bạch Phú cũng ở đó, đang nói chuyện phiếm cùng với Vương Thanh Hòa chẳng hiểu nói chuyện gì mà Vương Thanh Hòa xua tay kịch liệt thế kia. Hôm nay Vương Thanh Hòa diện một bộ váy hở vai thuần trắng, phối với ngũ quan xinh xắn, vóc người cao gầy, cũng chỉ có Phương Huệ mới có thể đấu với cô ta một trận ra ngô ra khoai. Bạch Hiền khui một chai rượu vang thượng hạng, rót rượu cho Bạch Vũ. Ông chủ Bạch, đây là anh Vương và cô Phương của tập đoàn Lệ Tinh mới tới. Lương Nhật Tân tươi cười dẫn Vương Nhất với Phương Huệ đi tới. Anh Vương, cô Phương, sao giờ hai người mới tới đây, làm bọn tôi nôn muốn chết. Bạch Vũ lập tức ngừng nói chuyện phiếm với Vương Thanh Hòa, vội vàng tiến lên đón tiếp, mau ngồi, mau ngồi. Anh Bạch khách khí quá. Vương Nhất cười nhạt, kéo Phương Huệ ngồi xuống cùng. May mà có anh Vương đây, hai nhà chúng ta mới có thể hợp tác hoàn mỹ đến như thế. Anh Vương, tôi kính anh một ly. Bạch Vũ nâng ly, mỉm cười mời Vương Nhất. Vương Nhất không nhận lấy ngay mà nở nụ cười nghiền ngẫm, ông Bạch này, trong ly rượu này chắc không có độc đâu nhỉ. Bộp, nghe thấy thế, trong lòng Bạch Vũ hoảng loạn, vẻ mặt giật mình nhìn Vương Nhất. Trong lòng ông ta thầm nhủ chẳng lẽ anh đã biết cái gì rồi. Lương Nhật Tân cũng cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ. Sao có thể như thế được, anh Vương biết nói đùa ghê. Bạch Vũ khôi phục tinh thần lại thật nhanh, cười ha hả nói tiếp, từ lần tạm biệt ở nhà họ Kim trước đây, thủ đoạn của anh Vương đây đã dọa tôi giật mình suýt chết, từ đó về sau, anh Vương chính là sao chỉ lối cho nhà họ Bạch tôi đây, sao tôi có thể hạ độc vào rượu được. Vương Nhất vỗ vai ông ta, híp mắt cười nói, đùa chút ấy mà, ông chủ Bạch đừng có ngạc nhiên quá thế. Không ngạc nhiên, không ngạc nhiên. Vẻ mặt Bạch Vũ ngượng ngùng, thấy Vương Nhất uống cạn ly rượu rồi mới thở phào. Mới tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn như thế thôi mà đằng sau lưng, quần áo ông ta đã ướt đẫm mồ hôi. Anh Vương, tôi kính anh một ly. Lúc này, Lương Nhật Tân cũng đứng dậy kính Vương Nhất một chén. Cạn ly. Vương Nhất thì ai tới cũng không ngại, một hơi cạn sạch. Bạch Vũ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Cái tên ngu ngốc này thế mà lại không biết từ chối, để xem lát nữa chịu đựng kiểu gì. Ông ta nghĩ tới đây lại liếc mắt nhìn sang Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng đứng dậy, anh Vương ạ, trước kia là do tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, để chuộc lỗi lầm trong quá khứ, tôi xin kính anh một ly. Người nhà họ Bạch cứ thay phiên nhau mời rượu khiến cho Vương Thanh Hòa cùng với Phương Huệ đều cảm thấy không thích hợp, đang định khuyên Vương Nhất đừng uống nữa. Vương Nhất lại tự rót đầy cho bản thân mình trước, cười nhạt nói, rượu phẩm là nhân phẩm. Nào, uống. Bạch Vũ với Bạch Hiền nghe thế lại càng vui, cảm thấy đã đến lúc lại đưa cho Vương Thanh Hòa một ly rượu. Thanh Hòa à, cô cũng mau đi mời anh Vương một chén đi. Vương Thanh Hòa cũng không để ý, cảm thấy kính Vương Nhất một chén rượu cũng chẳng làm sao thế là cũng cười cười tiến tới mời. Anh Vương, tôi cũng kính anh một ly, chúc anh với cô Lý mỹ mãn, nương tựa lẫn nhau. Các người thật quá đáng. Phương Huệ ở một bên vô cùng khẩn trương, đang địch vạch trần bộ mặt giả dối của Bạch Vũ thì Vương Nhất lại vẫy tay, ngăn cô ta lại. Tiếp đó, anh nhận lấy ly rượu từ tay Vương Thanh Hòa, cảm ơn. Này, anh đừng có uống nữa. Phương Huệ định khuyên thêm nhưng Vương Nhất đã uống xong rồi. Bạch Vũ, Bạch Hiển nhìn thấy Vương Nhất uống xong ly này thì cười lạnh như thể đạt được kế hoạch gì đó vậy. Lương Nhật Tân mặt không đổi sắc. Tự nhủ mình đã nói hết kế hoạch của Bạch Vũ cho anh Vương rồi, anh Vương sẽ tự có cách giải quyết. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta trợn tròn mắt. Sau khi uống xong chén rượu kia, cả người Vương Nhất ngã về đằng sau. Vương Nhất! Phương Huệ mặt mày sốt ruột vội vàng đỡ lấy Vương Nhất, để cho Vương Nhất ngã trên người mình.
Vương Thanh Hòa cũng vô cùng ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô ấy, tử lượng của Vương Nhất không kém như thế này. Ha 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 ha! Hiện trường vang lên tiếng cười lớn của Bạch Vũ và Bạch Hiển, Vương Nhất, quả nhiên dù là mày cũng sẽ gục thôi. Phương Huệ đỡ Vương Nhất đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng, xin lỗi, anh Vương uống say rồi, tôi đưa anh ấy đi nghỉ. Bạch Hiển lanh tay lẹ mắt, chắn trước mặt Phương Huệ, cô nghĩ là đến lúc này rồi chúng tôi còn có thể thả các người đi hay sao? Ý của anh là sao? Sắc mặt Phương Huệ thay đổi, chẳng hiểu làm sao trong lòng cô ta lại có cảm giác vô cùng bất an. Vương Thanh Hòa cũng hiểu được đã xảy ra chuyện, cô ta quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ và Bạch Hiển nói, các người đã bỏ cái gì trong ly rượu các người đưa cho tôi? Cũng chẳng có gì cả, bọn tôi bỏ chút thuốc mê thôi ấy mà, hạ độc thì chúng tôi không dám nhưng khiến anh ta ngất đi thì vẫn làm được. Vẻ mặt Bạch Hiển bỗng trở nên vô cùng dữ tợn, Vương Nhất. Mày hại tao nhiều lần mất mặt như thế rồi còn nghĩ rằng tao có thể bỏ qua cho mày sao? Hôm nay, ba người các người đừng hòng rời khỏi đây. Đàn ông thì bắt đi, phụ nữ ở lại phục vụ cho chúng tôi. Nương theo tiếng nói tràn ngập oán hận của Bạch Hiển, bên ngoài quán rượu vang lên tiếng bước chân dồn dập. Khoảng 10 gã áo đen xông vào, bao vây bọn họ. Toàn bộ những tên này đều là vệ sĩ nhà họ Bạch, tuy chất lượng tổng thể không bằng những nhà giàu có như nhà họ Lương, nhà họ Thẩm, nhưng cũng không phải người mà hai cô gái yếu đuối như Phương Huệ và Vương Thanh Hòa có thể chống lại được. Hai người các cô tức khắc lùi về sau, mặt mày trắng bệch dương mắt nhìn hai cha con Bạch Vũ, mọi chuyện đều là kế hoạch của ông. Chính xác, hận thù giữa cậu ta và nhà họ Bạch tôi đây kéo dài đã lâu, sao tôi có thể giải hòa với cậu ta được? Bạch Vũ vừa uống rượu, vừa nở nụ cười rừng rưng, nhưng vợ cậu ta lại là Lý Khinh Hồng, dù là tôi cũng cần suy xét kỹ càng. Vì vậy, tôi đã nghĩ ra kế hoạch này, bữa tiệc khánh công lần này được tôi thiết kế riêng để trả thù Vương Nhất. Ông thật đê tiện. Phương Huệ lộ ra biểu cảm tức giận, trừng mắt với Bạch Vũ, cả người nhích lên trước, bảo vệ chặt chẽ cho Vương Nhất ở phía sau. Đê tiện, ha ha, cảm ơn đã khen. Bạch Vũ cười to, vốn định một lưới bắt luôn cả Lý Khinh Hồng, dù cô ta có lợi hãi cỡ nào thì cũng lắm cũng chỉ đứng đầu phái nữ thôi, muốn hủy hoại cô ta thật sự rất đơn giản, tiếc là cô ta không tới. Nhưng vấn đề cũng không lớn, dù gì thì mục tiêu của tôi cũng chỉ có một mình Vương Nhất. Vương Thanh Hòa ngã phịch một cái xuống bên cạnh Phương Huệ, nhìn chằm chằm bàn tay mình, miệng lẩm bẩm, là tôi, đã hại anh Vương. Đúng vậy, Vương Nhất rơi vào cục diện như ngày hôm nay, công lao của cô thật sự rất lớn. Bạch Hiển cũng bước đến trước mặt Vương Thanh Hòa, từ trên cao nhìn xuống cô ta, nếu bọn tôi mời rượu cậu ta, nhất định cậu ta sẽ đề cao cảnh giác, nhưng nếu là cô thì cậu ta sẽ không như vậy. Bởi vì cậu ta nhìn chúng cô, chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng trong ly rượu kính cậu ta của cô đã bị bỏ thuốc mê. Cậu ta là một tay luyện võ, để đề phòng cậu ta tỉnh lại giữa chừng, tôi còn cố tình tăng lượng thuốc lên, không đánh một giấc mười mấy tiếng chắc chắn sẽ không tỉnh lại, nên các cô đừng trông cậy vào việc cậu ta sẽ mở mắt, ha ha ha. Nói đến đây, Bạch Hiển há miệng cười lớn, ánh mắt không kiềm được mà chuyển sang gò má xinh đẹp của Vương Thanh Hòa và Phương Huệ, đồng thời khẽ liếm môi. Nếu có thể ôm ấp hai người đẹp này cả đêm nay, đời này của anh ra xem như không uổng phí rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Cả người Vương Thanh Hòa run rẩy không ngừng, hai tay ôm lấy mặt, liên tục nói lời xin lỗi với Phương Huệ. Cô Vương, chuyện này không liên quan đến cô, là do bọn họ bị điên. Phương Huệ vừa đứng trước che chở kín mít cho Vương Nhất, vừa an ủi Vương Thanh Hòa vài câu, sau đó, cô ta bất chợt nghiến răng nhìn về phía Bạch Vũ và Bạch Hiển. Mấy người làm vậy không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Báo ứng, ha ha ha. Bạch Hiển như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm, giọng cười càng thêm càn rỡ. Ngay sau đó, tiếng cười ha ha tạm ngừng, sắc mặt Bạch Hiển cũng trở nên lạnh như băng. Xin lỗi nha, tôi không tin mấy thứ này, với lại, cô cho rằng chỉ có hai cha con bọn tôi muốn cậu ta chết thôi sao? Vừa nghe anh ta nói vậy, trong đầu Phương Huệ và Vương Thanh Hòa như nghĩ tới chuyện gì đó, vội ngẩng mạnh đầu lên. Nhìn Bạch Hiển. Hiển à, cũng tới lúc rồi đó, nên mời các vị khách xuất hiện thôi. Bạch Vũ một hơi uống cạn rượu trong ly, bật cười ha ha nói, có lẽ bọn họ cũng không chờ nổi nữa rồi. Vâng, thưa ba. Bạch Hiển ứng tiếng đáp lại, sau đó bước ra khỏi sảnh tiệc. 10 phút sau, anh ta dẫn theo một nhóm người, hùng hổ trở về. Nhìn thấy những gương mặt đó,
sắc mặt Phương Huệ và Vương Thanh Hòa trắng bệch hết cả, cơ thể cũng run lên kịch liệt hơn trước. Tất cả bọn họ rõ ràng đều là kẻ địch từng kết thù hận với Vương Nhất lúc trước. Phương Huệ và Vương Thanh Hòa không nhận ra được tất cả, nhưng có hai người họ biết rất rõ. Đó chính là hai cậu chủ của nhà họ Thường đã bị Vương Nhất giết cả nhà, Thường Dĩnh và Thường Lâm. Thường Dĩnh chống gậy, tư thế đi đường trông rất quái dị, bởi vì anh ta đã từng bị một đá của Lãnh Nhan đạp gãy thứ bên dưới. Còn Thường Lâm càng thê thảm hơn, cả người giặt dẹo, hệt như bị lóc mất xương trong người, chỉ có thể uốn éo bám víu như một con sâu lông chứ không thể bước đi. Anh ta từng có ý định bắt cóc Lý Khinh Hồng, nhưng bởi vì nhận tình báo sai mà bắt nhầm Lý Tuyết Nhi, cuối cùng bị Vương Nhất gõ nát xương trong người, đặc biệt là cột sống, dẫn tới cả đời không thể đi lại, chỉ có thể bò như con kiến. Những người còn lại, tuy Phương Huệ và Vương Thanh Hòa không nhận ra, nhưng các cô biết, nhất định họ cũng đến để trả thù Vương Nhất. Để tôi giới thiệu cho các cô những vị khách quan trọng này. Tâm trạng Bạch Vũ rất tốt, ông ta chỉ tay vào đám người đứng sau Bạch Hiền, nói, hai cậu chủ nhà họ Thường hẳn các cô đã biết rồi, tôi không giới thiệu lại nữa, bắt đầu từ ông cụ Trần vậy. Ông ta chỉ vào ông già lớn tuổi nhất với mái tóc hoa râm trong đám người kia, đây là gia chủ nhà họ Trần ở Thượng Thành, ông cụ Trần, sau khi biết về kế hoạch này, ông ấy đã đồng ý gia nhập mà chẳng chút do dự. Nhà họ Trần ở Thượng Thành. Phương Huệ trố mắt, kinh hoàng nhìn Trần Thiên Thành, cô ta từng nghe về nhà họ Trần, đó là một gia tộc đứng đầu của Thiên An, không ngờ lại bị hủy dưới tay Vương Nhất. Tên đó đã giết hại không ít người nhà họ Trần của tôi, còn hại tôi tự tay bắn chết cháu trai duy nhất của mình, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu ta. Mái tóc bạc của Trần Thiên Thành phất phơ trong gió, ánh mắt đong đầy sự oán hận và độc ác, ông ta nhìn chằm chằm Vương Nhất nằm phía sau Phương Huệ, cất giọng lạnh lẽo như băng. Kế tiếp là Văn Đào của nhà họ Văn, Đồng Hiểu Sinh của nhà họ Đồng, còn có Liễu Mộng. Bạch Vũ giới thiệu liền một lúc ba người. Tuy Văn Đào, Đồng Hiểu Sinh, và cả Liễu Mộng không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng u oán của họ cũng đủ biết sát ý nồng nặc cỡ nào. Trong số ba người này, kẻ hận Vương Nhất nhất chính là Liễu Mộng, cô ta bị Lãnh Nhan đánh, nhưng nhà họ Đồng chẳng những không báo thù cho cô ta, trái lại còn hy sinh cô ta, bắt cô ta đích thân đến nhà họ Lý, dập đầu tạ tội. Kế đó là Văn Đào. Người nhà họ Văn đã chết dưới tay Vương Nhất, giờ anh ta chẳng khác nào chó nhà có tang, ngay cả việc muốn sống ấm no cũng là vấn đề lớn. Cuối cùng là Đồng Hiểu Sinh. Bởi vì trước kia ra mặt giúp Văn Đào mà anh ta đã bị Đồng Yên Nhiên do Vương Nhất mời tới mắng cho một trận, địa vị của anh ta ở nhà họ Đồng cũng vì vậy mà trượt dốc không phanh. Những người này là cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo. Bạch Vũ lại chỉ tay về phía mấy người mặc đồng phục của Hiệp hội Võ Đạo, nói. Kẻ cầm đầu với gương mặt quấn đầy băng gạc chính là Mã Cung, người đã bị Vương Nhất dùng khăn giấy cắt nát mặt. Những người còn lại tuy không bị thương nặng như Mã Cung, nhưng không gãy tay thì cũng gãy chân. Còn vị này, hẳn rất quen thuộc với giám đốc Phương nhỉ. Chợt, giọng điệu của Bạch Vũ thay đổi, tay chỉ vào một người phụ nữ mà gương mặt được ẩn sau một lớp vải thật dày. Cô là... Bởi vì không nhìn thấy mặt mũi ra sao nên Phương Huệ cũng không nhận ra cô ta. Phương Huệ, con tiện tì nhà mày, ngay cả tao mà cũng không nhận ra sao. Giọng nữ oán độc, lạnh lùng vang lên. Sắc mặt Phương Huệ lập tức thay đổi, Tôn Kiều, là cô. Người phụ nữ này chính là người đảm nhận vị trí PS giám đốc như cô lúc trước, Tôn Kiều, chỉ là vì hạng mục xây dựng thành phố mà đã bị Lý Khinh Hồng cách chức. Sau đó trong yến hội nhà họ Kim, cô ta lại bị Lãnh Nhan hủy dung. Là tao, Phương Huệ, có nằm mơ tao cũng muốn mày phải chết. Giọng nói của Tôn Kiều thê lương tựa ác quỷ, nếu không phải mày, tao sẽ không đánh mất cái chức phó giám đốc, càng sẽ không bị tên khốn Vương Nhất kia hủy dung, và chắc chắn sẽ không bị chính ba mình đuổi khỏi nhà họ Tôn. Mày phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Trong mắt Phương Huệ dấy lên sự sợ hãi và khiếp đảm dày đặc, nhất thời không nói nên lời. Khác với những người còn lại, Tôn Kiều đã đổ toàn bộ nỗi thống khổ mà Vương Nhất gây ra cho mình lên người Phương Huệ. Có rất nhiều người hy vọng Vương Nhất chết như vậy, thế nên, nó đã trở thành mục đích chung của chúng tôi. Ánh mắt Bạch Vũ nhìn Vương Thanh Hòa và Phương Huệ trở nên sắc lạnh, mang mấy ả đi trước, nhốt vào phòng, khi nào giải quyết xong Vương Nhất, thì tới lượt mấy ả. Vâng, đám vệ sĩ nhà họ Bạch lập tức đi về phía Phương Huệ và Vương Thanh Hòa. Mấy người tính làm gì?
Vương Thanh Hòa và Phương Huệ lập tức tản ra hai bên trái phải, bảo vệ cho Vương Nhất, trên mặt cả hai hiện rõ vẻ sợ hãi. Làm gì? Bạch Hiển cười mỉa, đương nhiên là giết cậu ta trước, sau đó hưởng dụng hai người đẹp các cô rồi. Cậu Bạch, Phương Huệ cứ giao cho tôi dạy dỗ, bảo đảm sẽ dạy cô ta thật ngoan. Ánh mắt Tôn Kiều bị oán độc lấp đầy, âm u nói. Vậy nhờ cô Tôn. Bạch Hiển lập tức liếc đám vệ sĩ, bắt mấy ả lại cho tôi. Phương Huệ và Vương Thanh Hòa tức khắc nhắm chặt hai mắt, đồng thời ôm chặt lấy Vương Nhất. Tất cả dừng tay. Đúng lúc này, khi đám vệ sĩ nhà họ Bạch đang định vươn tay bắt lấy hai cô, một giọng nói trầm thấp bỗng cất lên, tiếng quát vang dội cả gian nhà. Vừa nghe thấy tiếng quát này, tất cả mọi người tức khắc đứng sững tại chỗ, sau đó híp mắt lại đầu nguy hiểm. Lương Nhật Tân, ý anh là sao? Theo tiếng chất vấn trầm thấp của Bạch Vũ nói xuống, tầm mắt của tất cả mọi người ở đây cũng là tùy theo chú ý đến Lương Nhật Tân vẫn ngồi. Không chỉ bọn họ, ngay cả Phương Huệ và Vương Thanh Hòa cũng giật mình nhìn Lương Nhật Tân, không ngờ người cứu các cô ta lại là anh ta. Giờ phút này, sắc mặt Lương Nhật Tân âm trầm đến mức có thể vắt ra nước, đón nhận ánh mắt không mấy thân thiện của mọi người, chậm rãi đứng lên. Ông chủ Bạch, nể mặt tôi một chút, buông tha các cô ấy, thế nào? Sát khí nồng đậm trong mắt Bạch Vũ chợt lóe rồi biến mất, nhưng không tức giận, chỉ híp mắt đánh giá, Lương Nhật Tân, tôi và cậu vẫn thân như anh em, hiểu rõ sở thích của cậu, cậu vừa ý Vương Thanh Hòa đã lâu, tôi còn định đêm nay ban thưởng cho cậu, sao cậu lại đột nhiên nói mê sảng như vậy? Trần Thiên Thành, Văn Đào, Đồng Hiểu Sinh, Tôn Kiều cũng lạnh lùng nhìn anh ta, chờ anh ta giải thích. Lương Nhật Tân trầm mặc thật lâu, thần sắc thản nhiên nói, con người luôn luôn sẽ thay đổi. Đúng là tôi thích Thanh Hòa, nhưng tôi muốn là tấm lòng chân thật của cô ấy, không phải dùng loại thủ đoạn này. Lời này vừa nói ra, Vương Thanh Hòa giống như là lần đầu tiên biết Lương Nhật Tân, vẻ mặt kinh ngạc. Biểu tình trên mặt Bạch Vũ, cũng là trong nháy mắt động lại, nhưng vẫn là gật gật đầu, ừ, vậy thì nghe anh, thả Vương Thanh Hòa, cô ta là đại minh tinh, nếu như sự tình nháo lớn, đối với nhà họ Bạch tôi cũng không có chuyện gì. Còn có cô ta, cũng thả ra. Lương Nhật Tân chỉ Phương Huệ, nói. Lương Nhật Tân. Gần như là cùng một thời gian, Bạch Vũ đột nhiên biến sắc, trợn tròn mắt, hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều bị Bạch Vũ làm cho hoảng sợ, chỉ thấy gân xanh trên trán anh ta bạo dũng, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn Lương Nhật Tân, thả một Vương Thanh Hòa đã rất nể tình rồi, cậu đừng có vênh váo. Không sai, Phương Huệ không thể thả. Tôn Kiều cũng là thanh âm oán độc nói, Lương Nhật Tân. Tôi biết anh là cậu chủ nhà họ Lương, nhưng chúng tôi có nhiều người như vậy, anh xác định muốn đối đầu với chúng tôi sao? Bạch Hiển cũng tiến lên một bước, sắc mặt khó coi, anh Nhật Tân, tôi kính trọng anh, cho nên gọi anh một tiếng anh, nhưng hiện tại, anh cần cho chúng tôi một lý do. Nghe vậy, Lương Nhật Tân lập tức lâm vào trong trầm mặc, sắc mặt tối sầm. Phương Huệ và Vương Thanh Hòa cũng muốn biết lý do Lương Nhật Tân làm như vậy. Vương Nhất hôn mê. Chỉ bằng hai cô gái yếu đuối, không có khả năng xông ra đầm rồng hang hổ này, tại sao Lương Nhật Tân phải mạo hiểm đắc tội tất cả mọi người, tới cứu các cô ta? Chỉ sợ, cậu sớm đã phản bội tôi rồi chứ? Bạch Vũ bỗng nhiên mở miệng, trong lời nói mang theo sát ý lạnh lạnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cả người chấn động, Bạch Hiển càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn Lương Nhật Tân. Vương Nhất cho dù có tài giỏi bao nhiêu, cũng không có khả năng biết được tôi sẽ thiết kế cái bẫy này, mà cậu ta lại đột nhiên hoài nghi tôi sẽ hạ độc trong rượu của cậu ta, điều này bình thường sao? Bạch Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nhật Tân, gằn từng chữ nói, nhất định là cậu đã âm thầm mật báo cho cậu ta, đúng không? Là như vậy sao, anh đã phản bội chúng tôi? Bạch Hiển cũng cắn răng hỏi, kế hoạch này chỉ có ba người chúng ta biết. Lương Nhật Tân vẫn trầm mặc như cũ, nắm tay nắm chặt, tựa hồ đang thừa nhận áp lực lớn lao. Nhưng khi tầm mắt chuyển qua Vương Nhất mặc dù mê man, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, trong lòng anh ta bỗng nhiên có đáp án. Hít sâu một hơi, anh ta cũng gắt gao nhìn Bạch Vũ, ông sai rồi, mặc kệ tôi có mật báo hay không, kế hoạch của ông cũng sẽ không thành công, bởi vì mặc kệ ông sắp xếp như thế nào, ở trong mắt anh ta, vẫn là tên hề nhảy nhót. Nói bậy, Bạch Vũ giận tím mặt, tôi thấy cậu không hiểu rõ cục diện hiện tại. Ông chủ Vương Nhất của cậu, đã là cá trên thớt, mặc cho chúng tôi sâu xé, hai người phụ nữ này, cũng sẽ trở thành công cụ thiết dục của chúng tôi,
lúc này cậu nhảy ra phản tôi, quả thực muốn chết. Mặc dù cậu là gia chủ nhà họ Lương không sai, nhưng là nhà họ Lương đã tàn bại nặng nề, cái gia chủ này của cậu, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Lương Nhật Tân không nói gì, chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm. Bạch Vũ nói không sai, nhà họ Lương hiện giờ tàn bại nặng nề, còn rất nhiều việc phải làm, sớm đã không còn uy phong của nhà họ Lương, ngay cả nhà họ Vương một đường gia tộc như vậy, cũng có thể sỉ nhục anh ta. Anh ta bỗng nhiên cười cười, hổ lạc đồng bằng bị chó coi thường, lạc mao phượng hoàng không bằng gà sao. Không sai, cậu chính là lạc mao phượng hoàng. Bạch Vũ ánh mắt khinh miệt đến cực điểm, cho dù nhà họ Lương không có suy nhược, cậu cũng cùng lắm là trò cười mà thôi, cậu chủ nhà họ Lương thì không làm, chạy đi làm con hát bán cười, thật sự là trò cười cho thiên hạ. Lương Nhật Tân, anh mặc kệ chúng tôi, chạy mau đi. Vương Thanh Hòa rốt cục nhịn không được mở miệng, đau khổ khuyên bảo. Lương Nhật Tân vẫn thờ ơ như cũ, vị trí gia chủ của anh ta là Vương Nhất cho, sẽ không phản bội anh, loại chuyện phản bội này, làm một lần là đủ rồi. Lương Nhật Tân, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, khuất phục tôi hay không? Sự nhẫn nại của Bạch Vũ đã đến cực hạn, chán nổi gân xanh. Lương Nhật Tân cười khinh miệt, ngay cả Lương Nhật Tân tôi đây cũng không phục, ông chỉ là gia chủ gia tộc Tuyến Một, làm sao xứng để tôi thần phục? Được. Lần này lời nói hoàn toàn cực kỳ sát ý của Bạch Vũ, vẻ mặt tàn nhẫn nói, cậu đã thành tâm muốn chết, vậy thì tôi sẽ giết cậu trước. Lạch cạnh. Nhất thời. Tất cả vệ sĩ của Vương gia đều móc súng lục trong túi ra, họng súng tối om, đồng loạt chỉ vào đầu Lương Nhật Tân. Lương Nhật Tân, mau chạy đi. Sắc mặt Phương Huệ và Vương Thanh Hòa tái nhợt, lo lắng nói. Nhưng, mặc dù bị nhiều súng ống chỉ vào đầu như vậy, thân hình Lương Nhật Tân vẫn không lùi một bước. Thậm chí, trên mặt của anh ta mang theo một nụ cười nhàn nhạt, ngài Vương vẫn luôn đề phòng tôi nghĩ hiện tại, anh hẳn là sẽ không hoài nghi tôi nữa. Bạch Vũ đang muốn hạ lệnh nổ súng bắn chết Lương Nhật Tân thì hiện trường đột ngột vang lên một trận cười nhàn nhạt. Không tệ, quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Nghe tiếng cười này, tất cả mọi người như bị sét đánh, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc. Ai? Phản ứng đầu tiên của Bạch Vũ chính là nhìn về phía bốn phía. Cả người Lương Nhật Tân chấn động, vô thức quay đầu nhìn về phía Phương Huệ. Chỉ thấy Vương Nhất vốn đang mê man ở phía sau Phương Huệ không biết từ lúc nào đã không thấy, đang bình thản ung dung ngồi ở trên ghế yến hội, nhàn nhã thưởng trà. Vương Nhất, không phải anh đang hôn mê sao? Nhất thời, tất cả mọi người ở hội trường trợn mắt há hốc mồm, giống như thấy quỷ, lui lại hai bước. Phương Huệ và Vương Thanh Hòa mừng rỡ, ngài Vương, anh không sao chứ? Bạch Vũ sắc mặt trắng bệch một mảnh, cậu ta đã uống thuốc mê. Không có khả năng tỉnh lại nhanh như vậy, nói cách khác, cậu ta căn bản không có trúng thuốc, tất cả những thứ này, đều là cậu ta giả vờ. Không sai, trực giác nói cho tôi biết, trừ nhà họ Bạch mấy người ra, nhất định còn có những người khác, cho nên giả bộ bất tỉnh, xem có thể dẫn xà xuất động hay không, quả nhiên, các ngươi không làm cho ta thất vọng. Ánh mắt Vương Nhất quét nhìn toàn hội trường, giọng nói bình tĩnh, nhưng mọi người lại không khỏi phát lạnh. Người tài cao gan lớn. Cho dù không biết kế hoạch của Bạch Vũ thì có làm sao, thuốc ngủ vừa vào cơ thể, đã bị tế bào bên trong đánh tan, chỉ dựa vào những thứ này, căn bản không thể gây thương tổn cho Vương Nhất. Mặt khác, tôi còn muốn mượn cơ hội này kiểm tra lòng trung thành của cậu. Anh chuyển đề tài, ánh mắt rơi vào trên người Lương Nhật Tân, cười gật gật đầu, cậu cũng không làm tôi thất vọng. Lương Nhật Tân lập tức sụi lơ trên ghế, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Dưới tình huống xấu nhất, anh ta có thể phản bội Vương Nhất, khoanh tay đứng nhìn hay không? Đối với anh ta mà nói, khoanh tay đứng nhìn Phương Huệ và Vương Thanh Hòa bị nhiều người làm nhục như vậy chính là phản bội. May mà, anh ta thông qua bài kiểm tra của Vương Nhất. Sống hay chết, chỉ trong nháy mắt. Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì... một lưới bắt hết đi. Ánh mắt lạnh như băng của Vương Nhất quét qua mọi người, chậm rãi đứng dậy, sải bước đi về phía bọn họ. Chỉ là một cái động tác đứng dậy đơn giản, mà mang theo uy áp mạnh mẽ của cường giả, dọa đến Bạch Vũ, Bạch Hiền, Văn Đào, Đồng Hiểu Sinh liên tục lui về phía sau. Tôn Kiều cùng với Liễu Mộng hai người phụ nữ này càng là bất lực, phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, một sắc mặt kinh hoàng. Các cô lại bị khí thế của Vương Nhất dọa đến không kiềm chế được. Nhưng mà,
không ai cười nhạo hai người bọn họ, tất cả mọi người rất rõ ràng một đạo lý, Vương Nhất không chết, như vậy chết chính là bọn họ. Một lưới bắt hết, khẩu khí thật lớn. Bạch Vũ dừng bước chân lui về phía sau, lau mồ hôi lạnh trên đầu, vẫn cản rỡ như cũ nhìn Vương Nhất, cậu có giỏi hơn nữa, cũng là một con người thôi, mà nơi này, là địa bàn của nhà họ Bạch tôi. Bạch Vũ vừa nói như vậy, Bạch Hiển cũng lập tức có sức mạnh, ba nói không sai, huống hồ, chúng ta còn có súng, anh có giỏi giang hơn nữa, có thể ghê gớm hơn đạn sao? Vương Nhất bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ. Về phần bốn phía vệ sĩ nhà họ Bạch đang cầm súng lục, Vương Nhất ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái. Thấy thế, đám người Văn Đào, Trần Thiên Thành, Đồng Hiểu Sinh đều nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao mắng to. Vương Nhất, đêm nay anh hẳn phải chết. Còn cậu, Lương Nhật Tân, cậu cũng phải chết theo anh ta. Phương Huệ cùng với Vương Thanh Hòa sẽ trở thành đồ chơi của chúng tôi sẽ không lập tức giết chết, mà là để cho cậu nhìn xem chúng ta chơi hai người phụ nữ này như thế nào, sau đó giết cậu. Mặc dù Vương Nhất không có việc gì, Lương Nhật Tân, Phương Huệ, Vương Thanh Hòa rất vui mừng, nhưng nhìn thấy nhiều súng như vậy, tâm thần bọn họ vẫn run rẩy, không dám nhúc nhích. Vương Nhất bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Phương Huệ và Vương Thanh Hòa, hai người đi trước đi. Phương Huệ và Vương Thanh Hòa nhìn nhau, không nói thêm gì nữa, lập tức đứng dậy rời đi. Các cô hiểu được, ở lại, sẽ chỉ trói buộc của Vương Nhất. Ngăn họ lại, Bạch Hiền lập tức hô to. Bọn vệ sĩ lập tức chặn đường các cô, nhưng mới đi được một bước, phía sau liền truyền đến hai tiếng xé gió dồn dập. Phút phút, Vương Nhất ném ra hai chiếc đũa, trực tiếp xỏ xuyên qua cổ họng hai bảo tiêu. Nhất thời, máu tươi vẩy ra, hai gã vệ sĩ mất mạng tại chỗ. Ai tiến lên một bước nữa, chết. Giọng nói Vương Nhất lạnh lẽo thấu xương, trấn trụ tất cả mọi người, thật đúng là không ai dám tiến lên nửa bước. Lúc này Phương Huệ và Vương Thanh Hòa mới an toàn chạy ra khỏi khách sạn. Trong mắt Bạch Vũ sát ý tung hoành, phẫn nộ đến cực điểm, Vương Nhất, cậu thật sự cho rằng không dám nổ súng bắn chết các cậu phải không? Lương Nhật Tân cả người run rẩy đứng ở bên người Vương Nhất, bị nhiều súng như vậy chỉ vào đầu, nói không sợ là không có khả năng. Nhưng dù vậy, anh ta cũng không lùi một bước. Vương Nhất nhìn anh ta một cái, vỗ vỗ bờ vai của anh ta, khẽ cười nói, thả lỏng, mạng của anh là tôi, trừ tôi ra, ai có thể giết anh? Lời này cuồng ngạo vô cùng, hoàn toàn không để nhà họ Bạch kia vào mắt, lại có một loại ma lực đặc thù, xua tan nội tâm sợ hãi của Lương Nhật Tân. Ha ha ha! Đám người Bạch Vũ, Bạch Hiền cũng không nhịn được cười ha hả. Cậu đây phải uống rượu uống đến choáng váng rồi chứ, chúng tôi dù gì còn có súng, cậu sống hay chết, do chúng tôi quyết định. Trong trận doanh địch cũ, Thường Dĩnh vẻ mặt tàn nhẫn nở nụ cười. Vương Nhất lắc đầu một cái, cũng không nóng nảy động thủ, mà là rất có hứng thú nhìn anh ta, các người không mai danh ẩn tích co đầu rút cổ, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi. Còn có Trần Thiên Thành. Anh lại nhìn về phía Trần Thiên Thành tóc trắng xóa, lúc trước tôi nhân từ, niệm tình ông tự tay giết cháu trai của ông, tha cho nhà họ Trần các người một con đường sống, ông không mang theo người nhà của ông rời khỏi Thiên An, tìm một con đường sống khác, cũng xuất hiện ở trước mặt tôi, phải nói là ông dũng cảm hay là nói ông ngu ngốc đây. Cậu còn dám nhắc chuyện đấy. Trần Thiên Thành hai mắt trong nháy mắt đỏ tươi, giận không kềm được, nếu như không phải cậu, tôi làm sao có thể tự tay giết cháu trai của tôi, còn có Trần Cảnh cũng chết ở trong tay người của cậu, nhà họ Trần chúng tôi có thù không đội trời chung với cậu, làm sao có thể sống một mình. Vương Nhất cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới, lại nhìn về phía Tôn Kiều và Đồng Hiểu Sinh, vẻ mặt trêu tức. Hai người mấy người xuất hiện ở đây, Tôn Chính Vũ và Đồng Kiệt có biết không? Đồng Hiểu Sinh hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ngược lại Tôn Kiều, cũng giống như bị kích thích lớn lao, giọng nói oán độc. Bởi vì anh, tôi mới bị ba đuổi ra khỏi nhà họ Tôn. Thì ra cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Tôn rồi sao, chẳng trách lại có mặt ở nơi này. Vương Nhất cười khẽ, Tôn Kiều lại nghe ra trào phúng trong lời nói của anh, lập tức bị tức giận làm đầu óc choáng váng, anh còn dám cười.